Thưa các thầy cô trong chủ tọa đoàn, các báo cáo viên và đặc biệt là hân hạnh chào đón tất cả các quý vị bác sĩ sẽ tham gia hội nghị xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch 2020 của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với cái phiên rất đặc biệt sáng nay, đó là chúng ta nói về những vấn đề liên quan đến thực hành lâm sàng trong tim mạch học chúng ta hàng ngày, những vấn đề mà chúng ta rất là thường gặp và nó không phải là vấn đề tim mạch nhưng mà thường thường là nó gắn bó với những bệnh nhân tim mạch. Và chúng ta điều trị người bệnh chứ chúng ta không phải là điều trị kỹ chỉ cái bệnh tim mạch trong. Vậy những vấn đề này, những người bác sĩ như chúng ta tim mạch thì chúng ta phải giải quyết được tất cả những vấn đề này. Vì vậy trong hội nghị này chúng tôi muốn xây dựng một cái phiên như thế này để mà chúng ta cùng nhau giải quyết những cái vấn đề làm sao cho chất lượng cuộc sống của bệnh nhân thật càng ngày càng tốt đẹp hơn nữa. Trong chương trình gửi đến quý vị trước đây thì chủ tọa đoàn là giáo sư tiến sĩ Đặng Vạn Phước, nhưng mà hiện nay thầy thì đang bận công việc họp tại Hà Nội, cho nên thì chương trình cũng như là báo cáo viên sẽ có một chút ít thay đổi. Thì hôm nay phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Huân và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Khoa sẽ là chủ tọa phiên này, và chúng ta sẽ có những báo cáo viên bác sĩ chuyên khoa 1 Lương Cao Sơn, phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Quang Huân, phó tiến sĩ tiến sĩ Nguyễn Đình Khoa, tiến sĩ bác sĩ Ngô Tích Linh, thạc sĩ Lê Đình Phương và bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng. Chúng ta sẽ có những cái chuyên đề như vậy. Đầu tiên để khởi đầu chương trình thì xin mời thạc sĩ bác sĩ Lê Đình Phương, anh là trưởng khoa nội tổng quát và y học gia đình cũng như là kiểm tra sức khỏe của bệnh viện SV, sẽ trình bày chia sẻ cho chúng ta một cái chuyên đề rất là quan trọng trong thực hành của chúng ta, đó là vấn đề hạ đường huyết như là một cái nguy cơ tim mạch quan trọng. Xin mời thạc sĩ Lê Đình Phương. Trước hết cho tôi ngỏ lời cảm ơn tất cả các đồng nghiệp đã bỏ thời gian một cái ngày chủ nhật để tham gia cái hội thảo online ngày hôm nay, và đặc biệt là xin cảm ơn lời giới thiệu rất là trân trọng của giáo sư Bình về cái bài báo cáo của tôi ngày hôm nay. Thật sự như cái lời giáo sư Bình đã nói trong cái phần mở đầu, những cái vấn đề tim mạch không phải chỉ có can thiệp, không phải chỉ có những cái thuốc men về tim mạch, nhưng mà nó còn có những cái vấn đề khác bên lề, nhưng nó cũng ảnh hưởng rất là sâu sắc đến cái dự hậu tim mạch của bệnh nhân. Và một trong những cái vấn đề đó mà tôi được hân hạnh trao đổi với các đồng nghiệp ngày hôm nay là vấn đề hạ đường huyết, và đặc biệt là trên bệnh nhân tiểu đường. Thì để mở đầu thì tôi xin mời các đồng nghiệp coi một cái hình đó. Nó được in trong một cái cuốn textbook của Lannett, một trong những cái ông tổ của y khoa mà phát minh ra cái ống nghe. Thì cái hình này người ta gọi là Dead in Bed Syndrome, cái hội chứng chết trên giường. Người ta tả một cái bệnh nhân tự nhiên đang bình thường vậy, tự nhiên buổi sáng dậy thấy chết ngắt, nằm lạnh tanh trên giường như vậy. Và một cái hình thứ nhì nữa, nó mô tả được cái diễn tiến rất là ngoạn mục của ngành tiểu đường vào năm 1950. Trước đó, khi mà chưa có insulin những cái đứa trẻ bị tiểu đường nó gầy, nó da mọc xương, và người ta trị bệnh người ta bắt nó nhịn đói. Nhưng mà sau khi có insulin tổng hợp từ heo năm 1950 thì cái đứa trẻ nó khỏe mạnh như thế này. Do đó từ cái thay đổi ngoạn mục này người ta nghĩ rằng đường huyết sẽ là trung tâm của cái điều trị tiểu đường. Và do đó chúng ta không có ngạc nhiên nếu chúng ta coi cái matrix, cái hình của những cái từ khóa những đồng nghiệp chúng ta trên thế giới tra trên Medline tiểu đường thì các anh chị có thể thấy đa số những cái từ mà lớn là insulin với glucose, không có gì ngạc nhiên hết. Và UKDPS nó khẳng định cho chúng ta là đường HbA1c đường huyết thì tỷ lệ nghịch, tỷ lệ thuận với cái biến chứng tim mạch. HbA1c càng cao thì biến chứng tim mạch càng nhiều. Nhưng mà câu hỏi mình phải đặt ngược lại, nếu hạ HbA1c thì mình có thật sự theo đúng cái tỷ lệ ngược lại hay không? Thì có một cái hệ quả gần như là nó ăn trong đầu chúng ta trong bao nhiêu năm. Hồi chúng ta đi học các thầy cô cũng vậy, mà chính các thầy cô của chúng ta đọc sách Pháp, những cái sách Tây hồi xưa cũng nghĩ như vậy, là tăng đường huyết thì đưa tới biến chứng tim mạch. Thì do đó cái mục tiêu điều trị là mình phải cắt cái đường này, cắt cái tăng đường huyết này, hạ HbA1c thì mình kỳ vọng nó sẽ giảm được những cái biến chứng tim mạch. Do đó cái câu hỏi đặt ra là hạ đường huyết tích cực thì có tốt không, có giảm được biến chứng tim mạch không? Câu trả lời nó có cho chúng ta từ bốn cái nghiên cứu này. Người ta so sánh cái hạ đường huyết bình thường tà thôi và cái hạ đường huyết tích cực để đưa HbA1c thêm xuống thêm 1,5% nữa. Thì cái câu trả lời rất là đáng ngạc nhiên. Rõ ràng ở trong cái nhánh này
mình thấy là nếu mà kéo HbA1c xuống 7 thì cái dự hậu tim mạch nó tốt lên. Nhưng mà từ 7 mà mình cố gắng mình kéo xuống nữa thì dự hậu tim mạch nó lại xấu đi, cái tỷ lệ tử vong nó lại tăng lên. Và cái hiệu ứng này nó đi vào lịch sử của ngành tiểu đường, nó kêu là Nike effect. Cái hình chữ V giống như cái logo của cái hãng giày Nike vậy đó. Và trên cái odds ratio này người ta thấy là kiểm soát chặt đường huyết thì không làm giảm biến chứng mạch máu lớn, mặc dù nó có thể có ích trên cái biến chứng của mạch máu nhỏ. Do đó nếu mà tổng kết lại thì cái hiệu ứng của cái hạ HbA1c trên cái biến cố tim mạch nó rất là khiêm tốn, nó chỉ giảm được chừng 3% cái biến chứng tim mạch thôi, nó quá khiêm tốn. Do đó một cái khẳng định là kiểm soát đường huyết chặt thì không làm giảm cái nguy cơ tim mạch. Và có một cái hình hài hước để cho dân tiểu đường người ta nhớ, là trên cái bia mộ của người tiểu đường người ta khắc cái câu là he died with perfect HbA1 level. Cái bệnh nhân này chết với cái HbA1c hoàn hảo như người bình thường 6,5%, nhưng mà cũng chết, thậm chí còn chết lẹ hơn. Là vì sao? Khi đuổi theo đường huyết thì điều gì xảy ra? Tỷ lệ hạ đường huyết nó tăng lên gấp 2-3 lần. Đó là cái mình đo đạt được. Còn cái mà mình thấy được trong tương lai một điều rất là bất ngờ là hạ đường huyết là cái main predictor, cái yếu tố tiên đoán chính của cái tử vong do tim mạch. Các chị có thể thấy nếu có hạ đường huyết thì cái chết do tim mạch, cái cardiac mortality nó tăng tới gấp 4 lần lận. Thật sự trong cái tim mạch học can thiệp, tim mạch học quy ước, tôi chưa thấy có một cái biện pháp nào có thể làm giảm biến cố tim mạch xuống còn 1/4. Nhưng mà biến cố hạ đường huyết thì nó làm tăng gấp 4 lần. Cho nó làm cho cái công sức điều trị của chúng ta nó công tốc, nhất là trên bệnh nhân tiểu đường. Đuổi theo đường huyết là vô tình mình giật sập một cái nhà, trong đó có bao nhiêu những cái biện pháp khác, vì nó làm cho bệnh nhân chết nhiều hơn. Và tỷ lệ hạ đường huyết không có triệu chứng là 50%. Lý do là vì sao cái hạ đường huyết nó làm chết nhiều như vậy? Hạ đường huyết tự nó là một cái kích ứng, nó gây ra một cái cơn bão norepinephrine. Các bạn có thể thấy trên cái hình này người ta đo cái nồng độ norepinephrine nó tăng gấp 10-15 lần. Và cái tỷ lệ đau ngực giống như bất thường trong điều tâm đồ nó tăng gấp mười mấy lần. Hạ đường huyết là một cái trigger gây loạn nhịp. Và đó nó giải thích cho mình cái hình mà dead in bed syndrome, cái hội chứng chết trên giường là do cái QT dài. Và nó gây một cái tọt sắc đầu poi hoặc là xoắn đỉnh trong đêm do hạ đường huyết. Và cái tỷ lệ này trong cái thời buổi insulin, cái thời buổi mà chạy theo, đuổi theo đường huyết, nó có thể lên tới 27% lần. Đó, đây là một cái hình QT dài sau một cái kích ứng làm hạ đường huyết trong vòng 30 phút. Chỉ trong vòng 30 phút thôi là người ta thấy QT nó dài ra thấy rõ. Do đó, đứng về mặt lâm sàng, mình phải thấy rằng là cái hạ đường huyết không... Trước giờ mình cứ nghĩ hạ đường huyết là phải lơ mơ, phải hôn mê do hạ đường huyết chết não vân vân. Nhưng cái mà ngay trước mắt là hạ đường huyết nó còn ảnh hưởng trên tim và nó gây ra những cái biến chứng tim mạch. Và chúng ta nên nhớ rằng nó tăng cái nguy cơ chết do tim lên gấp 4 lần. Đó là một con số rất là ấn tượng. Và đặc biệt nếu ở người già, mình đừng mong là người ta sẽ run tay, người ta đổ mồ hôi, người ta hồi hộp đánh trống ngực. Ở người già thì đa phần là không có triệu chứng. Đó là một điều chúng ta cần lưu ý. Thậm chí có một cái triệu chứng rất là gợi ý mà đôi lúc chúng ta thường bỏ quên là morning headache, nhức đầu vào buổi sáng. Nếu bệnh nhân tiểu đường dậy mà buổi sáng mà kêu nhức đầu, coi chừng là họ đã bị hạ đường huyết trong đêm mà mình không biết. Và lúc đó chắc chắn mình cũng không kiếm được bằng chứng luôn, vì không ai thử đường huyết lúc nửa đêm hết. Do đó cái clinical points là gì? Cái hạ đường huyết mà quá chặt thì không mang lại cái lợi ích về tử vong, và nó tăng nguy cơ hạ đường huyết và tăng tử vong lên. Và nguyên nhân của cái hạ đường huyết này không phải là ăn uống, không phải là cái bệnh, mà chủ yếu là do thuốc hạ đường huyết. Nhưng mà không phải thuốc hạ đường huyết nào cũng gây hạ đường huyết. Mà người ta thấy về thống kê, hai cái thủ phạm chính của cái hạ đường huyết là sulfonylurea và insulin. Còn những cái thuốc khác thì tỷ lệ rất là ít. Từ những cái ý thức được về cái việc mà chạy đuổi theo đường huyết nó nguy hiểm như vậy á, do đó nó thay đổi hoàn toàn cái guideline của ACP và ADA. Nó cho phép mình là A1C dưới 7%. Nhưng người ta nhấn mạnh là phải cá nhân hóa, tránh hạ đường huyết và đừng có đuổi theo con số tuyệt đối của HbA1C nữa. Và ACP người ta còn cho mình thêm một cái ý rất là quan trọng,
nếu đường huyết mà gần như cái mức bình thường, như mức khỏe mạnh của chúng ta dưới 6,5% á, là lúc đó chúng ta đã quá tay rồi, là phải giảm thuốc. Và người ta chấp nhận á, là cái HbA1c là 7-8%, đừng có xuống quá 6,5%. Và nếu trên cái hình này mà tôi đã đề cập tới ngày hôm qua, cái nguyên lý của điều trị tiểu đường á, nó rất là nghịch thường á, mình coi mình sẽ thấy hơi ngạc nhiên á. Cái trục từ phải sang trái á, nó diễn tả cho mình á, là cái độ nặng của bệnh, tuổi tác, suy thận, có những cái biến chứng nào đó. Thì lẽ ra nếu mà theo cái chiều từ trái sang phải á, bệnh càng nặng á, thì mình để dễ dàng suy luận á, là mình phải kiểm soát đường huyết càng chặt. Nhưng mà ngược lại á, ADA á, nó lại cho mình thấy á, nó khuyên mình á, là nếu bệnh càng nặng thì mình lấy cái mốc chính giữa là HbA1c là 7% á, thì mình lại phải nới ra nữa, nương nương nó một chút. Bệnh càng nặng thì càng nương nương HbA1c, nó quay lại với cái tinh thần này là nới nới thôi. Và dưới 6,5% á, là mình phải bắt đầu giảm thuốc. Thì tự trung lại á, chúng ta đang chứng kiến á, những cái thay đổi rất là ngoạn mục về nguyên lý của cái ngành tiểu đường á. Hồi xưa cái quan điểm của nó là glucocentric, lấy đường làm trung tâm, thì hệ quả là gì? Không thấy lợi ích gì hết, càng kiểm soát chặt càng chết. Quan điểm mới bây giờ là CV oriented, nhắm vào cái tim mạch. Chúng ta trị sao để cho bệnh nhân bớt chết về tim mạch, bớt hạ đường huyết, bảo vệ cái tim cái thận, chứ không phải là chỉ đuổi theo HbA1c. Thì từ đó mình nhìn lại cái lịch sử của cái những cái thuốc tiểu đường á, các bạn có thể thấy nó có một cái sự bùng nổ những cái thuốc tim mạch trong thời gian gần đây. 70 năm trước chỉ có 5 thuốc, 25 năm gần đây nó có tới 12 thuốc. Nhưng mà thật sự đây là một cái thất bại mỹ mãn của ngành nội tiết. Vì từ năm 1950 là metformin là thuốc duy nhất được chứng minh là giảm tử vong do tim mạch. Cho đến khoảng năm 2015 á, thì lúc đó mình mới thấy một cái thế hệ thuốc nó có khả năng làm giảm cái chết do tim mạch và bảo vệ thận. Còn ngay khúc giữa này là một cuộc chạy đuổi theo đường huyết một cách vô vọng. Càng đuổi theo đường huyết, bệnh nhân vẫn chết như thường. Và biểu thị một cách rất là hình ảnh dưới dạng infographic á, thì đến giờ này chỉ có trên cái nền của metformin chỉ có hai cái thuốc nữa là có thể, hai nhóm thuốc có thể làm giảm được tử vong á, là SGLT2 và GLP-1. DPP-4 nó khác với những thuốc khác là nó có thể làm giảm HbA1c, nhưng nó không làm giảm, cũng giống như không tăng cái biến chứng tim mạch, do đó nó vẫn còn tồn tại ba cái thuốc này trên cái nền của metformin. Và đồng thời nếu chúng ta coi guideline, nhiều lúc guideline nó dày đặc, mình nhìn mình hoa mắt, mình thấy cái rừng mà mình không thấy cái cây. Thì bây giờ tôi xin bươi cái cây đó ra để cho các đồng nghiệp thấy cái guideline năm 2020 của ADA, của hiệp hội tiểu đường Mỹ. First line vẫn là metformin với thay đổi cái lối sống. Nhưng cái này là cái ý quan trọng nè, người ta gặp cái câu này đi. Nếu HbA1c là tặc ghét á, thì proceed below, người ta bỏ cái yếu tố HbA1c vô, mà người ta nhảy vô á, là có biến chứng tim mạch thận, có suy tim hay không. Cái HbA1c không phải là cái yếu tố để mình lựa chọn thuốc ban đầu nữa. Nếu mà HbA1c á, không phải là cái gì quá cao, 7,5-8%, thì chúng ta phải thay đổi cái điều trị liền, SGLP-1 hoặc là GLP-1 hoặc là SGLT2 để mà cứu lấy cái thận cái tim bệnh nhân. Nếu mà HbA1c mà nó quá cao, 11-12-10%, thì chúng ta sẽ khởi động những cái thuốc để hạ đường huyết. Do đó mình nhìn trên cái bản đồ của những cái thuốc tiểu đường á, thì bây giờ cái thứ tự ưu tiên nó bắt đầu khác hẳn. Đối với những cái thuốc đầu tay là SGLT2, metformin và GLP-1, cái thuốc hàng hai tiazolidone, insulin nền chứ không phải là insulin rapid sau mỗi bữa ăn nữa, và có một cái quan một cái mà nó vừa thuận tay mà nó vừa dễ dàng là DPP-4, vì nó không hạ đường huyết và nó không làm tăng chết, tăng tỷ lệ suy tim, tăng tỷ lệ hạ đường huyết. Cái lợi ích của những cái thuốc hàng hai thì trong những cái thuốc hàng hai có vẻ là cái DPP-4 là cái dễ dàng lựa chọn nhất, và cái sulfonylurea nó tụt xuống hàng cuối cùng. Đây là cái sự phân bố lại cái bản đồ ưu tiên của những cái thuốc điều trị tiểu đường theo quan điểm hiện tại. Và nói một cách khác những cái hiểu biết về cái ảnh hưởng tim mạch về thận trên tiểu đường và cái sự thất bại mỹ mãn của cái cuộc mà chạy theo đường huyết nó làm cho cái người làm tim mạch, cái người tiểu đường, người ta phải thay đổi cách tiếp cận đường huyết ngay từ đầu.
Trên cái hình này chúng ta phải giải phóng cái não chúng ta, phải cho cái não chúng ta sổ lồng ra khỏi cái lồng tên là HPA1C, không có đeo bám vào nó vào nữa. Mà cái nhìn của chúng ta khi nhìn vô một bệnh nhân tiểu đường á, là bệnh nhân này có bệnh tim mạch, có suy tim, suy thận hay không. Và trên cái đó, cái quyết định chọn thuốc của chúng ta, cái hướng điều trị lâu dài của chúng ta sẽ dựa vào cái đó. Trong đó chúng ta không được quên cái yếu tố mà hạ đường huyết, không bao giờ được quên cái đó. Tại vì nếu chúng ta kéo nó xuống thì vô tình chúng ta đã tạo thêm một cái ách tắc trên tim mạch, một cái cơn bão norepinephrine á, và đưa cái tim tới cái chỗ chết sớm hơn. Thì thay cho lời kết luận á, thay cho một lời kết luận 1, 2, 3, 4 đầu dòng á, thì cái kết luận của tôi sẽ là một cái câu hỏi mở. Trước một bệnh nhân tiểu đường mà tái khám á, thì bạn có luôn luôn hỏi về biến chứng hạ đường huyết không? Tôi nghĩ là câu này á, nếu mà có chữ luôn luôn á, câu trả lời sẽ là không hoặc là rất ít. Tại vì trên cái cơ sở á, trước giờ chúng ta say mê theo cái đường huyết, cái não chúng ta bị nhốt trong cái lồng HPA1C á, mình thấy đường huyết càng thấp thì mình càng khoái. Nhưng cái này bây giờ, cái thực hành bây giờ phải luôn luôn hỏi cái này như một cái câu hỏi screening về tim mạch, chứ không phải là về tiểu đường nữa. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi. Xin cảm ơn Thạc sĩ Lê Đình Phương đã cho chúng ta một cái điểm nhấn trong cái việc mà chúng ta thực hành lâm sàng khi mà chúng ta tiếp cận điều trị cho những người mà bị bệnh đái tháo đường, mà Thạc sĩ Lê Đình Phương hay gọi là tiểu đường, một cái từ rất là dân gian, đái tháo đường. Thì như vậy thì trong cái tiếp cận đó, chúng ta sẽ có hỏi bệnh, chúng ta sẽ chỉnh liều thuốc, chúng ta sẽ nói như vậy. Nhưng mà một cái việc thường xuyên phải nhớ đến là chúng ta phải hỏi xem những người mà đang bị đái tháo đường mà chúng ta đang điều trị đó là có cái triệu chứng của hạ đường huyết hay không. Tại vì nếu có thì rất là nguy hiểm. Ở đây thì chúng ta có một người tham dự có một câu hỏi dành cho Thạc sĩ Phương. Xin mời Phương trả lời. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi rất là thú vị nè. Hiện nay Bộ Y tế đang có phác đồ điều trị bệnh nhân tiền đái tháo đường. Thì liệu có mâu thuẫn giữa mục tiêu kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân tiền đái tháo đường và nguy cơ hạ đường huyết khi kiểm soát chặt đường huyết không? Thì thật sự cái quan điểm mà điều trị cái IGT, cái tiền đái tháo đường, cái pre-diabetic là mình ngăn ngừa nó đi vào cái tiểu đường thật sự và ngăn ngừa những cái biến chứng tim mạch. Trong đó mục tiêu quan trọng nhất, cái bích về mặt sinh lý học là làm cho cơ thể bệnh nhân nó trở thành nhạy hơn với insulin, bằng cách giảm cân, bằng cách ăn uống, bằng cách giảm cái béo phì, và đồng thời mình dùng những cái thuốc nó cải thiện cái độ nhạy insulin, nó cải thiện cái sản sinh cái phân hủy glycogen, ví dụ như metformin. Metformin vẫn là cái thuốc đầu tay. Và cái pre-diabetic condition á, cái tình trạng mà tiền đái tháo đường á, đến giờ này thì những cái guideline người ta bắt đầu đề cập tới vai trò của SGLT2 để cho bệnh nhân thải đường ra ngoài. SGLT2 như các bạn đã biết trong những cái báo cáo của tôi ngày hôm qua, tác dụng hạ đường của nó rất thấp, chủ yếu là mình dùng để cho bệnh nhân khỏi đi vào cái tình trạng tiểu đường thật sự và giảm cái biến chứng tim mạch về sau. Và cái điểm khác biệt là ở chỗ này, tiền đái tháo đường, mục tiêu điều trị không phải là hạ đường, mà để cho nó không tiến vào cái tiểu đường thật sự và kiểm soát những cái biến chứng về tim mạch. Còn đối với hạ tiểu đường thật sự, mình cũng phải kiểm soát đường huyết, nhưng tránh hết sức cái chuyện hạ đường huyết. Xin cảm ơn Thạc sĩ Lê Đình Phương. Tôi xin có một câu hỏi là rất là thực hành, rất là thực tế, đó là khi mà chúng ta gặp một người bệnh, chúng ta không hỏi là bác có triệu chứng hạ đường huyết hay không. Có khi là người đó người ta không biết. Như vậy cái triệu chứng nào mà theo Thạc sĩ Lê Đình Phương thấy là thường gặp nhất, mà để chúng ta có thể tập trung câu hỏi, chúng ta hỏi cái chuyện đó, gọi là cái triệu chứng đó giúp cho chúng ta nhạy nhất để phát hiện ra được đó. Còn chuyên biệt chúng ta nói nhạy nhất thì chúng ta nên hỏi cái triệu chứng như thế nào, hỏi câu hỏi như thế nào, phát hiện cái triệu chứng gì. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi rất là thực tế của giáo sư Bình. Thì sự mình nói hạ đường huyết, mà nếu mình không đo được đường huyết thì mình không nói được gì hết. Lý tưởng nhất là ngay trong những cái lúc mà bệnh nhân người ta mệt, người ta run tay, người ta đổ mồ hôi, cái đó thì quá dễ rồi, cái đó thì rất nhạy rồi, cái đó chắc chắn hạ đường huyết rồi. Nếu người ta có điều kiện, người ta đo cái đường huyết lúc đó mình thấy xuống 50-60 thì đúng đó rồi, không lầm gì hết. Nhưng mà cái triệu chứng của hạ đường huyết như trong phần cái trình bày của tôi là 30-50% nó không có triệu chứng.
mà thông thường cái triệu chứng nó rất là mơ hồ. Ba cái mà sách vở ghi nhận á, thứ nhất là bệnh nhân cảm thấy mệt, mệt kinh niên á, vì rõ ràng là cái tế bào nó thiếu năng lượng, nó làm việc nó rất mau mệt, nó học bài không được, đọc sách không được, thở một chút đi lên thang lầu cái là nó mệt, mà không phải nó mệt kiểu khó thở, kiểu nó suy tim, mà kiểu mà exhausted á. Đó là triệu chứng đầu tiên, mệt mỏi kinh niên. Cái thứ hai á, là nhức đầu buổi sáng, sáng dậy mà thấy nhức đầu mà có cảm giác mà squeezing á, nó ép vô á, coi chừng là hạ đường huyết trong đêm. Và cái triệu chứng thứ ba á, cái này là phải để tiến sĩ Linh rất có kinh nghiệm về cái này á, là nó tăng cái triệu chứng lo âu lên. Tự nhiên bệnh nhân nó bức rứt, nó than phiền, nó thậm chí nó vô những cái cơn panic luôn. Vì trên cái nền tảng đó, cái hạ đường huyết là một cái stress, thì nó làm cho nó tăng tiết norepinephrine, nó tăng tiết cortisol lên đó, thì nó gây ra một cái tình trạng stress, bệnh nhân nó panic, nó hoảng hốt, nó lo lắng dữ lắm. Thì đó là những cái dấu hiệu gợi ý. Và chắc chắn là những cái này nó không bao giờ thay thế được cái quick test đường huyết ở nhà hết. À, cái triệu chứng mệt mỏi, cái người miền Nam của mình hay nói là tôi bị mệt đó mà. Tôi mệt chỗ này, tôi mệt, nói nghe bác nói hoài tôi cũng thấy mệt luôn. Bác sĩ cũng nói vậy. Nhưng mà cái từ mà chúng ta mệt chỗ nào, tôi hay dùng cái từ bãi quải, bác có cảm giác bãi quải, quải đó, cái từ quải đó nó cũng diễn tả được. Nó đừ á. Thì cái đó cũng là một cái triệu chứng mà chúng ta thấy là chúng ta nên hỏi. Trong huyết áp cũng vậy, có những lúc mà huyết áp nó thấp quá, người ta cũng thấy bãi quải, thiếu sinh lực để mà chúng ta làm việc. Đó, thì những cái từ đó chúng ta nên cụ thể một chút xíu để mà chúng ta có thể là phát hiện được cái tình trạng mà hạ đường huyết cho mà như những cái chúng ta đang điều trị. Thì bất cứ một cái điều trị nào nó muốn mang lại lợi ích cho người bệnh, nhưng mà nếu mà những cái điều trị đó nó có thể làm xảy ra những biến cố, ví dụ như trong điều trị mà thuốc kháng đông, chúng ta mà để mà xảy ra biến cố kháng đông quá mức chảy máu thì rất nguy hiểm. Cái này điều trị để giải quyết vấn đề hạ đường huyết xuống, mà nếu mà chúng ta hoạ quá mức thì cũng gây ra những cái biến cố rất là nguy hiểm. Thật sự cái từ hạ quá mức nó cũng không có chính xác lắm, tại vì ví dụ cái đường huyết của mình HbA1c là 6,5%, nhưng kèm cái người tiểu đường mà mình kéo xuống 6,5% là có chuyện. Vì cái giá để kéo xuống 6,5% đó, đôi lúc nó sẽ rơi vào những cái ách tắc của hạ đường huyết. Đó. Cảm ơn thạc sĩ Lên. Vâng. Xin cảm ơn phần trình bày và trả lời câu hỏi của thạc sĩ Lê Đình Phương. Thì tiếp theo chương trình, xin mời bác sĩ Lương Cao Sơn, Phó trưởng khoa Nội Tim Mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trình bày cái chuyên đề an toàn của statin liều cao, cân bằng, cán cân lợi ích và nguy cơ. Xin mời bác sĩ Sơn. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp, tiếp theo chương trình hội thảo ngày hôm nay thì tôi xin phép được trình bày về một trong những cái vấn đề lâm sàng cũng khá thường gặp trong thực hành lâm sàng hiện nay. Đó là vấn đề an toàn khi chúng ta sử dụng statin liều cao và cái cân bằng giữa cán cân lợi ích và nguy cơ. Như chúng ta đều biết thì rối loạn lipid máu cùng với hút thuốc lá, tăng huyết áp và đái tháo đường được xem là điểm khởi đầu cho chuỗi bệnh lý tim mạch. Và trong cái công trình nghiên cứu CRIPS của tác giả Kramer và cộng sự thì người ta thấy rằng tăng LDL cholesterol máu được xem là một trong yếu tố nguy cơ mạnh nhất, làm tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần cái nguy cơ bị nhồi máu cơ tim cũng như bệnh mạch vành khi mà so sánh với các yếu tố nguy cơ khác, ví dụ như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc là hút thuốc lá vân vân. Và trong một cái phân tích gộp 14 thử nghiệm lâm sàng ACT với hơn 90.000 bệnh nhân, người ta cho thấy rằng việc làm giảm 1 mmol trên lít LDL cholesterol tương ứng với 40 mg trên decilit sẽ giúp làm giảm được 10% tử vong do mọi nguyên nhân, 20% tử vong do bệnh mạch vành, 23% các biến cố mạch vành chính và 17% các nguy cơ đột quỵ. Và trong các liệu pháp để làm giảm cholesterol máu, LDL cholesterol máu thì statin được xem là lựa chọn đầu tay. Bởi vì ngoài cái hiệu quả làm cải thiện các thông số về lipid thì statin là một trong số ít các thuốc có bằng chứng trong vấn đề làm giảm các biến cố tim mạch cho bệnh nhân. Chính vì vậy mà ESC 2019 khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu ngày nay người ta đưa ra LDL cholesterol được xem là mục tiêu hàng đầu để điều trị cho những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch từ thấp, trung bình đến cao và rất cao. Trong đó đặc biệt người ta chú trọng đến hai nhóm bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao và rất cao. Thì trên hai nhóm bệnh nhân này, cái mục tiêu chúng ta cần phải đưa LDL cholesterol xuống dưới ít nhất là 50% so với mức cơ bản của bệnh nhân. Và đối với bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao thì LDL-C thay vì lúc trước là dưới 100 mg trên decilit thì khuyến cáo hiện nay là nên đưa xuống dưới 70 g trên decilit. Và đối với những bệnh nhân mà có nguy cơ tim mạch rất cao thì LDL-C hiện nay khuyến cáo đưa xuống 55 mg trên decilit thay vì lúc trước là 70 mg trên decilit. Và để đạt được cái điều này thì Hội Tim Mạch Hoa Kỳ đã đưa ra cái khái niệm đó là statin cường độ thấp, cường độ trung bình và cường độ cao.
Trong đó, statin cường độ cao được định nghĩa là những statin có cái khả năng đưa LDL-C xuống dưới hơn 50% so với mức nền. Chúng ta có hai loại, đó là atorvastatin liều 80mg và rosuvastatin liều 20mg. Tuy nhiên thì trên thực tế thì như thế nào, trong cái nghiên cứu Pan-Asia-Cepheus, đây là một cái survey ở các nước châu Á, trong đó có Việt Nam của chúng ta, thì cho thấy có đến 60% bệnh nhân Việt Nam của mình chưa đạt được LDL-C mục tiêu. Đây là thống kê năm 2012, tức là khi chúng ta áp dụng các guideline về cũ, tức là mục tiêu LDL-C còn cao hơn. Thì với cái thực tế hiện nay, khi dùng cái khuyến cáo nó LDL-C nó chặt hơn, thì tôi nghĩ con số này nó còn lớn hơn nữa. Cái câu hỏi đặt ra đó là tại sao mà chúng ta đã có rất là nhiều statin cường độ cao như vậy, nhưng mà cái tỷ lệ đạt được LDL-C mục tiêu thì nó vẫn còn rất là thấp. Thì có rất là nhiều cái nguyên nhân giải thích cho việc này, thì trong cái khuôn khổ của hội nghị hôm nay thì tôi xin giải thích hai cái nguyên nhân cũng khá là thường gặp trong thực tế lâm sàng. Đó là thứ nhất là do bệnh nhân chưa được đánh giá đúng các yếu tố nguy cơ tim mạch, và cái thứ hai có liên quan đến thầy thuốc cũng như bệnh nhân, đó là những cái quan ngại về các biến cố ngoại ý. Khi chúng ta sử dụng statin cường độ cao có làm tăng cái tác dụng phụ hay không, và cái việc làm giảm LDL-C quá thấp như vậy thì nó có cái biến chứng gì hay không. Và thì cái điều này cũng không phải riêng ở Việt Nam của chúng ta, mà ngay cả các nước phát triển như là ở Mỹ và châu Âu thì cũng như vậy. Chính vì vậy mà ESC và ACC 2019, người ta đã nhấn mạnh cái việc chúng ta cần phải đánh giá nguy cơ tim mạch cho bệnh nhân, cho tất cả những bệnh nhân dù không có triệu chứng trên 40 tuổi. Và chúng ta có thể sử dụng thang điểm score theo cái hội tim mạch châu Âu, hoặc là sử dụng thang điểm ASCVD đối với hội tim mạch Hoa Kỳ. Ngoại trừ ở những bệnh nhân đã có bệnh tim mạch do sơ vữa rồi, những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 đã có tổn thương cơ quan đít, những bệnh nhân có bệnh thận mạn, những bệnh nhân có tăng rất mạnh một yếu tố nguy cơ, ví dụ như là cholesterol máu trên 80 trên lít vân vân, thì đây là những nhóm bệnh nhân có nguy cơ tim mạch đã cao và rất cao rồi thì chúng ta không cần đánh giá điểm score nữa. Còn lại đa số các bệnh nhân thì bắt buộc chúng ta cần phải đánh giá cái nguy cơ bệnh tim mạch sơ vữa 10 năm của bệnh nhân để đưa ra những cái mục tiêu điều trị khác nhau. Một vấn đề thứ hai nữa mà chúng ta đang sử dụng statin, đó là chúng ta sợ các tác dụng phụ. Nhưng mà thực tế cái câu hỏi đó là tác dụng phụ thực sự có đáng sợ hay là không? Và thứ đầu tiên đó là cái việc làm giảm LDL-C quá mức thì liệu có an toàn hay là không? Có bác sĩ cho rằng là khi chúng ta làm giảm cholesterol máu quá mức thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc tổng hợp cái màng tế bào, thậm chí là có thể làm tăng các biến cố về về thần kinh, ví dụ như là xuất huyết não vân vân. Tuy nhiên thì nghiên cứu cũng cho thấy rằng là cái nồng độ cholesterol nội bào thì luôn luôn được điều hòa một cách chặt chẽ và không phụ thuộc vào nồng độ nguồn cholesterol trong tuần hoàn để tổng hợp. Và hệ thần kinh trung ương có khả năng tự tổng hợp cholesterol trong cái quy trình khép kín. Và chính cái hàng rào máu não nó ngăn cản cái sự hấp thu lipoprotein từ bên ngoài vào trong, và chính cái sự tách biệt này nó đảm bảo cái sự chuyển hóa cholesterol trong não không bị ảnh hưởng bởi những sự thay đổi nồng độ cholesterol trong hệ tuần hoàn. Và điều này đã được chứng minh trong cái thử nghiệm Odyssey cũng như là một cái phân tích dữ liệu 14 thử nghiệm ACT sử dụng alirocumab. Đây là một cái thuốc ức chế PCSK9 mà chúng ta biết trong thời gian gần đây, với thời gian theo dõi hơn 6 tháng. Thì trong cái nghiên cứu này người ta thấy rằng là có đến 25% bệnh nhân có nồng độ LDL cholesterol dưới 25mg trên decilit. Và khi người ta so sánh giữa hai nhóm có nồng độ LDL-C dưới 25g trên decilit với những nhóm bệnh nhân có nồng độ LDL-C lớn hơn 25mg trên decilit, thì cho thấy là tác dụng ngoại ý tương tự nhau về các biến cố thần kinh cũng như về các biến cố nhận thức. Và trong một cái bài báo gần đây của bác sĩ Osman Shafir, thì ông này có đặt ra một cái bài báo, trong đó người ta nói rằng sử dụng statin không những không làm tăng cái nguy cơ thần kinh mà có khả năng làm giảm nguy cơ Alzheimer ở giai đoạn sớm. Thì cái cơ chế đưa ra đó là statin nó giúp làm giảm cái sự hình thành các mảng beta amyloid cũng như là làm tính kháng viêm ở trong não, và do vậy nó có hiệu quả trong vấn đề làm giảm sự xuất hiện của Alzheimer ở trong giai đoạn sớm. Thì đây vấn đề này cũng đang được đặt ra trong cái thời gian gần đây. Ngoài ra thì trong một cái công bố của tác giả Giuliano và cộng sự được báo cáo tại ESC 2017, người ta so sánh tác dụng ngoại ý khi ở các nồng độ LDL-C khác nhau từ rất thấp dưới 20 đến cao trên 100, thì nhận thấy rằng không có sự khác biệt về các tác dụng phụ, về rối loạn nhận thức thần kinh, về tăng cái men gan, về làm tăng cái men cơ, cũng như là tử vong không liên quan đến tim mạch, cũng như là xuất huyết, đột quỵ xuất huyết ở các nhóm LDL-C khác nhau. Chính vì vậy mà trải qua một phần tư thế kỷ trong vấn đề kiểm soát LDL-C, từ cái sổ nhận diện rằng nồng độ cholesterol cao là xấu, tiếp theo đó là nồng độ cholesterol cao vừa vừa cũng là không tốt, tiếp theo là công trình nghiên cứu TNT nói rằng nồng độ cholesterol thấp hơn thì tốt hơn, và sau Improvit với cái mục tiêu LDL-C dưới 55 thì người ta nói càng thấp và càng tốt, và đặc biệt là gần đây với những cái bằng chứng về giảm cholesterol máu tích cực thông qua các nghiên cứu Odyssey hoặc là Fourier thấy rằng là
có vẻ như là thấp nhất là tốt nhất. Vấn đề thứ hai là những cái liên quan đến tác dụng phụ khi dùng statin liều cao mà chúng ta cũng thường biết, ví dụ như là tác dụng phụ trên cơ, trên gan và trên thận, thì thật sự cái này nó có đáng lo ngại hay không? Trong một cái nghiên cứu quan sát trên 473.343 người thì người ta nhận thấy rằng có một cái tỷ lệ tương đương nhau trong vấn đề nguy cơ trên bệnh cơ ở các statin cường độ thấp, cường độ trung bình hay là cường độ cao, và cái sự tương tác trên cơ nó chỉ gia tăng khi mà chúng ta kết hợp statin với lại tenofibrat hoặc là kết hợp statin với lại các thuốc ức chế CYP3A4. Thì như chúng ta cũng biết là trong các statin của mình thì có một số statin được chuyển hóa bởi cái men CYP3A4, ví dụ như atorvastatin, lovastatin hoặc simvastatin vân vân. Thì với những cái thuốc statin này thì nó có khả năng nó tương tác với một cái số thuốc mà chúng ta thường sử dụng trong lâm sàng, ví dụ như là các thuốc chống độc kinh, phenytoin và metoprolol vân vân, hoặc là corticoid, hoặc là các thuốc kháng sinh nhóm macrolide, hoặc là đối với tim mạch thì rất là thường gặp đó là các thuốc chống kinh canxi, diazem, verapamil hoặc amiodarone. Đối với các thần kinh, ví dụ như các thuốc chống trầm cảm hoặc là fluoxetine chống lo âu, sertraline vân vân. Đây là những cái thuốc nó có thể tương tác với các statin này và làm tăng cái nguy cơ bị ảnh hưởng trên cơ. Còn đối với lại rosuvastatin và rosuvastatin thì hai cái statin này nó được chuyển hóa qua cái hệ thống men CYP2C9, thì cái khả năng tương tác thuốc có nhưng mà nó ít hơn so với các thuốc chuyển hóa qua cái men CYP3A4. Thứ hai là tác dụng phụ trên gan. Cũng trong cái nghiên cứu quan sát này, người ta thấy rằng cái ảnh hưởng trên gan của các statin nó là tương đương với nhau, kể cả khi chúng ta kết hợp với cái nhóm thuốc ức chế CYP3A4. Và trong cái khuyến cáo của FDA từ năm 2012, người ta nói rằng người ta đã rút bỏ cái chỉ định là phần phải theo dõi xét nghiệm men gan thường quy khi sử dụng statin, và người ta chỉ yêu cầu chúng ta là xét nghiệm men gan trước khi khởi đầu statin, còn sau đó thì nó tùy thuộc vào tình huống lâm sàng của bệnh nhân. Khi chúng ta nghi ngờ bệnh nhân có tổn thương gan thì chúng ta mới xét nghiệm men gan chứ không khuyến cáo thường quy. Và cái điều này đã được tái khẳng định trong ESC 2018. Trong đó người ta nói rằng là cái việc tăng nhẹ cái men gan ALT khi ở những bệnh nhân đang sử dụng statin không có triệu chứng thì đây có thể là biểu hiện của bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ, có thể do rượu hoặc không do rượu, và nó không có phải là cái chỉ định để chúng ta kết luận rằng là cái tổn thương này là do statin gây ra. Và cái ảnh hưởng trên gan của statin trên thực tế lâm sàng thì rất là thấp, và có thể xem là nó tương đương ở các loại statin khác nhau. Và một lần nữa ESC cũng khẳng định đó là chúng ta không cần phải theo dõi xét nghiệm men gan thường quy, và cái tăng cái men gan có thể đo ở một số ít hiếm các bệnh nhân khi mà chúng ta nghi ngờ bệnh nhân có ngộ độc gan mà thôi. Một vấn đề thứ hai là ảnh hưởng trên thận. Thì ESC 2019 người ta có một cái chương dành riêng cho cái vấn đề là sử dụng statin ở những bệnh nhân có cái bệnh thận mạn cũng như là các tác dụng phụ trên thận của statin. Thì trong cái chương này thì người ta có một cái đoạn rất là hay, trong đó người ta ghi rằng hiện nay thì chúng ta chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy là statin có tác dụng có lợi hay là bất lợi, có ý nghĩa lâm sàng đối với cái chức năng thận. Và cái mà chúng ta quan ngại trước đây là cái protein ở trong nước tiểu đó, thì người ta nhận thấy rằng cái loại protein này thường có nguồn gốc từ ống thận, được cho là do sự giảm tái hấp thu protein ở ống thận chứ không phải là do rối loạn chức năng của cầu thận. Trong các thử nghiệm lâm sàng thì cho thấy rằng tần suất protein niệu là rất thấp và nó không cao hơn so với giả dược. Thì đây là tôi trích xin trích nguyên văn từ trong cái khuyến cáo của ESC 2019. Và trong cái nghiên cứu quan sát mà tôi đã trình bày lúc phía trên, người ta cũng thấy rằng là ảnh hưởng trên thận là cũng là tương đương nhau với các statin, và nó chỉ gia tăng khi chúng ta kết hợp với các thuốc ức chế CYP3A4 mà tôi đã trình bày. Và cuối cùng, một trong những vấn đề mà chúng ta cũng quan tâm, chúng ta là người Việt Nam, là người châu Á, như vậy thì có sự khác biệt nào giữa các chủng tộc khi chúng ta sử dụng statin hay không? Thì đã có những cái bài báo người ta nói về cái tính an toàn của statin ở những bệnh nhân người châu Á. Ở trong đó thì các bằng chứng hiện nay cho thấy rằng không làm tăng các biến cố bất lợi ở trên những bệnh nhân người châu Á sử dụng statin, ở bất kể statin liều thấp hay là statin liều cao. Và người ta cũng thấy rằng là cái việc sử dụng rosuvastatin ở người châu Âu cũng như là ở người châu Á thì không làm gia tăng cái tính an toàn cũng như tính dung nạp ở nhóm dân số người châu Á. Và đặc biệt trong một cái nghiên cứu được tiến hành trong thời gian khoảng 12 tuần, người ta so sánh rosuvastatin 10mg ngày một lần với là atorvastatin 10mg ngày một lần, thì cho thấy rằng hiệu quả làm giảm LDL-C của rosuvastatin thì vượt trội hiệu quả hơn so với atorvastatin. Trong khi đó thì cái sự an toàn với rosuvastatin 10 và atorvastatin 10 đó là tương đương với nhau trên cả dân số người châu Á cũng tương tự như là ở người da trắng. Và nghiên cứu về tính dược độc học và dược lực học của statin ở trên nhóm bệnh nhân châu Á so với cái nhóm người phương Tây thì cũng không thấy có sự khác biệt có ý nghĩa.
Để kết luận, sử dụng statin cường độ cao, đó là rosuvastatin 20 hoặc atorvastatin 80mg sẽ giúp đạt được LDL-C mục tiêu và làm giảm các biến cố tim mạch cho bệnh nhân. Tỷ lệ bệnh nhân Việt Nam chưa đạt được LDL-C vẫn còn thấp, đó là do chúng ta chưa đánh giá hết được các yếu tố nguy cơ tim mạch của bệnh nhân để xác định được mục tiêu LDL-C phù hợp, cũng như là sự quan ngại về các biến cố ngoài ý cho bệnh nhân. Nồng độ LDL-C thấp đến 25mg trên decilit vẫn được xem là an toàn theo như các nghiên cứu gần đây. Và hồ sơ an toàn của statin thì có thể được kiểm soát được ở trên gan, trên cơ là tương đương nhau giữa các statin. Trên thận thì chúng ta lưu ý là protein niệu là chủ yếu từ ống thận và hồ sơ an toàn trên thận là tương đương giữa các statin. Và đối với bệnh nhân châu Á thì rosuvastatin cũng như atorvastatin thì không có sự khác biệt về tính an toàn trên người châu Á. Để kết luận thì chắc là đây là cái hình mà chúng ta cũng rất là quen thuộc, câu nói của Hippocrates. Đó là khi chúng ta điều trị cho bệnh nhân thì trước hết là không làm hại. Thì cái vấn đề điều trị bất cứ một bệnh nào cũng vậy, chúng ta cần phải cân bằng giữa nguy cơ và lợi ích cho bệnh nhân. Thì đối với cái việc sử dụng statin thì cái việc mà chúng ta không sử dụng statin để bệnh nhân không được hưởng lợi từ những lợi ích của statin mang lại trong các nghiên cứu đã rất là rõ ràng gần đây, thì vô hình chung thì chúng ta đang có thể chúng ta đã làm hại bệnh nhân. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Lương Cao Sơn. Đây là việc sử dụng statin và cũng như là theo dõi cái hiệu quả và cái tác dụng phụ của nó cũng là một cái vấn đề rất thực tế, rất thường gặp trên lâm sàng. Bởi vì chúng ta đều biết là cái việc sử dụng statin không chỉ ở chuyên khoa tim mạch mà nhiều cái chuyên khoa liên quan khác cũng rất là phổ biến. Nhưng mà còn nhiều lý do trên cái việc mà đạt cái mục tiêu điều trị cũng như là cái vấn đề lo ngại về cái tác dụng phụ vân vân ấy, nó làm cho cái hiệu quả điều trị có thể nó chưa được như các thực tế cũng như chưa trên cái khuyến cáo. Thì tiếp theo thì xin đến cái phần thảo luận, xin mời quý vị tham dự. Trong khi chờ đợi những câu hỏi từ quý vị bạn thông nghiệp tham gia thì tôi cũng muốn xin hỏi bác sĩ Sơn, chúng ta cũng biết là những khuyến cáo gần đây thì chúng ta thấy là muốn đạt được cái mục tiêu đó thì chúng ta sẽ dùng những loại statin mà cường độ mạnh đó. Thì theo bác sĩ Sơn thì những statin nào thì được gọi là những cái statin mà cường độ mạnh, và khi mà chúng ta dùng cường độ mạnh như vậy đó thì có quan ngại về vấn đề là xảy ra những cái tác dụng phụ, những tác dụng không mong muốn hay không? Xin mời bác sĩ Sơn. Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của thầy Bình. Em xin phép được trả lời. Thì theo cái phân loại của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ năm 2013 thì người ta chia statin đã thành 3 nhóm: cường độ thấp, trung bình và cường độ cao, hay là cường độ mạnh. Trong đó statin cường độ mạnh thì người ta liệt kê đó là hai loại, đó là atorvastatin với liều 80mg và rosuvastatin liều 20mg. Sở dĩ người ta gọi đây là statin cường độ mạnh bởi vì đây là những statin có khả năng làm giảm được LDL cholesterol hơn 50% so với mức nền của bệnh nhân. Trong khi đó các statin trước đây, ví dụ như simvastatin, lovastatin hoặc là betavastatin vân vân, thì cái hiệu quả làm giảm LDL-C không đạt được như vậy. Statin cường độ thấp tức là giảm dưới 30%, cường độ trung bình là từ 30 đến 50%. Và cũng giống như thầy Bình nói thì statin cường độ mạnh đã được chứng minh rằng là giúp bảo vệ, giảm cái biến cố cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì trên thực tế các bác sĩ chúng ta rất là lo ngại, nghe thứ mạnh thì chúng ta biết là hiệu quả mạnh quá thì không biết tác dụng phụ có mạnh hay không. Thì trong cái bài báo cáo ngày hôm nay thì như tôi vừa trình bày, cái nghiên cứu trên một số lượng bệnh nhân cực lớn, khoảng 350.000 bệnh nhân, thì cho thấy rằng là không có sự khác biệt về các tác dụng phụ trên gan, trên cơ cũng như là trên thận đối với các statin có cường độ khác nhau. Và do vậy thì cái bài báo này đồng thời kết hợp với các khuyến cáo gần đây của các hiệp hội tim mạch châu Âu, hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ vân vân, người ta lại một lần nữa khẳng định cái lợi ích của cái việc sử dụng statin liều cao ở những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao và rất cao. Dạ, em xin hết. Vậy cũng xin nói thêm đó là chỉ có hai loại thôi. Hai loại statin đó là rosuvastatin và atorvastatin thì được ACC 2013 đưa lên. Nhưng mà không phải những chỉ là loại mà cũng phải là liều nữa. Là liều. Thí dụ như là rosuvastatin là 20 đến 40mg, còn atorvastatin là phải 40 đến 80 thì mới gọi là high intensity statin. Xin mời bác sĩ Sơn sẽ trả lời thêm hai câu hỏi này. Dạ. Em xin phép được trả lời thêm hai cái câu hỏi của quý đồng nghiệp hỏi trực tiếp. Câu hỏi thứ nhất, đó là xin hỏi chủ tọa đoàn, trên những bệnh nhân gan nhiễm mỡ thì có vai trò của statin hay không? Như chúng ta được biết thì gan nhiễm mỡ thì có nhiều cái nguyên nhân khác nhau gây ra gan nhiễm mỡ, có thể là liên quan đến tình trạng tăng cholesterol máu, nhưng mà cũng có thể liên quan đến rượu bia vân vân.
Thì cái vấn đề điều trị gan nhiễm mỡ thì ngoài vấn đề là quan trọng là điều chỉnh lối sống, mà chúng ta kiêng cữ những cái thuốc mà không tốt cho gan vân vân, thì nếu như bệnh nhân mà gan nhiễm mỡ mà gây ra cho tình trạng tăng cholesterol máu á, và chúng ta đánh tính cái nguy cơ của bệnh nhân thuộc cái nhóm nguy cơ trung bình thấp, trung bình cao hoặc rất cao vân vân, thì chúng ta sẽ có cái mục tiêu điều trị LDL-C theo cái mục tiêu mà chúng ta đề ra theo các khuyến cáo. Còn bản thân gan nhiễm mỡ đơn thuần nếu như không có đi kèm theo với lại tình trạng mỡ trong máu cao á, thì như gan nhiễm mỡ do rượu chẳng hạn, thì cái vấn đề là kiêng cữ rượu bia vân vân thì đóng vai trò quan trọng hơn. Xin phép in ý kiến thêm của thầy Bình. Với câu hỏi tiếp theo của một cái đồng nghiệp là cho em hỏi ở bệnh nhân Việt Nam thì hiệu quả các loại statin có khác nhau hay không? Dạ xin trả lời câu hỏi thứ hai của bạn là ở bệnh nhân Việt Nam thì hiệu quả của statin có khác nhau hay không? Thì thực sự là cho đến hiện nay thì chúng ta cũng chưa có một cái nghiên cứu so sánh đối đầu của các statin ở trên dân số người Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên thì theo các dữ liệu của các thử nghiệm ICT lớn, trong đó có dân số người châu Á, thì có chủng tộc Trung Quốc, Đài Loan vân vân, thì Việt Nam của chúng ta thì cũng có một số các nghiên cứu nhỏ mình cũng có tham gia, thì cho thấy rằng là không có sự khác biệt về hiệu quả của statin cũng như là tác dụng phụ của statin cho nhóm bệnh nhân châu Á so với nhóm bệnh nhân phương Tây. Xin phép được hỏi bác sĩ Sơn một câu hỏi. Tại vì statin được biết đến là một cái tác dụng phụ trên cơ ấy, là một trong những cái mà cũng được biết từ rất là sớm, và đặc biệt trong cái chuyên khoa cơ xương khớp của chúng tôi ấy, thì nhiều bệnh nhân phải sử dụng cái colchicine trong cái điều trị bệnh gút. Và như vậy thì khi mà bệnh nhân sử dụng colchicine và statin thì đã có những cái dữ liệu cho thấy là nó có thể làm tăng cái tác dụng phụ trên cơ của nhóm của statin. Thì ý kiến của bác sĩ Sơn về vấn đề này thế nào? Thì như em vừa trình bày thì statin của mình thì cũng có nhiều loại khác nhau. Có nhiều loại statin thì chuyển hóa qua con đường CYP3A4 và statin chuyển hóa qua con đường CYP2C9. Thì đối với statin chuyển hóa con đường CYP3A4 thì nó có rất là nhiều cái tương tác với là các thuốc, trong đó có kháng viêm rồi kháng sinh vân vân như em đã trình bày. Thì với những cái loại này thì ta thấy rằng khi chúng ta phối hợp với các thuốc này, nó sẽ làm tăng tác dụng phụ ở trên cơ lên gấp 6 lần so với khi chúng ta không có kết hợp với nó. Thì theo ý của em thì đối với những trường hợp này thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại statin mà nó chuyển hóa theo con đường khác. Ví dụ như chuyển hóa qua con đường CYP2C9 như rosuvastatin chẳng hạn, thì có thể nó sẽ làm giảm tác dụng phụ trên cơ. Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta không có những cái loại statin đó mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng những cái loại statin mà có tương tác với các thuốc này, thì cái khuyến cáo hiện nay nói rằng là chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà chúng ta cần phải theo dõi sát bệnh nhân, bởi vì không phải tất cả bệnh nhân đều xuất hiện tác dụng phụ trên cơ. Nhưng mà nếu bệnh nhân có những triệu chứng ví dụ như đau cơ hoặc gì đó thì chúng ta có thể thực xét nghiệm men cơ, và nếu như có tình trạng tăng cái men cơ thì có thể chúng ta sẽ ngưng hoặc giảm liều statin, thì tùy theo cái nguy cơ của bệnh nhân, và chúng ta có thể xem xét sử dụng các liệu pháp khác để điều trị giảm cholesterol máu cho bệnh nhân, ví dụ như là ezetimibe hoặc là những cái thuốc gần đây như là ức chế BCK9 chẳng hạn vân vân. Dạ em xin phép. Cảm ơn bác sĩ Lương Cao Sơn. Như vậy là chúng ta đã nghe về một cái chuyên đề cũng như là những câu hỏi thảo luận về vấn đề an toàn của statin khi mà chúng ta sử dụng loại cường độ cao high intensity statin. Chúng ta làm sao đó để chúng ta có thể cân bằng được giữa cái lợi ích của statin mang lại và tránh được những cái biến cố, những cái tác dụng bất lợi của statin cho cơ thể của chúng ta, của người bệnh của chúng ta. Tiếp theo xin mời phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Khoa, trưởng khoa cơ xương khớp của Bệnh viện Chợ Rẫy, sẽ trình bày về một cái chuyên đề mà chúng ta rất là thường gặp, đó là điều trị về những vấn đề cơ xương khớp cho những bệnh nhân tim mạch. Xin mời phó giáo sư. Cảm ơn thầy Bình. Xin cảm ơn ban tổ chức một chương trình cho phép tôi được trình bày một cái chuyên đề nó liên quan đến cơ xương khớp và cũng là liên quan đến cái bệnh lý tim mạch. Thì đó là cái vấn đề mà điều trị những cái bệnh lý cơ xương khớp ở người bệnh có cái bệnh lý tim mạch. Tôi xin lỗi chỉnh cái slide chạy. Thì tôi xin bắt đầu bằng một cái ca lâm sàng. Thì đây là một cái bệnh nhân nữ 68 tuổi, tiền căn bệnh có được chẩn đoán và đang điều trị những cái bệnh lý như là bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu nhiều năm. Và khoảng 3 năm nay thì bệnh nhân có cái đau cứng khớp gối, ban đầu chủ yếu khi đi lại và gần đây thì đau nhức cả khi nghỉ ngơi, mà đã được điều trị bằng những cái thuốc như glucosamine, paracetamol, cũng có lúc thì đơn thuần hoặc là phối hợp với tramadol giảm đau thoa ngoài, và cũng đã được tiêm chích tại khớp vài lần, và gần đây thì có sử dụng thêm cái diclofenac nhưng mà có khó chịu bao tử nên ngưng. Thì hiện tại bệnh nhân vẫn có cái tình trạng là đau cứng khớp gối thường xuyên, đi lại vận động khó khăn, đạo xạo khớp khi cử động, và trên X-quang hình ảnh của cái thoái hóa khớp gối ở giai đoạn 2-3. Thì như vậy trong cái trường hợp này, bệnh nhân vẫn có cái nhu cầu và kiểm soát cái tình trạng đau liên quan đến bệnh lý của thoái hóa khớp gối.
thì việc sử dụng cái lựa chọn cái liệu pháp giảm đau cho bệnh nhân như thế nào trên một cái người cũng lớn tuổi và có tiền sử những cái bệnh lý tim mạch như bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp, tiểu đường. Chúng ta đều biết là bệnh lý cơ xương khớp là một trong những cái nhóm bệnh lý rất phổ biến và ngày càng thường gặp do nhiều cái lý do như cái tuổi thọ trung bình của người dân ngày càng tăng, những thay đổi trong điều kiện lối sống, điều kiện kinh tế xã hội nó làm cho những cái bệnh lý như là loãng xương, thoái hóa khớp, kể cả những cái bệnh lý mà khớp do chuyển hóa như bệnh gút vân vân gia tăng, đặc biệt là những người trung niên và cao tuổi. Và bệnh lý cơ xương khớp cũng là những cái nhóm bệnh mà nó gây cái nguy cơ tàn phế rất cao, có thể nói là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế và cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đau cấp và mạn tính. Thì những bệnh lý mà thường gặp nhất trên thực cảnh lâm sàng mà cái nguy cơ mà hạn chế vận động chức năng và đau mạn tính thì thường gặp nhất như là thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, viêm khớp gút, viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dinh khớp và những chứng đau của xương khớp mạn tính khác như đau vai gáy, đau thắt lưng, đau thần kinh tọa vân vân, đòi hỏi về điều kiểm soát điều trị đau kéo dài. Thật ra thì cũng đã có rất nhiều cái dữ liệu nghiên cứu cho thấy bệnh nhân bị bệnh lý cơ xương khớp thì nó gia tăng những cái nguy cơ về tim mạch tới trung bình khoảng 1,5 lần và có khác biệt nhau giữa một số bệnh lý. Chẳng hạn như trong viêm khớp dạng thấp thì cái nguy cơ gia tăng cái bệnh lý tim mạch, nhồi máu cơ tim, cụ thể là nhồi máu cơ tim lên 1,69 lần sau khi mà đã loại trừ một số những cái yếu tố khác. Tương tự như thế thì một số nghiên cứu khác cũng cho thấy là cái kết cục tử vong về tử vong nói chung cũng như là cái tử vong về cái tim mạch cao hơn ở những cái bệnh nhân mà bị bệnh gút như thoái hóa khớp so với những người không bị bệnh những bệnh lý này. Thế thì một trong những bệnh lý mà thường gặp nhất trong cái chuyên khoa cơ xương khớp và gây đau mạn tính và hạn chế chức năng đó là thoái hóa khớp. Thì đây là một cái bệnh lý mà có liên quan chặt chẽ với cái tuổi trung, khi mà tuổi gia tăng thì nguy cơ tăng và có những yếu tố nguy cơ như là tình trạng thừa cân, béo phì, rồi những cái rối loạn về những cái cấu trúc thay đổi bất thường cấu trúc khớp bẩm sinh hay là mắc phải sau một số cái bệnh lý khác cũng như những chấn thương trong sinh hoạt như là vận động và thể thao vân vân. Thế thì một trong những cái vị trí mà thường gặp của cái thoái hóa khớp đó là khớp gối. Thì người ta thấy rằng trong vòng khoảng 50 năm qua cái tỷ lệ thoái hóa khớp gối gia tăng tới khoảng gấp đôi lần so với cái giai đoạn trước đó. Và đây cũng là cái bệnh lý mà nó có sự khác biệt rất rõ về cái độ tuổi và cũng như là về giới tính, trong đó phổ biến nhiều hơn là phụ nữ và gây cái tình trạng đau mạn tính, vận động chức năng. Và nhiều nghiên cứu cho thấy là đây cũng là một cái bệnh làm tăng nguy cơ tử vong. Và một trong những cái lý do mà làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối đó là do giảm cái vận động và nó có liên quan đến tăng nguy cơ tử vong vì tim mạch. Thực ra nói về điều trị bệnh lý cơ xương khớp thì có rất nhiều những cái nhóm thuốc tùy thuộc vào cái bệnh lý và cái bản chất và cái tình trạng và mức độ bệnh của bệnh nhân. Thì những nhóm thuốc mà thực tế hay được sử dụng nhất trong cái chuyên khoa cơ xương khớp bao gồm những thuốc để kiểm soát triệu chứng như đau viêm, trong đó có nhóm thuốc giảm đau đơn thuần như là paracetamol đơn thuần hoặc kết hợp với lại những cái opioid nhẹ như tramadol hoặc là codeine, và các thuốc kháng viêm không steroid cũng như là những nhóm thuốc giảm đau thần kinh chẳng hạn như là những thuốc chống động kinh gabapentin, pregabalin rồi những thuốc chống trầm cảm vân vân. Và trong cái thuốc trong những cái thuốc để kiểm soát viêm thì có hai cái nhóm thuốc được sử dụng phổ biến, đó là các thuốc kháng viêm không steroid và nhóm corticosteroid trong điều trị những bệnh lý viêm tự miễn và những bệnh lý về mô liên kết. Cái nhóm thứ hai rất là quan trọng trong cái điều trị cơ bản lâu dài cái nhóm bệnh lý cơ xương khớp, đặc biệt là viêm tự miễn, đó là các thuốc được gọi là chống thấp làm thay đổi bệnh như các DMARD cổ điển, trong đó có methotrexate được sử dụng rất là phổ biến, rồi những thuốc kháng stress như hydroxychloroquine và nhóm các thuốc ức chế miễn dịch. Và một trong những cái tiến bộ quan trọng trong cái chuyên khoa cơ xương khớp đó là việc sử dụng những cái ra đời và ứng dụng của những cái thuốc sinh học trong điều trị những bệnh lý viêm khớp và tự miễn, trong đó có viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dinh khớp, viêm khớp vẩy nến. Thì các thuốc sinh học cũng là những cái vấn đề mà có những cái vấn đề khi sử dụng liên quan đến bệnh lý tim mạch, chẳng hạn như cái thuốc ức chế TNF alpha chống chỉ định ở những bệnh nhân mà có cái suy tim với cái NDH độ 3, độ 4. Rồi những cái thuốc nhắm đích khác thì gần đây là những cái thuốc mà ức chế truyền tín hiệu nội bào, chẳng hạn như Jak
inhibitor cũng là những cái tiến bộ mới trong điều trị chuyên khoa. Và cái nhóm thứ ba trong điều trị chuyên khoa đó là điều trị đặc hiệu, điều trị nguyên nhân theo từng bệnh lý, chẳng hạn như cái thuốc hạ axit uric máu trong bệnh gút, rồi điều trị loãng xương, một số cái thuốc điều trị hỗ trợ thoái hóa khớp. Thì nói chung lại thì trong số những cái nhóm thuốc vừa kể thì hai cái nhóm thuốc mà được sử dụng phổ biến nhất đó là các thuốc giảm đau đơn thuần và các thuốc kháng viêm không steroid. Mặc dù là tương đối an toàn nhưng paracetamol thực ra thì cái hiệu quả giảm đau rất hạn chế so với những cái thuốc giảm đau khác, và đồng thời nó cũng có những cái nguy cơ nhất định, đặc biệt trên những người đã có tiền căn hoặc đang có bệnh lý gan, hay là những người có nguy cơ cao chẳng hạn như tiền căn nghiện rượu vân vân. Còn khi kết hợp với những cái thuốc mà chế phẩm thuốc viện nhẹ như tramadol, codein vân vân thì cái hiệu quả giảm đau của cái nhóm này tăng lên. Tuy nhiên thì gần đây cũng có nhiều báo cáo cho thấy là việc sử dụng những cái thuốc mà chứa tramadol có làm tăng nguy cơ tử vong, tăng nguy cơ té ngã. Và về cái nhóm thuốc kháng viêm không steroid thì đây là có thể nói là một trong những cái nhóm thuốc được sử dụng phổ biến nhất trên phạm vi toàn cầu, và cái hiệu quả của các thuốc thì không có sự khác biệt nhiều giữa các thuốc cũng như các nhóm thuốc. Tuy nhiên cái đặc tính an toàn rất khác biệt và nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng lên nhiều các cơ quan khác nhau, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh. Thì xin nói sơ lược một chút về cái bệnh lý thoái hóa khớp. Thì đây là hai cái hướng dẫn điều trị của hai cái hiệp hội trên thế giới liên quan đến điều trị thoái hóa khớp mà được cập nhật gần đây nhất. Thứ nhất là cái khuyến cáo ESCEO của Hội Châu Âu về lâm sàng và kinh tế trong điều trị bệnh thoái hóa khớp và bệnh loãng xương, thì khuyến cáo cái điều trị nền cho những bệnh nhân bị thoái hóa khớp là sử dụng những cái thuốc có tính chất là làm giảm triệu chứng tác dụng chậm, chẳng hạn như là glucosamine sulfate, rồi diacetylene vân vân. Và tiếp theo bệnh nhân còn triệu chứng thì sử dụng đến những cái thuốc kháng viêm không steroid thoa ngoài cũng như là đường toàn thân, đường uống, và các biện pháp tiêm nội khớp, rồi cuối cùng tiếp theo là các chế phẩm thuốc viện, và cuối cùng là ngoại khoa. Tuy nhiên trong cái khuyến cáo cập nhật năm 2019 của Hội Thức Học Hoa Kỳ thì nếu đây là cái khuyến cáo mà chủ yếu là dựa trên cái bằng chứng, thì trong đối với những cái bệnh nhân có thoái hóa các khớp ở bàn tay, khớp bối, khớp háng, thì cái nhóm mà được lựa chọn và được khuyến cáo mạnh nhất và được dùng phổ biến nhất và cái lựa chọn hàng đầu vẫn là các thuốc kháng viêm không steroid đường uống. Liên quan đến việc sử dụng cái thuốc kháng viêm không steroid thì chúng ta có biết là từ rất lâu những cái nguy cơ tác dụng phụ đã được ghi nhận, và trong đó có những biến cố trên đường tiêu hóa và những cơ quan khác. Chính vì những biến cố trên đường tiêu hóa mà có sự ra đời của cái nhóm thuốc ức chế chọn lọc COX-2 hay là COX-CYP. Tuy nhiên, sự ra đời của một trong những cái thuốc mà ức chế chọn lọc COX-2 rất là nổi tiếng trước đây là Rofecoxib, có hiệu quả giảm đau và cái tính an toàn trên tiêu hóa rất cao. Tuy nhiên, nó có liên quan đến nguy cơ tim mạch và tăng nguy cơ nhồi máu và tử vong, và nó dẫn đến cái sự rút khỏi cái thuốc này, rút khỏi thị trường. Và cơ quan thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ FDA từ đó đã có rất nhiều những cảnh báo liên quan đến việc tính an toàn trên tim mạch của các thuốc NSAID nói chung cũng như là của các COX-CYP, và nhấn mạnh cái vấn đề chống chỉ định trong những cái bệnh nhân mà mới có cái biến cố mạch vành hoặc là sau những phẫu thuật bypass mạch vành. Thì có rất nhiều nghiên cứu trong các thử nghiệm lâm sàng về hiệu quả tính an toàn của các thuốc kháng viêm trong thoái hóa khớp, trong viêm khớp dạng thấp. Và cũng có những cái phân tích gộp về tính an toàn của những cái thuốc này thì cho thấy là không phải chỉ những thuốc ức chế chọn lọc COX-2 mà kể cả những NSAID cổ điển. Trong đó có bao gồm như là cái thuốc ức chế COX-CYP là Etoricoxib, rồi Rolvedcoxib và Diclofenac đều làm tăng cái nguy cơ tim mạch. Tuy nhiên, tất cả những cái phân tích gộp này đều từ những cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng mà không phải có cái gọi là nghiên cứu so sánh trực tiếp đối đầu giữa các thuốc. Thế thì gần đây nhất năm 2018 thì có báo cáo về kết quả của một cái nghiên cứu thử nghiệm gọi là Precision, đánh giá so sánh cái hiệu quả cái tính gọi là không thua kém về an toàn về cái nguy cơ tim mạch hay là tính an toàn trên tim mạch của cái celecoxib so với ibuprofen hoặc naproxen trên cái đối tượng nghiên cứu là thoái hóa khớp và viêm khớp dạng thấp và có sẵn cái nguy cơ tim mạch, để xác định xem là cái mục tiêu chính là cái APTC, tức là cái nguy cơ tử vong do các bệnh lý mạch vành và cũng như là những biến cố mà tim mạch quan trọng khác.
Thế thì cái kết quả của nghiên cứu Precision về cái mục tiêu chính, tức là cái tính đặc tính là không thu kém của cái celecoxib so với cái ibuprofen và naproxen. Chúng ta đều biết là naproxen là một cái thuốc từng được coi là một cái NSAID cổ điển, có đặc tính an toàn về tim mạch cao. Thì trong cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng Precision cho thấy là cái celecoxib không có sự khác biệt về đặc tính an toàn so với ibuprofen và naproxen. Và thậm chí nếu mà đi vào phân tích chi tiết hơn thì celecoxib có vẻ còn an toàn hơn cái thuốc NSAID cổ điển là ibuprofen, kể cả trên cái biến cố tim AVTC cũng như là trên những biến cố tim mạch chính, cũng không có sự khác biệt giữa ba cái thuốc kháng viêm không steroid này. Thế thì một trong những cái vấn đề mà rất thường gặp đó là cái việc sử dụng aspirin trên những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch. Thì qua cái thử nghiệm lâm sàng Precision cũng cho thấy là bản thân dù là có sử dụng kèm aspirin hay không kèm aspirin thì cái đặc tính về an toàn về tim mạch của cái celecoxib cũng không khác biệt với ibuprofen và cái naproxen. Tuy nhiên có cái sự khác biệt một chút về cái đặc tính an toàn trên tiêu hóa. Chúng ta đều biết là celecoxib là một cái thuốc ức chế chọn lọc COX-2 và đương nhiên chắc chắn là nhiều cái nghiên cứu đã cho thấy là nó an toàn hơn cái thuốc NSAID cổ điển về nguy cơ tim mạch. Và khi mà sử dụng aspirin thì mặc dù cái lợi thế của celecoxib so với những NSAID cổ điển có giảm đi nhưng mà nó vẫn vượt trội so với ibuprofen và naproxen. Một cái vấn đề quan trọng khác đó là vấn đề tăng huyết áp. Mà khi bệnh nhân có những cái bệnh lý khớp mà đòi hỏi phải sử dụng những thuốc kháng viêm không steroid thì đây cũng là một trong những khó khăn. Bản thân cái người bệnh mà bị thoái hóa khớp thì có cái nguy cơ về cái tim mạch, về tăng huyết áp rất là phổ, có cái tỷ lệ tăng huyết áp rất là phổ biến. Và cái việc sử dụng những cái thuốc huyết áp kèm theo những thuốc kháng viêm không steroid, chúng ta cũng phải lưu ý đến cái gọi là cái nguy cơ nó ảnh hưởng đến hiệu quả hạ áp của những thuốc này. Và những dữ liệu lâm sàng cho thấy là các thuốc kháng viêm không steroid có thể ảnh hưởng rõ rệt nhất đối với các thuốc ức chế men chuyển và thụ thể men chuyển trong cái việc kiểm soát huyết áp. Và cũng liên với sự cái ảnh hưởng của các thuốc kháng viêm trên các thuốc huyết áp, nó cũng có sự khác biệt giữa các thuốc. Như trong cái thử nghiệm MEDAL, chúng ta có thể thấy là cái etoricoxib là một cái thuốc ức chế chọn lọc COX-2 thì nó có ảnh hưởng trên huyết áp cao hơn so với một cái thuốc NSAID cổ điển là diclofenac. Và so sánh giữa những cái thuốc coxib khác nhau trên ảnh hưởng trên huyết áp thì người ta thấy là cái trong số những cái thuốc ức chế chọn lọc COX-2 thì cái celecoxib có ảnh hưởng thấp hơn cả, ít hơn cả. Và trong cái thử nghiệm Precision về thay đổi huyết áp lưu động 24 giờ so với ban đầu trong vòng 4 tháng thì thực tế là celecoxib giảm nhẹ cái chỉ số huyết áp, trong khi naproxen và ibuprofen thì làm tăng nhẹ cái chỉ số huyết áp và cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ảnh hưởng trên huyết áp giữa celecoxib và ibuprofen. Và cũng trong nghiên cứu thử nghiệm Precision thì những thay đổi chỉ số huyết áp giữa celecoxib và ibuprofen và naproxen thì cho thấy là celecoxib nó làm có cái nguy cơ làm tăng huyết áp ở những bệnh nhân mà ban đầu trước cái thử nghiệm là chưa có huyết áp, tức là có huyết áp bình thường thì cũng thấp hơn so với ibuprofen và naproxen. Còn trên cái suy tim sông huyết thì trong cái thử nghiệm Precision cũng cho thấy là cũng không có cái sự khác biệt có ý nghĩa nhiều giữa cái celecoxib, naproxen và ibuprofen. Và một cái phân tích gộp mà được xuất bản gần đây so sánh những cái ảnh hưởng của những cái thuốc kháng viêm không steroid và cái nguy cơ trên cái nguy cơ suy tim ở những nước châu Âu thì cho thấy những cái thuốc mà có cái nguy cơ cao nhất ảnh hưởng trên cái suy tim sung huyết đó là ketoronac, etoricoxib, indometacin, rofecoxib và piroxicam. Cuối cùng thì xin điểm qua lại một vài cái khuyến cáo mà liên quan đến việc mà sử dụng các thuốc kháng viêm cho cái bệnh nhân tim mạch. Thì thực tế thì cái khuyến cáo của AHA năm 2007 thì cho rằng là và khuyến cáo là không nên sử dụng etoricoxib cho bệnh nhân mà có huyết áp trên 140 trên 90 hoặc chưa được kiểm soát. Và liên quan đến cái tác dụng mà trên aspirin thì hầu hết các khuyến cáo thì cho thấy là các thuốc ức chế chọn lọc COX-2 không có ảnh hưởng trên cái hiệu quả điều trị bảo vệ tim mạch của aspirin, trong khi ibuprofen và một số cái NSAID không chọn lọc khác thì có thể có cái sự tương tác và làm giảm hiệu quả của aspirin. Vì vậy nó khuyến cáo là sử dụng aspirin ít nhất trước 2 giờ khi sử dụng cái ibuprofen và một số cái thuốc NSAID khác. Và cái đồng thuận của châu Âu năm 2015 liên quan đến vấn đề lựa chọn cái thuốc NSAID cho những bệnh nhân bị thoái hóa khớp thì cho thấy ở những cái bệnh nhân mà có nguy cơ tiêu hóa thấp thì chúng ta có thể
sử dụng bất kỳ những cái thuốc kháng viêm nào, chủ yếu lệ thuộc vào cái nguy cơ tim mạch thế nào. Chẳng hạn nếu nguy cơ tim mạch rất là cao thì lựa chọn cái thuốc celecoxib. Còn ở những bệnh nhân có nguy cơ tiêu hóa cao thì cái việc mà lựa chọn những cái thuốc cũng như là cái nguy cơ mà tim mạch cao thì tốt nhất thì cố gắng nên tránh sử dụng cái thuốc kháng viêm không steroid. Mà nếu mà bắt buộc phải sử dụng thì cũng nên sử dụng cái nhóm celecoxib cộng với là một cái thuốc bảo vệ dạ dày. Cuối cùng thì để kết luận cái phần trình bày này thì có một số vấn đề chúng ta cần lưu ý, đó là cái việc mà điều trị cái bệnh lý cơ xương khớp cần chú ý đến nguy cơ làm tăng những biến cố tim mạch. Một trong những nhóm thuốc được sử dụng phổ biến trong kiểm soát triệu chứng ở bệnh nhân cơ xương khớp là cái thuốc kháng viêm không steroid, kể cả cái nhóm không chọn lọc cũng như là cái thuốc ức chế chọn lọc COX-2 đều có thể làm tăng nguy cơ tim mạch. Tuy nhiên mức độ có khác biệt nhau tùy loại thuốc và tùy cái thời gian sử dụng và cái liều dùng. Qua cái thử nghiệm lâm sàng, Precision cho thấy là celecoxib có tính an toàn trên tim mạch không thua kém hơn so với naproxen và ibuprofen. Tuy nhiên tôi xin nhấn mạnh này, không có bất kỳ một cái thuốc NSAID hay ức chế chọn lọc COX-2 nào có tuyệt đối an toàn, đặc biệt trên những nguy cơ tim mạch. Vì vậy cần phải thận trọng khi mà chỉ định và theo dõi để đảm bảo cái hiệu quả cũng như cái an toàn cho người bệnh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Khoa đã cho chúng ta những cái điều rất là cơ bản về vấn đề chúng ta xử lý những cái vấn đề về cơ xương khớp của một bệnh nhân mà có bệnh động mạch và bệnh tim mạch luôn. Xin mời các bạn tổ chức sẽ cho những cái câu hỏi của quý đồng nghiệp đang theo dõi chương trình hôm nay. Trong khi chờ đợi về vấn đề kỹ thuật thì xin mời bác sĩ Lương Cao Sơn có những cái tham luận hoặc là những câu hỏi dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Khoa. Dạ em xin cảm ơn bài trình bày rất là hay của Phó Giáo sư Nguyễn Đình Khoa. Thì thực sự đối với tim mạch của tụi em thì bệnh cơ xương khớp cũng khá là thường gặp. Đa số là những bệnh nhân có bệnh tăng huyết áp đi kèm hoặc là suy tim đi kèm vân vân, hoặc là bệnh nhân bị mạch vành. Tụi em phải sử dụng rất là nhiều loại kháng kết tập tiểu cầu khác nhau. Thì cái vấn đề khi sử dụng các thuốc kháng viêm này thì có hai cái nguy cơ mà tụi em rất là lo ngại. Thứ nhất là nguy cơ trên tim mạch. Không biết là sử dụng thuốc này có làm tăng cái nguy cơ về nhập viện bị suy tim hay không, tăng nguy cơ tử vong bệnh vành hay không. Thứ hai là khi kết hợp cùng với các thuốc kháng tập tiểu cầu thì sẽ nguy cơ xuất huyết tiêu hóa. Thì xin phép cho em được hỏi một chút là như vậy thì nếu trong trường hợp bệnh nhân mà có các bệnh lý về cơ xương khớp như vậy thì nếu chúng ta sử dụng các chế phẩm dạng thoa ngoài da hoặc là tim nội khớp thì tác dụng phụ ở trên cái đường trên tim mạch đó nó có giảm hơn hay không, hay là nó cũng tương tự như là cái dạng uống? Cái vấn đề mà kiểm soát cái đau viêm khớp ở bệnh nhân mà đang có những cái biến cố tim mạch hoặc có những bệnh lý tim mạch nặng, chúng tôi đã gặp chẳng hạn như ngoài cái chuyện mà thoái hóa khớp thì là cái mà đau mạn tính, bệnh nhân thì sử dụng những thuốc giảm đau kéo dài mà trong khi họ có những bệnh lý tim mạch, hoặc một cái tình huống khác là bệnh nhân vừa có nhồi máu cơ tim xong là bị viêm khớp út cấp chẳng hạn. Đấy là những vấn đề rất là nan giải khi mà điều trị, lựa chọn cái liệu pháp mà giảm đau hoặc là kiểm soát viêm khớp như thế nào, đó là cái vấn đề nhiều khi rất nan giải. Thì thông thường nhất nếu không phải là một cái bệnh lý khớp viêm ấy, thì những cái thuốc giảm đau mà nó ít ảnh hưởng hơn cả đến nguy cơ tim mạch, đó là cái nhóm giảm đau thông thường paracetamol, có thể kết hợp với tramadol, nhưng mà đây là cái vấn đề nhiều bệnh nhân có thể có cái vấn đề trong dung nạp cái tramadol. Nhưng mà nếu bệnh nhân dung nạp mà được thì đấy cũng là cái nhóm mà nó ít ảnh hưởng nhất. Paracetamol kết hợp với đơn thuần hoặc kết hợp với tramadol là cái nhóm ít ảnh hưởng nhất nguy cơ tim mạch. Và tiếp theo nữa là những thuốc kháng viêm không steroid cũng có thể dùng thoa ngoài tại chỗ với cái thời gian ngắn nhất định thì cái ảnh hưởng toàn thân trên tim mạch có thể nó cũng rất hạn chế, cũng là một cái lựa chọn có thể xem xét. Ngoài ra trong trường hợp mà bệnh lý nó tính chất khu trú ở một vài khớp viêm hoặc là đau, chẳng hạn như với thoái hóa khớp, tràn dịch khớp, thì cái việc chọc hút dịch khớp rồi tiêm cái kháng viêm không steroid steroid tại chỗ nó cũng làm giảm kiểm soát viêm đau và nó ít ảnh hưởng đến toàn thân, thì đấy là những cái lựa chọn mà chúng tôi thường xem xét khi mà bệnh nhân đang có những vấn đề mà tim mạch có nguy cơ cao. Dạ em xin cảm ơn. Dạ em xin phép mời Phó Giáo sư trả lời những câu hỏi trên màn hình ạ. Dạ cái câu hỏi có vẻ rất là khá dài. Thứ nhất là có cái bệnh nhân nam 52 tuổi suy tim với EF là 25%, suy thận, mức lọc cầu thận 25 ml/phút, có đái tháo đường type 2, bệnh nhân đau khớp do hút và acid uric máu trên 600 mg/dL. Thế thì cái câu hỏi là lựa chọn thuốc giảm đau trong cơn gút và thuốc hạ acid uric máu như thế nào? Thứ hai, mục tiêu hạ acid uric máu là bao nhiêu?
và khi nào thì có thể ngừng, và thứ ba là bệnh nhân có tăng acid lipid máu không có triệu chứng thì có cái điều trị gì không. Đây là một cái chuyên đề có thể nói là nếu mà trả lời đầy đủ tất cả những vấn đề này có nghĩa là tôi phải trình bày lại toàn bộ cái bài về xử trí và điều trị bệnh gút. Tuy nhiên thì cũng xin phép được nói nhanh như thế này. Thứ nhất là bệnh nhân này có một cái suy tim, đang có vấn đề tim mạch và có bệnh lý thận mạng, thì cái chống chỉ định đầu tiên là cái thuốc kháng viêm không steroid là chúng ta phải tránh cái nấm này. Thứ hai là bản thân bệnh nhân có một cái bệnh lý thận mạng như thế này thì thường là cái colchicine cũng là cái mà chống chỉ định và thận trọng. Vì vậy mà cái lựa chọn duy nhất cho cái bệnh nhân này để mà kiểm soát cái cơn gút cấp đó là cái nhóm steroid sử dụng cái corticoid, có thể là tại chỗ hoặc là toàn thân. Tất nhiên là cũng với một cái cũng thận trọng trong cái việc mà cái liều thấp nhất có hiệu quả nhưng mà cũng ít ảnh hưởng lên cái tình trạng mà để ảnh hưởng tối thiểu trên cái tình trạng suy tim. Cái việc mà kiểm soát cơn gút cấp thì là như thế. Còn cái việc mà dùng thuốc hạ acid lipid máu như thế nào bệnh nhân này thì rõ ràng là bệnh nhân này cái việc mà sử dụng cái thuốc hạ acid máu cũng là những cái vấn đề mà rất là nan giải. Bản thân khi bệnh nhân có suy tim, có bệnh lý thận mạn và có những vấn đề về tim mạch nói chung ấy, thì một số thuốc có thể cũng góp phần làm tăng cái nồng độ acid lipid máu, chẳng hạn như thuốc lợi tiểu hay là cái thuốc kể cả một số cái thuốc hạ áp khác, rồi aspirin liều thấp có thể cũng được cho là có thể làm tăng cái nguy cơ. Vì vậy nếu mà bệnh nhân có thể tránh được cái sử dụng cái nhóm lợi tiểu ở bệnh nhân này thì mình hạn chế tối đa sử dụng những biện pháp khác để trong cái chiều trị xử lý cái bệnh lý tim mạch, cũng làm hạn chế cái tình trạng tăng acid lipid máu. Thứ hai, bản thân cái bệnh lý thận mạng góp phần làm gia tăng cái acid lipid máu ở bệnh nhân này, vì vậy cái kiểm soát rất khó khăn. Việc sử dụng thuốc hạ acid máu bệnh nhân này thì thực ra đều có thể sử dụng một trong hai thuốc là cái allopurinol và cái ferrostat. Tuy nhiên cái allopurinol ở bệnh nhân này khi mà có suy thận thì cái hiệu quả điều gọi là cái khả năng kiểm soát rất là hạn chế, rất khó, và cái nguy cơ của cái dị ứng thuốc mặc dù rất thấp nhưng mà cũng gia tăng. Vì vậy nếu có sử dụng thì bắt đầu cũng liều rất thấp, chẳng hạn như 5mg trong ngày, sau đó tăng dần liều đến cái liều đạt mục tiêu. Và cái thứ hai là cái nhóm thứ hai là lựa chọn cái ferrostat. Thì ferrostat là một cái thuốc hạ acid lipid máu mới gần đây, thì cái khả năng mà không có dị ứng chéo với những người mà đã từng có dị ứng với allopurinol, nên nó có thể là một cái thuốc thay thế. Thứ hai là có kiểm soát cái acid uric máu tốt hơn ở những người có bệnh lý thận mạn. Vì vậy đây cũng là một cái thuốc có lựa chọn. Tuy nhiên gần đây có một số báo cáo nó cho thấy là ferrostat cũng cần thận trọng ở những bệnh nhân mà có cái bệnh lý tim mạch, đặc biệt như là những cái bệnh lý về mạch vành, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Tuy nhiên cái vấn đề này cũng chưa rõ ràng, song cũng cần thận trọng. Và cái mục tiêu hạ acid máu nhìn chung trên những bệnh lý thận mạn hay là người mà có chức năng thận bình thường là 60mg/trăm và lý tưởng nhất là 50mg/trăm. Và khi mà đạt mục tiêu thì phải duy trì lâu dài, có thể nói gần như là suốt đời chứ cũng không phải là đạt mục tiêu rồi ngưng lại. Thì đấy là một số cái nguyên tắc chính trong cái việc xử lý cái bệnh gút. Trên hết. Thực ra thì cũng hết cái phần giờ trong cái khuôn giờ báo cáo của tôi, nhưng mà còn một vài câu hỏi ở đây, cũng như là ban chủ tọa thì nói là phó giáo sư Huân thì cũng chưa có mặt để báo cáo cái phần tiếp theo. Thì ban tổ chức xin phép trả lời tiếp một số cái câu hỏi trên màn hình đấy. Bệnh nhân thoái hóa khớp hay than phiền khi dùng cái thuốc NSAID hay bị phù tăng cân không kiểm soát dù đã kiểm soát chế độ ăn, làm sao thấy để bệnh nhân thấy hài lòng hay mệt hơn do cơ thể tăng cân hay tự ý không dùng thuốc? Thực ra là cái mà giữ nước và làm cho phù nề tăng cân tạm thời cũng là khá phổ biến, thường gặp ở những người mà sử dụng các thuốc kháng viêm không steroid. Và cái tác dụng này thì nó có thể gặp ở bất kỳ cái thuốc kháng viêm nào. Và nó cái lý do tại sao thì và có người thì bị nhưng mà có người thì cũng không cảm thấy cái thay đổi đó. Tuy nhiên thì theo tôi là khi mà nhân dùng một cái thuốc này mà nó làm có gây khó chịu giữ nước phù nhẹ tạm thời đấy, thì có thể thử một cái thuốc khác. Thì cũng có những bệnh nhân có thể nó có cái ảnh hưởng với thuốc này nhưng mà lại không có những cái ảnh hưởng tác dụng phụ đó với thuốc khác.
Thì trên thực tế lâm sàng tôi thấy cái nhóm mà etoricoxib, cái tính mà nó giữ nước tạm thời và tăng cân tạm thời, nó có vẻ như nhiều hơn một số cái thuốc khác. Vậy nói chung thì khi mà bệnh nhân có cái biểu hiện đấy mà hay đấy, khó chịu, lo lắng thì cũng cần phải giải thích là cái tình trạng giữ nước và tăng cân này nó cũng chỉ tạm thời, nó không giống như là cái nhóm corticosteroid là nó gây thay đổi cái hình thể và kéo dài. Thì cái giữ nước trong cái người mà sử dụng cái thuốc kháng viêm không chỉ nó đến tạm thời, khi bệnh nhân ngừng ấy thì thường là một vài ngày sau là cái triệu chứng nó hết. Câu hỏi tiếp theo là xin hỏi quý thầy cô là trên nền bệnh lý tim mạch mãn tính để điều trị giảm nhẹ bệnh nhân thoái hóa khớp nói riêng và các bệnh lý cơ xương khớp khác, chúng ta nên lựa chọn thuốc nào tại thị trường Việt Nam? Tôi xin trả lời trước rồi các thầy cô khác có thể chia sẻ cái kinh nghiệm một chút. Thực ra thì lúc nãy cái câu hỏi trả lời của bác sĩ Sơn thì cũng đã nói về vấn đề này rồi. Khi mà bệnh nhân thoái hóa khớp mà có cái bệnh lý tim mạch thì mình phải sử dụng những cái nhóm thuốc, những biện pháp giảm đau nào đó mà nó ít ảnh hưởng đến tim mạch trước tiên đó, như là những thuốc giảm đau thông thường, paracetamol, những cái chế phẩm thuốc viện nhẹ, rồi những cái thuốc bôi thoa ngoài, những biện pháp không dùng thuốc khác cũng rất quan trọng, chẳng hạn thay đổi thói quen lối sống, giảm cân vân vân. Và nếu buộc phải dùng những cái thuốc kháng viêm không steroid thì đầu tiên là dùng những thuốc thoa ngoài, hoặc là nếu dùng đường uống thì dùng liều thấp nhất có hiệu quả, thời gian ngắn nhất có thể, và lựa chọn những cái thuốc mà nó ít ảnh hưởng đến nguy cơ tim mạch nhất, như naproxen, celecoxib hay là meloxicam. Đó là những thuốc mà được cho là ít ảnh hưởng đến nguy cơ tim mạch nhất, nhưng đồng thời cũng phải xem đến những cái nguy cơ khác, chẳng hạn như là trên đường tiêu hóa hay là bệnh lý thận mạn vân vân, để mà xem xét trong cái việc mà sử dụng những thuốc này có thích hợp hay không. Dạ, câu số 4 này thì một quý đồng nghiệp hỏi xin giáo sư cho biết. Dạ, em xin phép, em không phải giáo sư nhưng mà thầy Bình đã phân công em xin trả lời. Bệnh nhân đang dùng thuốc hạ áp mà để giảm đau thì huyết áp như thế nào, cân nhắc như thế nào, chỉnh liều hạ áp hay chỉnh liều thuốc giảm đau? Kính thưa quý đồng nghiệp, thì khi chúng ta điều trị một bệnh nhân thì chúng ta phải cá thể hóa trên từng bệnh nhân cụ thể. Thì đương nhiên là một bệnh nhân vừa có đau khớp mà vừa có huyết áp cao thì bản thân cái tình trạng mà đau khớp của bệnh nhân nó cũng là yếu tố thúc đẩy làm cho huyết áp bệnh nhân nó sẽ khó kiểm soát. Chúng ta biết rằng khi mà đau như vậy nó tạo ra cái stress đó, làm cho huyết áp của bệnh nhân cũng khó kiểm soát. Thì bản thân chúng ta khi chúng ta điều trị tốt tình trạng đau khớp thì huyết áp bệnh nhân đương nhiên nó cũng sẽ ổn định hơn. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta cần phải sử dụng các thuốc kháng viêm kéo dài, gây giữ muối giữ nước vân vân, hoặc cái co mạch đó, thì nó có thể làm tăng huyết áp hơn. Thì khi đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh thuốc huyết áp cho bệnh nhân, chúng ta sẽ tăng cái liều thuốc huyết áp lên để mà bệnh nhân đạt được cái mức huyết áp mà an toàn, tức là không có gây tác dụng phụ mà cấp tính cho bệnh nhân. Còn nếu trong trường hợp mà huyết áp của bệnh nhân thì chỉ tăng ở mức độ vừa phải, bệnh nhân không có chỉ định đặc biệt như không có suy tim vân vân, thì với cái mức huyết áp 14, 15, 16 cho thời gian ngắn thì chúng ta vẫn có thể chấp nhận được. Khi mà chúng ta điều chỉnh ổn định cái tình trạng đau khớp, chúng ta giảm được thuốc kháng viêm lại thì huyết áp của bệnh nhân sẽ ổn định lại. Thì em xin phép trả lời như vậy. Về câu hỏi này thì chúng ta cũng cần cân nhắc. Chúng ta biết rằng những loại thuốc mà kháng viêm giảm đau dùng cho điều trị vấn đề cơ xương khớp đó, nó có thể ảnh hưởng đến huyết áp của chúng ta. Thứ nhất là nó làm tăng cái tình trạng giữ nước lại để tăng thể tích tuần hoàn và từ đó làm tăng huyết áp. Và thứ hai nữa ảnh hưởng lên cái việc mà co mạch của người bệnh. Vì thế cho nên cái chuyện mà bệnh nhân bị đau khớp, cái chuyện huyết áp nó tăng lên cũng vì cái chuyện đau nó cũng tăng lên. Sau đó chúng ta dùng những thuốc kháng viêm giảm đau thì nó lại tăng thêm huyết áp nữa. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng tùy theo cái mức độ nó tăng huyết áp nhiều quá hay không, hay là chúng ta thấy là cái tình trạng đau của người bệnh nó quá mức thì chúng ta phải chọn lựa. Thì để mà giải quyết thêm vấn đề huyết áp thì tôi nghĩ là vấn đề dùng thêm một chút xíu thuốc lợi tiểu thì có thể là sẽ giảm bớt được cái tình trạng mà giữ nước của thuốc kháng viêm, làm giữ nước lại để tăng thể tích tuần hoàn, tăng cái nên. Và những cái loại thuốc mà nó ít có bị ảnh hưởng bởi tình trạng mà chúng ta dùng những thuốc mà những thuốc kháng viêm non steroid đó là những cái loại thuốc chặn kênh canxi. Thì những loại thuốc chặn kênh canxi sẽ giúp cho chúng ta khống chế thêm
được tình trạng huyết áp, nếu mà trong cái đợt mà điều trị thuốc kháng viêm nonsteroid đó nó làm huyết áp tăng lên, thì thuốc lợi tiểu và điều chỉnh liều của thuốc chặn kinh canxi thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả, chúng ta vừa giải quyết được vấn đề khớp của bệnh nhân và vừa có thể là kiểm soát được huyết áp của bệnh nhân nữa. Và để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin mời tiến sĩ bác sĩ Ngô Tích Linh, trưởng bộ môn tâm thần của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ chúng ta một vấn đề rất là quan trọng, rất là cần thiết đối với những bệnh nhân tim mạch, đặc biệt là những người bệnh mà mãn tính như thế này thì vấn đề sức khỏe tinh thần của người ta rất là quan trọng. Như vậy thì một chuyên gia về tâm thần thì sẽ giúp cho chúng ta có những kiến thức, có những cái kinh nghiệm như thế nào đó để làm tăng cái chất lượng sức khỏe tinh thần của người bệnh của chúng ta. Xin mời tiến sĩ Ngô Tích Linh. Xin cảm ơn thầy Bình. Xin chào quý đồng nghiệp. Hôm nay chúng tôi xin báo cáo một cái đề tài nó cũng cần trong thực hành lâm sàng, đó là trầm cảm trên những bệnh lý về tim mạch. Như chúng ta đã biết là cái sự động diễn của rối loạn tâm thần và bệnh lý nội khoa cũng rất là phổ biến, thì cái con số người ta thấy là 65% người trưởng thành mắc bệnh tâm lý tâm thần có bệnh lý nội khoa, cũng như 29% người trưởng thành mắc bệnh nội khoa thì lại có những cái vấn đề về bệnh lý về tâm thần. Thì khi khảo sát những bệnh nhân đã có vấn đề về trầm cảm thì người ta thấy nguy cơ như thế nào về những bệnh lý về tim mạch. Người ta thấy là trầm cảm nó sẽ kéo theo các bệnh lý về thực thể, về mãn tính sau đó, đặc biệt là bệnh tim mạch. Người ta sẽ thấy được là sau khi theo dõi thì người ta thấy trên bệnh nhân về có trầm cảm thì nó làm tăng cái tỷ lệ bệnh tim mạch và cũng như là tăng huyết áp lên từ 1,4 đến 1,6 lần. Khi các đáp ứng sai lệch cho những bệnh nhân có những vấn đề về trầm cảm thì nó sẽ làm nặng thêm những cái triệu chứng cơ thể vốn có, như đặc biệt là những cái triệu chứng đau. Nó cũng làm cho những tăng những cái thói quen xấu như hút thuốc, béo phì hoặc là thiếu vận động và làm cho cái diễn tiến bệnh, những cái bệnh lý về tim mạch nên xấu đi. Khả năng tự chăm sóc và cũng như tuân thủ thuốc men cũng rất là kém, và những cái tác dụng sinh lý trực tiếp như là trên cái hệ điều hòa thần kinh thực vật, đồ thị và cả cái hệ thống miễn dịch. Đấy, thì trên những bệnh nhân mà thế nào thì là cần tầm soát những bệnh nhân về trầm cảm, thì những cái rối loạn về trầm cảm nên người ta khuyến cáo là nên được cân nhắc tầm soát trên những bệnh nhân có những cái đối tượng bệnh nhân là tim mạch, đột quỵ, hoặc là những bệnh nhân bị nội tiết, hô hấp, thần kinh, cơ xương khớp. Thì những cái đối tượng này thì cái tỷ lệ trầm cảm rất là cao, nó cao hơn người thường rất là nhiều lần. Người ta sẽ thấy được tầm soát trầm cảm sớm, giúp chẩn đoán sớm và điều trị thì không chỉ là cải thiện được sức khỏe tinh thần mà còn cải thiện được sức khỏe về thể chất, và điều này để giúp cho các bệnh nhân có những bệnh lý đi kèm ổn định và làm giảm kết cục xấu cho người bệnh. Thì người ta sẽ thấy được là trên những bệnh nhân về có những bệnh lý về tim mạch thì 2/3 bệnh nhân nhập viện vì cái nhồi máu cơ tim có cái trầm cảm nhẹ, và người ta thấy gần như là 15% bệnh nhân tim mạch có rối loạn trầm cảm chủ yếu. Như vậy con số này tỷ lệ là tăng gấp 2-3 lần so với dân số chung. Cũng như trên 20% bệnh nhân bị suy tim có những cái vấn đề trầm cảm chủ yếu, thì người ta thấy cái rối loạn trầm cảm trên những bệnh nhân này thì cái mức độ trầm cảm tùy thuộc vào cái mức độ suy tim, cũng như đây là một cái yếu tố độc lập dự toán tử vong và cũng như là cái vấn đề nhập viện sau đó của bệnh nhân. Gần như là 15-20% bệnh nhân có rối loạn trầm cảm chủ yếu sau phẫu thuật bắt đầu trong những bệnh mạch cành, và hơn 15% có trầm cảm không điển hình hoặc là cái tâm trạng buồn bã rõ rệt. Do đó các nghiên cứu nguyên nhân cho thấy là trầm cảm sẽ làm tăng gấp đôi nguy cơ phát triển bệnh tim mạch mới. Về trầm cảm và tiên lượng bệnh lý mạch vành thì như thế nào, thì người ta sẽ thấy được là cái tỷ lệ tử vong do tim mạch sau đó ở những bệnh nhân có nhồi máu cơ tim với kèm trầm cảm nặng thì cái nguy cơ tương đối trung bình là khoảng 4,1 lần. Thì phần lớn là nguy cơ tử vong xuất hiện trong vòng 6 tháng đầu tiên sau nhồi máu cơ tim, và cái nguy cơ tử vong có vẻ là tương xứng với cái mức độ về trầm cảm. Và khi khảo sát về những ảnh hưởng sự sống còn sau 6 tháng thì người ta sẽ thấy là có những cái yếu tố tiên đoán cái tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân mà sau nhồi máu cơ tim, thì đó là có trước cái tiền sử mà nhồi cơ tim trước đây, cũng như clip glass lớn 1, và đặc biệt là cái rối loạn trầm cảm chủ yếu có trên bệnh nhân hay không. Thì trên những bệnh nhân có cái trầm cảm thì cái nguy cơ tương đối phát triển về những cái thiếu máu cục bộ thì nó tăng gấp
1,5 lần so với là người bình thường không có vấn đề về trầm cảm. Và ảnh hưởng của trầm cảm trên những bệnh nhân mà có những vấn đề về tim mạch thì như thế nào? Thì những bằng chứng thực nghiệm cho thấy là cơ tim bị biến đổi trực tiếp do trầm cảm. Có 4 quá trình ngoài tim ảnh hưởng đến sự liên quan đến tâm thần tim mạch, đó là cái hoạt động quá mức hệ giao cảm, hoạt động kém của thần kinh phế vị, cũng như là hoạt động của trục hạ đồi, tuyến yên, tuyến thượng thận, và có những suy giảm chức năng miễn dịch viêm. Người ta thấy là cái trầm cảm làm cho tim kém nhạy cảm hơn với các kích thích và tác nhân bảo vệ. Và ngoài ra cũng có một số cơ chế khác mà người ta thấy là cần làm rõ thêm về ảnh hưởng về trầm cảm trên những vấn đề về tim mạch. Thì đây là một cái slide minh họa cho thấy được là có những cái vấn đề về cái ảnh hưởng trên cái trục hạ đồi, tuyến yên và tuyến thượng thận. Thì người ta sẽ thấy được là những cái ảnh hưởng đó nó sẽ làm có tăng cái nhịp tim cũng như là tăng huyết áp, và nó làm tăng nguy cơ của những cái cục máu đông ở cái mạch vành. Tăng nhịp tim đưa đến cái tình trạng là có thể đưa đến những cái vấn đề về ảnh hưởng về dẫn truyền, và có thể đặc biệt là có thể đưa đến tình trạng về rung nhĩ. Và cuối cùng là trên cái vấn đề về tuyến thượng thận ảnh hưởng, nó làm có thể làm thay đổi những cái rối loạn chuyển hóa, và cuối cùng là đưa đến cái nguy cơ về xáo trộn về cái chất chuyển hóa. Các cơ chế của cái nguy cơ của cái tim mạch liên quan đến chứng trầm cảm thì người ta sẽ thấy được là trên những bệnh nhân mà có vấn đề về tim mạch rồi, thì cái yếu tố về trầm cảm nó có thể làm tăng cái tập tiểu cầu, nó sẽ làm giảm biến số nhịp tim và làm thay đổi nhịp tự phát, và cuối cùng là nó sẽ làm giảm tuân thủ phác đồ điều trị, và cái đưa đến cái vấn đề về là những cái thay đổi về lối sống. Điều tất cả những yếu tố này đều làm giảm cái chất lượng sống cũng như là cái yếu tố về bảo vệ của bệnh nhân trên những bệnh nhân có vấn đề về tim mạch. Hậu quả của trầm cảm là như thế nào? Thì người ta đã khảo sát vào năm 2004, thì người ta sẽ thấy được cái nguyên nhân hàng đầu đưa đến gánh nặng bệnh tật thì nó chỉ đứng hàng thứ ba, nhưng mà người ta tiên lượng là năm 2030 thì cái ảnh hưởng đến cái gánh nặng bệnh tật toàn cầu thì nó xếp hàng thứ nhất, nó trên cả những bệnh nhân thiếu máu cơ tim hoặc là những cái tai nạn về giao thông. Thì gánh nặng bệnh tật của trong trầm cảm bao gồm là gì? Thứ nhất là tử vong do bệnh, thì đó là nguyên do cho có thể là tự sát, hoặc là bệnh nhân không có thể lao động chăm sóc gia đình được, và chi phí điều trị bệnh, thuốc nhập viện hoặc là điều trị tâm lý, cũng như là nhu cầu thu nhập mất do cái quá trình là nghỉ việc hoặc nghỉ làm, cũng như là cái nhu cầu quan tâm chăm sóc gia đình và xã hội. Thì tỷ lệ suy giảm chức năng bệnh nhân trầm cảm, người ta sẽ thấy được là gần như là 97% bệnh nhân trầm cảm bị suy giảm chức năng xã hội, và trong đó thì những bệnh nhân nặng thì gần như là cái khoảng thời gian mà không đi làm được tính thời gian khoảng là 3 tháng và gần 100 ngày. Vai trò thang điểm như thế nào? Thì người ta thấy được là với các bác sĩ thì người ta sẽ thấy được là gần như là 50% bệnh nhân trầm cảm không được chẩn đoán, và khoảng từ 46-50% bệnh nhân trầm cảm thất bại với thuốc điều trị trầm cảm đầu tay. Thì với bác sĩ thì câu hỏi là dùng thuốc như thế nào, tăng đổi liều như thế nào, và khi nào thì nên kết thúc điều trị. Thì do đó chúng ta sẽ thấy được cần đề xuất ra một cái thang điểm để mỗi công cụ nào đó giúp cho các bác thầy thuốc được gọi không chuyên. Thì người ta thấy được thang điểm là công cụ giúp chẩn đoán chính xác, đo lường độ nặng nhẹ của bệnh, và cũng như là theo dõi đáp ứng định hướng điều trị, và do đó đưa đến cái kết quả điều trị chính xác và hiệu quả hơn so với vấn đề không có những cái thang điểm để theo dõi. Và với bệnh nhân thì người ta sẽ thấy được như thế nào? 90% bệnh nhân trầm cảm tìm đến bác sĩ đa khoa chứ không phải bác sĩ điều trị tâm thần để điều trị các triệu chứng cơ thể, và gần như 70% bệnh nhân không có tuân thủ điều trị. Như vậy với bệnh nhân thì những câu hỏi như là trầm cảm là thuốc trầm cảm có gây nghiện hay không, trầm cảm có chữa được hay không, và điều trị thời gian bao lâu, thì các bác sĩ nên giáo dục cho bệnh nhân những kiến thức cơ bản về trầm cảm, và một cái mục tiêu điều trị rõ ràng, thấy được, đo lường được sẽ giúp cho bệnh nhân hiểu và theo dõi được quá trình điều trị của mình. Thì cái thang lượng giá thì người ta sẽ thấy được là với những cái thang lượng giá thì nó cho kết quả rất là đáng khích lệ, đó là tỷ lệ đáp ứng cao hơn 86% so với là 62% không được theo dõi bằng những thang điểm, và tỷ lệ cao lưu bệnh cũng cao hơn hẳn 73% so với 28%. Và những cái con số này là rõ ràng là có rất là có ý nghĩa về mặt thống kê. Do đó phương pháp điều trị dựa trên thang đo giúp xác định nhanh chóng xem có cần điều chỉnh để tối ưu hóa kết cục điều trị hay không.
cái thang Teo Q9 là một cái thang đo lường được đề nghị trong cái cho các thầy thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu. Thì cái thang này thì sở dĩ được đề nghị bởi vì cái việc tốn thời gian rất là ít, cỡ khoảng 15 phút mà thôi. Và cái thang này đặc biệt là có thể đưa cho bệnh nhân họ tự đánh giá. Thì cái thang này là một cái công cụ tầm soát, chẩn đoán, theo dõi điều trị và đánh giá độ nặng của trầm cảm. Thì đây là một cái bảng câu hỏi bệnh nhân tự đánh giá, bao gồm câu hỏi theo tiêu chí của cái thang DSM-5. Do đó nó rất là gần gũi với bác sĩ tâm thần cũng như là các thầy thuốc đa khoa. Thì cái độ nhạy của nó cũng khá, cái độ nhạy của nó là 61% và độ đặc hiệu của nó là 94%. Nó sử dụng dễ dàng. Từng bước tiếp cận bệnh nhân trầm cảm bằng thang nghiệm như thế nào? Thì đây là cái thang giới thiệu, cái thang PHQ9. PHQ9 nó gồm có 9 đề mục và mỗi đề mục đánh giá từ 0 đến 3 điểm. Và mình sẽ cộng lại sau những đề mục và cộng tổng điểm lại. Thì người ta sẽ thấy được là cái tổng điểm của PHQ9 sẽ cho biết mức độ nặng nhẹ của trầm cảm. Và người ta thấy được là với cái mức độ là 10 điểm thì bắt đầu là đặt ra vấn đề về điều trị cho bệnh nhân. Thì mục tiêu điều trị chúng ta sẽ thấy được là nó còn có mấy mức độ. Mức độ được gọi là đáp ứng khi bệnh nhân giảm 50% triệu chứng. Nhưng chúng ta phải cần hơn. Lúc đó là chúng ta cần hơn một cái gì gọi là remission. Remission được định nghĩa là tức là cái lúc đó là PHQ9 nhỏ hơn 5 điểm. Thì cái giai đoạn này chúng ta bắt đầu hiểu là thuốc chúng ta có hiệu quả và giữ nguyên liều và chúng ta điều trị duy trì cho bệnh nhân. Thì giai đoạn cấp mục tiêu điều trị là đạt mục tiêu là PHQ9 là nhỏ 5 điểm. Và cái thời gian mà duy trì sau khi đó chúng ta tiếp tục duy trì trong khoảng thời gian thì đáng kể từ 4-9 tháng. Và còn cái giai đoạn sau cái giai đoạn đó thì có thể một số bệnh nhân nếu mà 3 cơn trở lên thì chúng ta có thể thời gian điều trị kéo dài trên 2 năm. Thì chúng ta sẽ thấy được là có những cái điều chỉnh là cải thiện về mặt chức năng thường đặt sau cải thiện về mặt triệu chứng và suy giảm chức năng vẫn còn mặc dù cải thiện triệu chứng đã có. Chúng ta sẽ thấy được là có thể bệnh nhân cần được giảm triệu chứng nhiều hơn để có đạt được mức độ lui bệnh cũng như phục hồi chức năng. Thì chúng ta sẽ thấy được đây là một cái sơ đồ, chúng ta sẽ thấy được là việc chọn lựa những cái thuốc đầu tay khi bắt đầu điều trị trầm cảm. Và sau đó chúng ta đánh giá vào 2 đến 4 tuần. Và nếu nó có đáp ứng thì chúng ta tiếp tục điều trị từ 6 đến 8 tuần nữa. Và nếu mà bệnh nhân lưu bệnh hết các triệu chứng đó thì bắt đầu nếu mà chúng ta sẽ thấy được là nếu mà cái yếu tố mà nó nguy cơ tái diễn nó có thì chúng ta có thể điều trị trong 2 năm. Còn nếu mà nó không có thì chúng ta bắt đầu điều trị trong từ 6 đến 9 tháng hoặc là 1 năm. Thì chúng ta sẽ thấy được là các thuốc chống trầm cảm nào có hiệu quả trong vấn đề điều trị, chúng ta thấy gần như là cái nhóm SSRI đều có. Bên cạnh đó còn có một số thuốc khác như là bupropion hoặc là cái nhóm SNRI như là duloxetine hoặc là venlafaxine chẳng hạn. Và chúng ta sẽ thấy được là cái yếu tố cân nhắc khi chọn lựa thuốc chống trầm cảm thì gồm có những bệnh lý đi kèm hoặc là cái đáp ứng thuốc trong trước đó và đối với là những yếu tố chọn lựa thuốc như hiệu cái độ dung nạp như thế nào, tương tác thuốc như thế nào là những điều chúng ta cần cân nhắc. Và với những cái hiệu quả của thuốc thì chúng ta sẽ thấy là có một số thuốc gần như có lẽ là nó có vẻ hiệu quả hơn, thí dụ như escitalopram, mirtazapine, sertralin, venlafaxine thì chúng ta có thể thấy là có vẻ như hiệu quả hơn so với những nhóm thuốc trong cùng nhóm đó. Với vấn đề về ít tương tác thuốc thì chúng ta sẽ thấy được những cái nhóm thuốc ít tương tác thuốc như là citalopram, venlafaxine, escitalopram, mirtazapine và venlafaxine là cái nhóm ít tương tác thuốc. Và đây là các cái bảng cho thấy các chẩn tân dụng thuốc mong muốn so sánh giữa cái nhóm thuốc với nhau. Và chúng ta sẽ thấy được cái sertralin dung nạp tốt trên bệnh nhân có nhồi máu cơ tim. Thì người ta sẽ thấy được là trên bệnh nhân có những cái trước đó nó có những cái vấn đề về nhồi máu cơ tim thì khi mà sử dụng sertralin thì không có sự thay đổi có ý nghĩa chức năng được tìm thấy khi mà sử dụng cái sertralin. Thì sertralin cũng thấy được dung nạp tốt mặc dù dùng chung với các loại thuốc tim mạch và người ta sẽ thấy được cái sertralin nó phù hợp ở bệnh nhân lớn tuổi. Thì tại sao như vậy? Là vì sertralin được chứng minh là hiệu quả an toàn cho bệnh nhân trầm cảm có vấn đề về nhồi máu cơ tim trước đây hoặc là cơn đau thắt ngực không ổn định. Và nó cũng có thể có tác động cho không những trong cái vấn đề về trầm cảm mà còn có đảo ngược sự hoặc quá tiểu cầu cũng như quá trình viêm. Và nó vì sao nó an toàn cho bệnh nhân lớn tuổi? Vì bệnh nhân lớn tuổi nó sử dụng nhiều loại thuốc và nó được coi như một những nhóm thuốc ít tương tác thuốc. Và đây là một khuyến cáo được cho thấy được là cái
sertralin được cái điều trị cho bệnh nhân trầm cảm ở những bệnh nhân về mạch vành, cũng như là nó cũng được khuyến cáo cho bệnh nhân có những vấn đề về đái tháo đường, bởi vì cái tỷ lệ linh ký cũng không cao lắm. Trong những cái nghiên cứu về đối chứng về giải dược thì sertralin cũng có vấn đề về tỷ lệ tác dụng phụ thấp, và đặc biệt là nó cũng kỹ vấn đề về tương tác thuốc. Tuy vậy cũng lưu ý là chúng ta sẽ thấy được nó tác động trên hệ thống 2D6, do đó những cái thuốc nào mà có tác động chuyển hóa trên 2D6 chúng ta cần lưu ý. Với những cái vấn đề về trung nạp thì chúng ta sẽ thấy so với là giả dược thì cái tác dụng phụ trên cái trung thì nó cũng không có cao lắm. Và khi cái điều chỉnh với cái thang đo thì chúng ta sẽ thấy được là nếu mà chúng ta thấy giảm 50% cái điểm so với ban đầu thì chúng ta tiếp tục sử dụng trong đánh giá sau cả 4 tuần. Và nếu chúng ta sẽ thấy được là nếu giảm 20-50% điểm so với ban đầu thì thường là cần tăng liều thuốc chống trầm cảm đang sử dụng. Và nếu giảm hơn 20% thì điều này cũng không phải là cái lý do để chúng ta đổi thuốc, mà chúng ta chỉ cần tăng liều và cái số lần sử dụng, hoặc là khi mà chúng ta đổi thuốc khi vấn đề có những vấn đề về tác dụng phụ nhiều quá. Và cái đây là một cái slide cho thấy được là cái đáp ứng sau 20% trong cái tuần thứ hai nó quyết định là cái vấn đề về đáp ứng bền vững và lưu bệnh sau đó. Xu hướng là điều trị sớm hỗ trợ bởi CAMAT bao gồm là hành động sớm, theo dõi sớm, liên tục và can thiệp sớm, và chúng ta đánh giá điều hiệu quả càng sớm càng tốt, tốt nhất là tuần thứ hai. Và tuy nhiên những bệnh nhân mà sau tuần thứ hai mà giảm hơi ít hơn 20% thì cũng không có khuyến cáo đổi thuốc, mà chỉ cần là tăng liều thôi. Việc đổi thuốc chỉ khuyến cáo khi bệnh nhân giảm 20% điểm số bắt đầu từ tuần thứ tư mà thôi. Chúng ta sẽ thấy được là kết thúc điều trị khi nào, là bệnh nhân trầm cảm có thể kết thúc điều trị khi hoàn toàn khỏi các triệu chứng với điều kiện là PFQ nhỏ hơn 5 và không có nguy cơ tái phát. Và cái vấn đề điều trị này thì thường thường là chúng ta sau khi giảm PFQ giảm 5 thì chúng ta cần kéo dài thời gian điều trị từ 6 đến 9 tháng đối với bệnh nhân không có nguy cơ, và nếu bệnh nhân nguy cơ thì chúng ta có thể kéo dài thời gian đến 2 năm sau đó với bệnh nhân có 3 cân trở lên. Kết luận là trầm cảm là bệnh lý thường gặp ở bệnh nhân mà mắc bệnh mãn tính, đặc biệt bệnh lý về tim mạch, và trầm cảm làm suy giảm chức năng cũng như chất lượng cuộc sống, và tỷ lệ phát hiện trầm cảm còn rất là thấp, và mục tiêu điều trị rõ ràng giúp bệnh nhân hiểu rõ tình trạng của mình và theo dõi được quá trình điều trị, đặc biệt là sử dụng các thang lượng giá. Chúng ta sẽ thấy được là việc áp dụng rộng rãi các thang sẽ tạo nên một sự thay đổi đáng kể của một cách mạng trong điều trị trầm cảm nói riêng và rối loạn tâm thần nói chung. Cái bài báo cáo chúng tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn. Cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ Ngô Tích Linh. Thì cái vấn đề rối loạn sức khỏe tâm thần, đặc biệt là cái vấn đề trầm cảm, chúng ta đều biết là rất là phổ biến, rất thường gặp. Tuy nhiên là cái việc mà nhận diện, chẩn đoán và điều trị tôi nghĩ là nó cũng không phải là đơn giản, có nhiều khó khăn và nó đòi hỏi cái tính chuyên khoa rất là cao. Trong đó cái vấn đề lựa chọn thuốc đảm bảo cái hiệu quả và có tính an toàn trên những cái bệnh nhân có những bệnh đồng mắc, trong đó cái bệnh lý tim mạch càng vẻ phức tạp hơn. Thì đấy là cái vấn đề mà có lẽ là quý đồng nghiệp và tất cả các chuyên khoa cũng rất là quan tâm. Thế thì cũng xin mời tiến sĩ Ngô Tích Linh sẽ trả lời tiếp một số cái câu hỏi của quý đồng nghiệp. Cái câu thứ nhất: cảm ơn phần trình bày hữu ích cho các bác sĩ tim mạch thêm góc nhìn về bệnh nhân trầm cảm có bệnh lý mạch vành mắc kèm. Vậy đối tượng này có bác sĩ tim mạch bên cạnh điều trị cái bệnh lý mạch vành thì có nên tầm soát trầm cảm cho tất cả các bệnh nhân tim mạch không? Mà sau khi đánh giá có mắc trầm cảm thì mức độ trầm cảm thế nào bác sĩ tim mạch có thể điều trị luôn, và mức độ thế nào thì mới chuyển bệnh qua chuyên khoa tâm thần, và loại thuốc nào hiện nay an toàn cho bệnh nhân có bệnh tim mạch như kèm? Chị xin mời tiến sĩ Lịch. Những phần trình bày chúng tôi đã giới thiệu sơ qua thì cái tỷ lệ của những cái bệnh nhân tim mạch trên bệnh nhân trầm cảm trên bệnh nhân tim mạch khá cao. Thì chúng ta sẽ thấy được là một cái bảng đánh giá công cụ tầm soát sẽ giúp cho các thầy thuốc không chuyên có thể phát hiện được cái vấn đề về trầm cảm. Ví dụ chúng ta sử dụng cái bảng PFQ9 và chúng ta sẽ thấy được cái điểm số bắt đầu trên 10 điểm thì bắt đầu chúng ta nghi ngờ vấn đề về trầm cảm và chúng ta có thể đặt ra vấn đề về điều trị cho người bệnh. Thế thì vấn đề điều trị thì khi nào thì chuyển qua cho những cái chuyên khoa tâm thần, thì đó là khi mà chúng ta sử dụng và chúng ta sử dụng những thang đo và chúng ta thấy những bệnh nhân đó nó không có đáp ứng, chẳng hạn thí dụ sau tuần thứ 8 mà bắt đầu cái liều của những cái nhóm thuốc chúng ta sử dụng đã tăng cao lên rồi mà hiệu quả nó không có, thì lúc đó có thể chúng ta sẽ thấy được là cần
chuyển qua một cái bác sĩ về tâm thần để họ có thể đánh giá lại lý do tại sao như vậy, và có thể là liệu cái liều thuốc có thể tăng cao hơn nữa hay không, nó cũng nằm trong cái độ an toàn hay không, hay là đánh giá những cái tác dụng phụ. Thì các loại thuốc nào được gọi là an toàn thì chúng ta sẽ thấy được là cái nhóm chống trầm cảm thì thực sự ra cái điều quan trọng là trên bệnh nhân về tim mạch thì nó có an toàn không. An toàn thì là cái thuốc đó an toàn và tương tác thuốc như thế nào, nó cùng hai cái. Thuốc thì nó hiền lắm, hiền thực sự nó hiền, nhưng mà thực sự ra khi mà dùng chung với những nhóm thuốc khác thì nó không hiền tí nào, bởi vì vốn dĩ những cái thuốc cái nền là không hiền tí nào. Chúng ta sẽ thấy được là do đó chúng ta sẽ biết được cái vấn đề về tương tác thuốc, tác dụng của thuốc trên cái hệ thống được gọi là P450. Thì trong cái nhóm thuốc đó thì nhóm ví dụ như cái nhóm mà SSRI mình hay sử dụng thì chúng ta sẽ thấy được là cái nhóm những cái nhóm thuốc như là citalopram, escitalopram và sertralin tương đối ít tương tác thuốc, do đó người ta dễ dàng khuyến cáo cho những bệnh nhân tim mạch hơn. Thuốc chống trầm cảm dĩ nhiên nó có tác dụng trên tim mạch như chúng ta đã biết rồi. Những cái nhóm thuốc nào đó là cái chống trầm cảm ba vòng. Chống trầm cảm ba vòng thì amitriptyline hồi xưa chúng ta hay sử dụng nhưng mà chống trầm cảm ba vòng thì nó có cái tác dụng độc trên tim, tác dụng kidinline, thành ra khi mà sử dụng liều cao thì nó có thể là đưa đến cái tình trạng mà những cái rối loạn về dẫn truyền chẳng hạn như vậy. Những cái thuốc chống trầm cảm ba vòng trong nhóm SSRI thì như thế nào, thì những cái nhóm thuốc khác thì tương đối an toàn, citalopram và cả escitalopram khi chúng ta sử dụng liều cao là thế nào là cao, citalopram trên 40 mg, escitalopram trên 20 mg thì nên lưu ý vấn đề về tim mạch, bởi vì nó có thể gây ra những cái rối loạn về dẫn truyền. Đó là lý do khiến cho trên bệnh nhân về tim mạch thì người ta sẽ thấy bệnh nhân cao tuổi thì người ta thường sử dụng cái nhóm ít tương tác thuốc như là citalopram hoặc là cái sertralin xài trong những bệnh nhân về cao tuổi, vì họ nhiều bệnh quá thì mình cần những cái nhóm thuốc ít tương tác thuốc, nhưng mà đến trên những bệnh nhân tim mạch thì nó còn rơi lại có cái sertralin mà thôi, citalopram và escitalopram thì mình sợ chuyện đó thành người ta không sử dụng. Riêng nói về vấn đề về một cái nhóm khác mà mình có hay sử dụng và hồi nãy thầy Khoa cũng có nhắc nhở đến là cái SNRI, trong đó có duloxetin và trong đó có cả cái venlafaxine chẳng hạn. Thì những cái nhóm đó thì trên tim mạch thì thế nào? Thì nó cũng không có đến nỗi độc hại lắm, nhưng mà nó có thể mình cần lưu ý trên bệnh nhân về cao huyết áp. Những bệnh nhân đó thì nó có tác dụng trên cái hệ thống làm tăng cái nồng độ của norepinephrine trên những bệnh nhân cao huyết áp, nhưng mà một số trường hợp kiểm soát tốt này khác thì cũng không đến nỗi nào, nhưng mà người ta cũng lưu ý cái vấn đề đó, một số bệnh nhân mà cao huyết áp mà nặng nề này khác, khó kiểm soát này khác thì cũng hạn chế những cái nhóm như là cái SNRI. Thật sự thì tôi cũng điều trị một số bệnh tim mạch rất là nhiều, mà thật sự khi không biết thì khi nào thì tôi sẽ chuyển đến cho anh Linh để anh phát hiện thêm và điều trị. Nếu mà tôi phải dành thời gian tôi học thêm mấy cái này nữa rồi xử lý nữa thì quả thật là nó cũng quá tải đối với một người bác sĩ tim mạch như tôi. Vậy thì tiến sĩ Linh có thể là đưa ra những cái triệu chứng nào hay là cái dấu hiệu như thế nào đó để mà khi mà bác sĩ tim mạch mà có hỏi được những cái đó, nếu mà có đấy thì chúng ta sẽ chuyển cho anh Đình chẳng đoán và điều trị. Thực ra thì cái câu hỏi là một câu hỏi rất là hay, có tính thực hành. Mà nhưng mà thực ra thì cái câu hỏi này thì chính mấy bác sĩ mình đã biết rồi, chứ không phải là không đâu. Đó là khi tất cả triệu chứng cơ thể mà chúng ta rất là khó chịu đó, tức là ta điều trị rồi, đủ liều rồi, đã đánh mà cảm giác là tại sao tất cả những chỉ số về lâm sàng, cận lâm sàng đã trở lại ngon rồi mà bệnh nhân vẫn còn than phiền, thì cái đó chúng ta nên tìm cách nghĩ đến nó có những cái vấn đề về tâm thần, và chúng ta đặt ra vấn đề là liệu những cái vấn đề về trầm cảm hoặc lo âu có hay không, mà chúng ta có thể là đặt ra vấn đề về điều trị hoặc là có thể chúng ta chuyển qua những thầy thuốc về chuyên khoa. Đặc biệt trong cái vấn đề về tim mạch chẳng hạn, trên một bệnh nhân về tim mạch mà chúng ta điều trị nó ổn rồi, cái vấn đề về chức năng tim rồi này khác không có gì trơn mà bệnh nhân cứ mệt hoài chẳng hạn như vậy, thì cũng có thể nghĩ ra cái vấn đề là hoặc là cái huyết áp chẳng hạn, một cái huyết áp mà chúng ta sẽ thấy bệnh nhân rất là khó chịu, tức là huyết áp nó không ổn định,
nó cứ khi lên khi xuống này khác cũng làm cho mình rất là đau đầu. Khi nào mà thầy thuốc đa khoa cảm thấy là đau đầu thì chuyển qua bác sĩ tâm thần là đúng chỉ định rồi đó, để đúng vị trí rồi. Cảm ơn tiến sĩ Linh. Thì xin có một cái câu hỏi ngắn một chút nữa trước khi đến phần trình bày của giáo sư Huân. Thì thực tế thì trong cái chuyên khoa khớp chúng tôi nhiều bệnh nhân có cái đau mãn tính, đặc biệt đau có tính chất thần kinh ấy, thì chúng tôi cũng phải sử dụng đến những nhóm thuốc mà có tính chất chống trầm cảm, kể cả như là chống trầm cảm ba vòng, amitriptyline liều thấp hoặc là cái lúc-luxitin. Và thực tế những bệnh nhân này có khi là cũng đã sử dụng nhiều cái thuốc giảm đau khác nữa, chẳng hạn như trong đó có tramadol hoặc gabapentin, pregabalin. Thì có cái sự tương tác nào không giữa, tức là khi mà phối hợp những cái thuốc này, chẳng hạn như là cái nhóm mà gabapentin với lại cái amitriptyline hoặc với duloxetine, thì nó có cái sự tương tác nào không cần phải thận trọng? Thực ra khi mà nói vấn đề về tương tác thuốc thì hình như là nếu mà sử dụng đó thì vanlafaxine có vẻ an toàn hơn, ít tương tác thuốc hơn. Hồi nãy cái bản chiếu là rõ ràng vanlafaxine ít tương tác thuốc nhất đó. Trên những bệnh nhân chúng ta sẽ thấy được là thuốc chống trầm cảm có vai trò giảm đau, nhưng mà chúng ta phải lưu ý điều là không phải tất cả. Cái nhóm nào mà anh thấy được cái tác động trên hệ thống norepinephrine thì nó mới giảm đau được. Đó là lý do khiến cho amitriptyline, cái nhóm chống trầm cảm ba vòng, nó lại giảm đau tốt hơn nhóm SSRI. SSRI gần như không có vị trí nào cả. SNRI là có, SNRI là có vai trò. Thì người ta cũng khuyến cáo là khi sử dụng những cái nhóm đó thì cái vấn đề uống trầm cảm ba vòng thì rõ ràng thì tương tác thuốc thì nhiều á, tương tác thuốc nhiều á chứ không phải ít đâu. Thành ra người ta cả cũng lưu ý người ta hạn chế sử dụng. Cái vấn đề về cái sử dụng một cái nhóm mà SNRI trên những bệnh nhân mà có vấn đề về đau mãn thì thực ra nói nó cũng có một số cái lợi điểm là hình như cái tỷ lệ mà đau trầm cảm trên bệnh nhân đau nó tỷ lệ còn cao hơn so với lại là cái những cái bệnh nhân mà tim mạch nữa. Đã có thời gian người ta bảo đó là cái triệu chứng ẩn của cái trầm cảm đó cho con phải không. Và cái vấn đề mà cái chống trầm cảm nó cải thiện cái mood, cái tâm trạng của người bệnh, nó sẽ làm cho cái vấn đề kiểm soát cái trầm cảm, cái đau nó trở nên dễ dàng hơn. Và chúng ta sẽ thấy được là cái chuyện này không có gì lạ trơn á, tức là trên những bệnh nhân mà có những vấn đề bệnh lý về khớp chẳng hạn như vậy, bệnh lý về đau chẳng hạn như vậy, thì chúng ta sẽ thấy được hôm nào mà cái tâm trạng bệnh nhân thoải mái vui vẻ thì khác, những cái đau người ta ít hơn. Xin cảm ơn phần báo cáo cũng như thảo luận của tiến sĩ Ngô Tích Linh. Thì tiếp theo chương trình xin mời phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đỗ Quang Huân, giám đốc Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh, trình bày cái chuyên đề các quan ngại và tính an toàn của statin trên bệnh nhân châu Á. Xin mời phó giáo sư Huân. Dạ, kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các đồng nghiệp, thì statin chúng ta sử dụng đã trên 30 năm. Statin thì theo khuyến cáo ngày càng được khuyến cáo sử dụng nhiều hơn và nhất là sử dụng liều cao. Thì như vậy thì một số đồng nghiệp thì thực sự là trên thực tế thì chúng tôi khi mà trong bệnh viện cũng như là những bệnh viện tuyến quận huyện hoặc là đi một số tỉnh và trong những buổi hội thảo thì thường là các đồng nghiệp chúng ta không sử dụng statin liều cao. Lý do mà tại sao không sử dụng statin liều cao thì có lẽ là ngại nhất là statin có an toàn hay không. Statin thì chúng ta biết nó là một cái thành phần rất là quan trọng để tạo nên các mô, nhất là cái những hormone sinh dục, tuyến thượng thận, sử dụng cho những cái màng của mô não. Như vậy thì statin có an toàn hay không? Thì hôm nay thì chắc có lẽ những chúng ta đã nghe báo cáo về những cái khuyến cáo để sử dụng statin, thì bây giờ chúng ta thấy là khi mà sử dụng statin thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào. Thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ theo Tổ chức Y tế Thế giới thì hiện tại là bệnh lý tim mạch, nhất là bệnh lý về mạch vành thì vẫn chiếm tỷ lệ tử vong trên hàng đầu trên thế giới, cao hơn tất cả những bệnh lý khác.
và chúng ta thấy là ngày càng khoa học ngày càng phát triển, chúng ta có nhiều loại thuốc ra đời kết hợp với statin, nhưng mà cái tỷ lệ tử vong này thì theo cái thống kê thì dự đoán đến năm 2030 nó còn tăng nhiều hơn nữa, chứ nó không dừng lại ở con số này. Thì chúng ta ngược lại về cơ chế thì chúng ta thấy là khi mà những cái yếu tố nguy cơ, chúng ta có những yếu tố nguy cơ như là đái tháo đường, tăng huyết áp, béo phì, hút thuốc lá vân vân, thì những yếu tố nguy cơ đó nó làm cho lớp nội mạc của mạch máu, nhất là mạch vành của chúng ta bị apoptosis, nghĩa là chết theo chương trình. Mà khi mà chết theo chương trình nhanh quá mà không tạo được nhiều, không tạo được kịp thì bắt đầu tạo thành những lỗ hổng, và cholesterol di chuyển trong máu, nhất là LDL cholesterol di chuyển trong máu, nó sẽ chui vào lớp dưới nội mạc và nó bị monocyte bắt giữ. Monocyte bắt giữ thì bắt đầu tạo thành macrophage và bắt đầu cái phản ứng viêm. Chúng ta biết là cái phản ứng viêm nó có hai phản ứng viêm, loại phản ứng viêm. Thứ nhất là phản ứng viêm gây nên viêm để chống lại vi trùng, và một phản ứng viêm là sửa chữa. Nghĩa là sửa chữa thì chúng ta thấy là cái phản ứng viêm này là cái phản ứng viêm mà nó tiết ra những cái interleukin và cytokine, thí dụ như interleukin 1 beta, interleukin 6, TNF alpha vân vân. Nó làm cho hấp thụ bắt đầu là hấp thụ những cái chất mà monocyte đi vào nhiều hơn, và cuối cùng là chúng ta có một cái màng xơ vữa. Tại vì cái phản ứng viêm này khi mà chúng ta thấy là màng cholesterol này đúng là cái là do cholesterol, nhưng mà phản ứng viêm đó đóng vai trò không nhỏ. Khi mà cholesterol là cái vai trò chính, chúng ta thấy là bắt đầu từ năm 1988 thì Hoa Kỳ người ta thấy là điều trị bắt đầu statin ra đời thì chúng ta điều trị bằng cho giảm cholesterol trong máu, nhưng mà điều trị tới mức nào thì chúng ta thấy là ATP1 ra đời vào năm 1988, sau đó ATP2, ATP3 thì cái mức cholesterol giảm dần. ATP1 năm 1988 chúng ta thấy là bắt đầu điều trị khi mà LDL cholesterol chúng ta lớn hơn 160, và đích điều trị là đối với nguy cơ cao là chúng ta đích điều trị là 130 mg trên decilit, nghĩa là chúng ta phải giảm xuống 130. Sau đó ATP2 thì chúng ta giảm tiếp, và ATP3 là 100. Và hiện tại chúng tôi nhận thấy rằng đa số quý đồng nghiệp chúng ta thì khi mà sử dụng làm luận văn thạc sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, chúng ta vẫn thường sử dụng ATP3, nhưng mà hiện tại khuyến cáo hiện tại chúng ta có nhiều thay đổi. Về điều trị, những nghiên cứu về statin thì sao ạ? Những nghiên cứu statin thì trên những bệnh nhân mà đã có biến cố tim mạch, thí dụ như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, bị tai biến mạch máu não, thì secondary prevention, nghĩa là để cho lần thứ hai đừng có xảy ra, thì statin chúng ta thấy là những nghiên cứu như là 4S, Miracle Care, Ideal, HBS vân vân, Pruvit, thì người ta nhận thấy rằng khi mà cho statin liều cao, giảm LDL cholesterol càng giảm bao nhiêu thì tỷ lệ biến cố tim mạch càng thấp bấy nhiêu. Đó là bệnh nhân đã có biến cố tim mạch. Bây giờ trên những bệnh nhân mà chưa có biến cố thì sao ạ? Trên những bệnh nhân chưa có biến cố thì cái này chúng ta cần phải quan tâm, tại vì người ta nhận thấy rằng trên những bệnh nhân mà chưa có biến cố tim mạch, thường thí dụ như là bây giờ bệnh nhân có vô tình bác sĩ cho đi làm CT mạch vành thấy có hẹp 30%, thì thường là chúng ta cho gì ạ? Atorvastatin là 10 mg. Chúng tôi nhận thấy con số 10 và con số 20 là con số yêu thích của chúng ta. Chúng ta chỉ cho 10 thôi, không bất kể nồng độ cholesterol là bao nhiêu. Thì người ta nhận thấy rằng trên những nghiên cứu trước khi mà có biến cố tim mạch thì thường, trước khi có nhồi máu cơ tim thì thường là cái tỷ lệ hẹp mạch máu mà nhỏ hơn 50%, nó chiếm 68% trên số tổng số bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim. Như vậy chúng ta nhận thấy rằng trên gần 70% bệnh nhân có biến cố tim mạch nhồi máu cơ tim không phải là hẹp 90%, mà chỉ có hẹp nhỏ hơn 50% thôi. 70% số bệnh nhân đó, tại sao vậy? Tại vì cái mảng xơ vữa ở trong lòng mạch máu nó quá nhiều, và cái lõi lipid nó quá nhiều, và cái mảng xơ nó mỏng, nó sẽ dễ nứt vỡ. Và khi nứt vỡ thì tiểu cầu đi qua kết tập thì tạo thành gì ạ? Tạo thành huyết khối và có nhồi máu cơ tim. Như vậy thì vai trò của primary prevention, nghĩa là trên những bệnh nhân mà có biến mà có gì ạ, chúng ta nhận thấy rằng trên những bệnh nhân mà đã có, chúng ta xác định được là nguy cơ cao, thì thôi chúng ta phải cho statin liều cao, đúng không ạ?
để cho giảm cholesterol. Khi mà giảm cholesterol thì chắc chắn biến cố tim mạch sẽ giảm đi. Và những nghiên cứu này sẽ cần rất nhiều bệnh nhân, tại vì chưa có biến cố tim mạch cho nên phải cần nhiều bệnh nhân và thời gian lâu. Cho nên quý đồng nghiệp nhận thấy rằng cái đường biểu diễn nó không có giúp như là secondary prevention, nghĩa là chúng ta ngừa thứ phát, mà đường biểu diễn của nó dài hơn. Tuy nhiên vẫn có lợi khi mà chúng ta sử dụng statin. Những nghiên cứu mà chúng ta sử dụng statin trên những bệnh nhân chưa có biến cố tim mạch thì chúng ta vẫn thì có lợi. Thì một cái này thì có lẽ là cái slide này thì quý đồng nghiệp chúng ta đã thấy nhiều. Nhiều báo cáo thì chúng tôi lập lại là trên trong thống kê sổ bộ của về statin thì cứ giảm 40mg trên decilit statin, nghĩa là 1mmol trên lít, thì chúng ta giảm được 20% tỷ lệ tử vong tim mạch và 10% tỷ lệ tất cả tử vong chung, đúng không ạ? 17% tỷ lệ đột quỵ và 23% tỷ lệ biến cố tim mạch. Như vậy thì ATP1, ATP2, ATP3, ATP3 thì người ta đưa cái mức statin xuống, chúng ta phải đạt được bệnh nhân nguy cơ cao là chúng ta phải xuống đến 100mg rồi đó. Thì bây giờ thì ACC 2013 bắt đầu khuyến cáo rõ ràng hơn về statin, chúng ta phải dùng cái gì và mức chúng ta đạt được bao nhiêu. Thì chúng ta thấy là năm 2013 thì Hoa Kỳ chia làm 4 nhóm. Một nhóm là đã xác định được là bệnh nhân có bệnh lý về xơ vữa mạch máu. Một nhóm là chưa có gì hết. Thí dụ như là bệnh nhân mà 20 tuổi mà quý đồng nghiệp mà chúng ta tìm ra được là vô tình đi thử máu thấy LDL cholesterol lớn hơn 190. Thưa, nếu mà lớn hơn 190 thì đây là tăng cholesterol gia đình. Có lẽ chúng ta sẽ có một bài khác về tăng cholesterol gia đình. Nếu trường hợp lớn hơn 190 chúng ta phải điều trị. Nếu không điều trị chắc chắn bệnh nhân sẽ có biến cố tim mạch. Bệnh nhân có đái tháo đường, bệnh nhân có ESCVD, nghĩa là có chúng ta vô cái bảng để coi biến cố tim mạch 10 năm của bệnh nhân là bao nhiêu. Nếu trên 20% là cao, nếu trên 7,5 đến 20% là trung bình, moderate và nhỏ hơn 7,5 là ít. Nếu trường hợp mà chúng ta thấy là trung bình và cao, nghĩa là trên 20% là cao, chúng ta phải điều trị cho bệnh nhân bằng cái gì ạ? Bằng high intensity statin. Từ năm 2013, hội tim mạch của Việt Nam cũng như hội tim mạch Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã có nhiều khuyến cáo, có nhiều buổi hội thảo để chúng ta phải sử dụng đúng high intensity statin hoặc moderate. Chúng ta nhớ chúng ta phải chọn đúng thuốc. Đây cái bảng ASCVD của chuyên nghiệp, cứ mở cái smartphone ra chúng ta đánh là ASCVD, ASCVD score, là chúng ta sẽ ra, chúng ta sẽ phải thêm thông số gì vào. Và chúng ta nhớ là cái bảng này nó sẽ biến đổi theo thời gian. Thí dụ như là cholesterol của một bệnh nhân là cao, nhưng mà chúng ta điều trị thì sao ạ? Chúng ta điều trị xuống tốt thì nó từ bệnh nhân nguy cơ cao sẽ xuống bệnh nhân nguy cơ trung bình hoặc là nguy cơ thấp. Như vậy thì nó bảng này biến đổi theo thời gian nếu chúng ta điều trị tốt. Và trên đây một bệnh nhân thí dụ là cái tỷ lệ mà biến cố tim mạch trong 10 năm đến 41% quá cao, chúng ta phải điều trị với statin liều cao. Như vậy statin high intensity nghĩa là chúng tôi hội tim mạch của Thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam chúng ta tạm dịch là điều trị statin với cường độ cao, nghĩa là chúng ta chỉ có hai thuốc thôi, atorvastatin và rosuvastatin. Và chúng ta nhớ cái liều điều trị là 40-80 và rosu là 20-40. 40 này người ta để trong ngoặc. Có nhiều người nói là 40 thì đối với châu Á thì không sử dụng 40, thì chắc là chúng ta sẽ bàn một cái chủ đề khác. Nhưng mà các anh chị nhớ đây là atorvastatin 40-80 thì đều khuyến cáo với in chứ in độc, nghĩa là chúng ta phải điều trị. Sau đó thì moderate thì chúng ta có một loạt các ngoài atorv và rosu, chúng ta có simvast, pravast và low intensity khi mà nguy cơ thấp thì chúng ta có những thuốc khác. Quý đồng nghiệp nhớ là atorvastatin và rosuvastatin chúng ta phải sử dụng cho bệnh nhân. Đến 2016 thì Hiệp hội Tim mạch châu Âu có một bảng score. Ở bảng score thì hiện tại thì khi mà thảo luận các chuyên gia về tim mạch của Việt Nam thì thường chúng ta hiện tại chúng ta vẫn nhất trí sử dụng bảng score, nó gần gũi với người Việt Nam hơn. Nhờ chúng ta sử dụng score để đánh giá nguy cơ tim mạch cho bệnh nhân. Và trong bảng score năm 2016 thì sao ạ? Nếu trường hợp bệnh nhân nguy cơ rất cao thì chúng ta nhớ là nhỏ hơn 70mg trên decilit. Nguy cơ cao là 100 và nguy cơ trung bình là 115. Như vậy cái đích của chúng ta đã giảm đi. Nguy cơ cao là 70mg, không còn là 100 nữa. Quý đồng nghiệp chúng ta nhớ là 70, con số này xuống 70.
Và đến năm 2017 thì Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ người ta mới thấy là sau khi mà nghiên cứu Improvit ra đời cộng thêm ezetimibe, cái mức mà cholesterol nhỏ hơn 55 nó có lợi hơn cho bệnh nhân, thì sao ạ? Cái khuyến cáo của hội nội tiết Hoa Kỳ thì người ta nhận thấy rằng nếu extreme risk nghĩa là nguy cơ rất cao thì LDL cholesterol chúng ta phải nhỏ hơn bao nhiêu ạ? 55mg trên decilit chứ không còn 70 nữa. Chúng ta nhớ là con số 55, hiện tại thì chúng ta áp dụng con số 55 và đến năm 2019 là một cái bước ngoặt. Chúng tôi tại sao nói là một bước ngoặt? Khi mà cái khuyến cáo về rối loạn lipid máu ra đời thì ngoài cái bảng score thì người ta khuyến cáo rất cụ thể. Quý đồng nghiệp thấy là khuyến cáo cụ thể bằng cái gì ạ? Nguy cơ rất cao, nguy cơ vừa, nguy cơ trung bình, nguy cơ thấp. Thì nguy cơ cao dựa trên gì? Chúng ta không, bên bảng score là một yếu tố thôi, nhưng mà những yếu tố khác, ví dụ như là về lâm sàng sao ạ? Lâm sàng là bất kỳ bệnh nhân nào có nhồi máu cơ tim, có bị đột quỵ, có đái tháo đường, vân vân, thì những bệnh nhân đó chúng ta gọi là nguy cơ rất cao. Còn nếu trường hợp mà bệnh nhân mà đái tháo đường mà có tổn thương cơ quan đích hoặc là đái tháo đường có ba yếu tố nguy cơ là nguy cơ rất cao, vân vân, thì có lẽ là chúng ta trong cái đây thì chúng tôi nhận thấy là bài báo cáo mới đi có 1/3, chưa tới 1/3 mà còn 2 phút à. Như vậy thì chắc là chúng tôi xin báo cáo nhanh. Như vậy thì nguy cơ rất cao dựa vào lâm sàng, dựa vào cấp lâm sàng nghĩa là gì ạ? Chúng ta hình ảnh học ra mạch vành hẹp 2 nhánh trên 50 gọi là nguy cơ rất cao, chứ không còn là 70-90 nữa. Bệnh nhân đặt xe là nguy cơ rất cao, vân vân, thì chúng ta sẽ có cái, đây là một cái bước ngoặt, nghĩa là chúng ta dựa vào lâm sàng, cất lâm sàng và những yếu tố khác, bệnh lý kèm theo, bệnh rối loạn lipid máu gia đình chúng ta cũng xếp vào nguy cơ rất cao và nguy cơ cao. Thì như vậy chúng ta thấy là nó rất là cụ thể và đến khuyến cáo, và chúng ta mục tiêu chúng ta điều trị là gì ạ? Nguy cơ rất cao thì phải 55mg/dL. Còn đến năm 2020, một năm sau thì sao? Một năm sau thì chúng ta nhận thấy rằng năm 2020 khuyến cáo của ESC về nhồi máu cơ tim không ESC trên lên. Nói về nhồi máu cơ tim không ESC trên lên, chúng ta cứ tưởng là đặt stent tiêu sợi huyết kháng cái tập tiểu cầu, nhưng không. Ở trong này người ta có khuyến cáo về rối loạn lipid máu. Quý đồng nghiệp thấy là chúng ta phải, nếu nhồi máu cơ tim không ESC trên lên thì phải nhỏ hơn 55, cái đó đương nhiên rồi. 2019 cũng đã nhắc. Tuy nhiên nếu trường hợp mà chúng ta sử dụng statin liều cao nhất mà bệnh nhân có thể chấp nhận được, nghĩa là không có biết phản ứng phụ, thì chúng ta phải sử dụng. Và 4-6 tuần nếu mà chưa đạt, chúng ta phải cộng thêm thuốc khác. 4-6 tuần khác mà chưa đạt, cộng thêm BCSK9, nghĩa là chúng ta cộng ezetimibe, cộng BCSK9. Và chúng ta nhớ là nhồi máu cơ tim lần thứ 2 mà trong vòng 2 năm, nhỏ hơn 2 năm, thì cái mục tiêu không còn là 55 nữa mà là 40. Như vậy quý đồng nghiệp chúng ta thấy cái phần cuối cùng, đây là cái phần đây ạ. Phần cuối cùng là nếu mà current non-standing ACS mà xảy ra nhỏ hơn 2 năm từ khi mà bị nhồi máu cơ tim lần đầu, thì cái goal của chúng ta, mục tiêu chúng ta là 40. Như vậy thì đến năm 2020 mục tiêu không còn là 55 nữa. Nếu mà xảy ra nhồi máu cơ tim lần thứ 2 là 40. Đạt được 40 thì thực tế lâm sàng chúng tôi nhận thấy rằng nếu mà statin mà quý đồng nghiệp cứ cho là 10, con số 10, con số 20 yêu thích của Atavast thì không bao giờ chúng ta đạt được. Vì chúng ta quay lại statin thì sao ạ? Trong gan thì chúng ta biết là trong gan khi mà ăn vô thì cholesterol mỡ nó sẽ được lipase của ruột non, nó phân hủy thành các phân tử và đưa vào mạch bạch huyết. Khi mà đưa vào mạch bạch huyết thì nó tạo thành serumicon và đổ vào ống ngực. Serumicon đi di chuyển trong máu cho các acid béo và cuối cùng trở về gan lại. Chúng ta sẽ có là remnant, serumicon remnant. Tại gan thì nó serumicon nó mới phân hủy hết lại thành các phân tử, và khi mà chúng ta cần thì tổng hợp lại cholesterol, cần cholesterol sẽ tổng hợp lại acin CoA cộng với acetoacin CoA dưới men của HMG CoA reductase. Chúng ta thấy là tạo thành ra ra cholesterol, coenzyme 10, ubiquinone và dolicone. Chúng ta thấy là dolicone, và khi mà tạo thành và tạo trên quá trình mà tạo thành cholesterol thì đây là những cái chất mà nó cần thiết cho cơ thể, thí dụ như là tạo thành những hormone mà sinh dục làm cho màng tế bào được tốt hơn, là một cái phần thành phần không thể thiếu được của não,
và cái ubiquinone coenzyme 10 là tạo nên năng lượng của mitochondria. Thì như vậy thì chúng ta, như chúng tôi đã nói, là một trong những quan ngại chúng ta là chúng ta không sử dụng statin liều cao. Nhưng mà nếu không sử dụng statin liều cao thì chắc chắn chúng ta không đạt được mục tiêu là 55mg hoặc là 40mg trên đề xí lít mục tiêu chúng ta, giống như là khuyến cáo đã nói. Như vậy thì chúng ta khi mà tăng liều cho statin cho bệnh nhân, chúng ta có sợ hay không? Chúng ta nhận thấy rằng cái sợ nhất là statin khi mà uống vào thì bệnh nhân sẽ mỏi cơ. Cái cơ chế mỏi cơ là khi mà chúng ta uống statin vô thì nó làm tăng nồng độ canxi ở trong cơ trơn, nó làm tăng cái quá trình mà fiber damage, nghĩa là cái lắng những cái sợi fiber vô, và quan trọng nhất là nó thay đổi, nó làm giảm ATP. Khi mà tăng canxi và làm giảm ATP thì cơ của chúng ta khi hoạt động chúng ta mỏi, tại vì cơ mi actin myosin hoạt động thì cần phải có canxi. Canxi overload làm cho cái cơ chúng ta sẽ dễ bị gì cramp, dễ bị chuột rút. Chúng ta nhận thấy là nó chuột rút. Tại sao cơ tim không bị chuột rút, cơ tim không bị tetany? Lý do tại vì nó cơ tim có gì ạ? Tại vì lý do cơ tim có refractory period, nghĩa là có một thời gian trơ không thể kích hoạt được. Trong khi đó cơ trơn của skelet của những cơ khác cơ thể chúng ta thì khi mà tăng nồng độ canxi có thể gây nên cái phản ứng giống như là chúng ta nói dân gian là bị tetany, nghĩa là nó co lại mà không giãn ra được, và giảm ATP làm cho chúng ta mỏi cơ. Như vậy thì hiện tại đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa có một cái consensus, vẫn chưa có một cái thống nhất về cái từ đau cơ, viêm cơ hay là bệnh lý cơ. Hiện tại chúng ta chưa có, và chúng ta thấy là như vậy. Những người bị mỏi cơ thì sao ạ? Những bị mỏi cơ thì thường xảy ra ở những người lớn tuổi, những người mà dùng statin mà rất là nhỏ ký, 4 mấy ký, và chúng ta nhận thấy là có nhiều bệnh nhân lớn tuổi mà có 4 mấy ký thôi. Những người mà uống rượu bia, nhất là bệnh nhân nữ và trước đó đã có tăng creatine kinase, hoặc là bệnh lý gia đình, hay là bệnh nhân có bị thiểu năng tuyến giáp. Và 60% là khi mà chúng ta sử dụng với một thuốc khác mà nó tương tác với lại, chúng ta nhớ là cytochrome B450, rất là nhiều thuốc sử dụng ta cytochrome B450. Người ta định nghĩa mọi chơi là gì? MIG khi mà creatine kinase bình thường và tỷ lệ nó chỉ khoảng có 1% thôi, có trên một số chủng tộc đến 5%. Myosin viêm cơ khi mà có creatine kinase từ 3 đến 10 lần lớn hơn bình thường. Myopathy khi mà lớn hơn bình thường và chúng ta bắt đầu là cơ bị yếu. Rhabdomyosis, cái trường hợp này rất là hiếm, hầu như trên 100.000 bệnh nhân mới có 1-2 bệnh nhân, nghĩa là creatine kinase lớn hơn 10 và chúng ta thấy là có bị suy thận. Và có một cái nữa là bệnh nhân bị necrotizing myopathy, nghĩa là có một cái phân hủy cơ mà do immune. Như vậy thì chúng ta thấy là biểu hiện là bệnh nhân sẽ bị đau, bị stiffness, hoặc là chúng ta thấy là cramp, nghĩa là bị chúng ta thấy là bị chuột rút, và thường là xảy ra từ 3 đến 6 tuần. Cho nên ngày xưa thì sao ạ? Ngày xưa thì chúng ta thấy là khi mà mỗi lần tăng cái liều statin, bắt đầu statin thì từ 3 đến 6 tuần chúng ta phải kiểm tra lại. Và như vậy, nên người ta thấy là từ năm so sánh liều thì từ năm 96 thì thường là các bác sĩ không dám sử dụng liều cao. Cái liều atorvastatin 80 thì rất là ít, trong khi đó là liều 10 thì cao hơn. 2001 thì bắt đầu là một nửa của liều 10, nhưng mà đến năm 2004 trở đi thì dựa vào các khuyến cáo thì statin liều 80 sử dụng hầu như tương đương liều 10. Nghĩa là chúng ta muốn đạt mục tiêu thì chúng ta phải dùng statin liều cao. Và chúng ta nhận thấy rằng trên statin liều 10 và liều cao thì sao ạ? Trong 49 thử nghiệm lâm sàng trong hơn 20 năm thì chúng ta nhận thấy rằng cái statin liều 10 thì người ta theo dõi cái tần suất theo dõi cho đến hơn 5 năm thì nhận thấy rằng trong tất cả sử dụng statin thì cái tỷ lệ mà chúng ta thấy là trong 49 nghiên cứu trên 14.000 bệnh nhân tổng hợp lại thì chúng thấy là cái tỷ lệ mà mỏi cơ giữa cái statin liều 10 và 80 hầu như không khác biệt, sự khác biệt không có cái thống kê. Và trên bệnh nhân châu Á thì sao ạ? Ở bệnh nhân châu Á thì Julia Chan, một tác giả, thì thống kê tất cả những nghiên cứu lớn mà có người châu Á tham dự, thí dụ như Ideal, Sparkle, TNT, Ascola, LLA, cả vân vân, những nghiên cứu mà chúng ta biết, thì người ta thấy là cái tỷ lệ mà MIG đau cơ và bệnh lý cơ thì hầu như không khác biệt.
đúng không ạ? Atoxastatin và placebo. Như vậy chúng ta nhận thấy trên bệnh nhân châu Á chúng ta nhiều khi cái biến cố mà mọi cơ nó còn ít hơn nữa mà nó tương đương với lại không uống thuốc. Như vậy thì chúng ta không có lý do gì mà chúng ta không cho bệnh nhân uống statin với liều cao. Mà khi uống lâu thì sao ạ? Khi uống lâu chúng ta nhận thấy rằng MIAG thì có, so với lại MIAG nghĩa là bệnh nhân hơi đau cơ thì có gấp 3 lần đối với Atox, còn đối với myopathy hầu như là không có. Và sự khác biệt của MIAG thì nó so với placebo là không có ý thống kê. Chúng ta thấy là đối với liều, quay lại cái liều thì sao ạ? Ngay cả cái liều 80 chúng tôi rất là ngạc nhiên khi mà nhìn lại những nghiên cứu thì ngay cả liều 80 mà cái tỷ lệ mà ảnh hưởng lên cơ nó chỉ có 1% thôi, trong kia liều 10 là 3%, nghĩa là như vậy nó không phụ thuộc vào liều. Chúng ta nhớ là đối với bệnh nhân thì không phụ thuộc vào liều. Cho nên đồng nghiệp nào thấy là bệnh nhân đối với liều 10, 20 mà có thể đáp ứng được, chúng ta mạnh dạn chúng ta tăng liều. Chứ đừng có cho cái liều mà lý nhí, nghĩa là 10mg, chúng ta không đạt được mục tiêu thì bệnh nhân sẽ không không thể hết được biến cố tim mạch. Trong nghiên cứu ASCOT MLA, người ta nhận thấy rằng trên những bệnh nhân mà không biết được là mình có statin có thể ảnh hưởng đến cơ hay không thì hầu như là placebo và cái mọi cơ như nhau. Nhưng mà bệnh nhân có biết khi mà open phase thì bệnh nhân có tăng hơn, nghĩa là có sự khác biệt tâm lý thống kê. Nhưng bệnh nhân cứ nghĩ là mọi cơ thì bệnh nhân sẽ ảnh hưởng về tâm lý, đúng không ạ? Người ta gọi là cái gì ạ? Người ta gọi là tâm lý bệnh nhân uống thuốc này mọi cơ. Quý đồng nghiệp mà điều trị chúng ta biết là khi mà bệnh nhân uống vô, bệnh nhân nói là thuốc này mọi cơ thôi, chắc là đổi thuốc khác, nhưng mà thực sự bệnh nhân không mọi cơ. Đối với diabetes thì sao? Nhận thấy rằng khi mà statin tác dụng, nó statin tác dụng làm cho group 4 gọi là glucose transporter 4 của chúng ta không lên bề mặt của tế bào cơ được, và nó nhấp vào trong cái đường ở trong máu chúng ta vào cơ ít hơn, và cái tỷ lệ mà rối loạn đường cao hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì cái tỷ lệ đó tăng lên không nhiều, và trong tỷ lệ tăng lên không nhiều chỉ có 9% so với bình thường, và sự khác biệt này hầu như là không có ý thống kê. Cho nên khuyến cáo năm 2013 Hiệp hội Tim mạch Châu Âu, Huyên mạch Hoa Kỳ, và khuyến cáo 2017 của Hiệp hội Đái tháo đường thì chúng ta thấy là nó có thể tăng lên, đường trong máu có thể tăng lên, nhưng mà so với lại chúng ta hạ được, chúng ta khống chế được cái biến cố tim mạch, tỷ lệ tử vong thì hầu như nó biến cố tim mạch tỷ lệ vong giảm đi rất nhiều, và cái đường nó có rối loạn đường thì không đáng kể so với lợi ích có được. Cho nên khuyến cáo vẫn tiếp tục dùng statin, mặc dù thí dụ có một số bệnh nhân có thể tăng rối loạn đường huyết, nhưng mà những bệnh nhân đó chúng ta nhận thấy rằng thường là trên những bệnh nhân đối tượng là béo phì. Chúng ta nhận thấy béo phì. Đối với thận thì sao? Đối với gan thì sao? Ngày xưa thì chúng ta nhớ là có một cái khuyến cáo là cứ 3 tuần sau 3 tuần đó thì chúng ta phải thử lại men gan lại để coi men gan nó cao hay không. Thì thực sự là đối statin thì nó không ảnh hưởng nhiều. Toxicity nghĩa là ốc độc tính trên gan, nó thay đổi cái bilayer lipid của màng tế bào, nghĩa là màng tế bào kép của lipid làm cho men gan bị leak ra ngoài. Như vậy thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà men gan thì hầu như là không có. Và chúng ta thường là xảy ra ở những bệnh nhân mà chúng tôi đã nói là uống chung với những thuốc mà có chuyển hóa qua cytochrome B450, thí dụ như acetaminophen, bệnh nhân có uống đủ, bệnh nhân có sử dụng cyclosporine vân vân, macrolide antibiotic thì thường là men gan cao, chứ còn không thì rất ít. Chúng ta nhập thấy là rất ít, và chúng ta chỉ cần giảm liều. Chúng ta thấy là cái tỷ lệ thì sao ạ? Đối với statin thì tỷ lệ nó rất thấp. Quý đồng nghiệp thấy là đối placebo là 0,2%, mà đối với Atoxvas 10 là 0,1%, nó còn thấp hơn nữa. 40 là 0,2%. Như vậy quý đồng nghiệp mà cho 40 yên tâm, nó tương đương với là statin là bao nhiêu ạ? Tương đương placebo, nhưng không uống thì men gan cũng tăng 0,2%, mà có uống statin Atoxvas 40 cũng tăng 0,2%. Như vậy là tương đương nhau, và nếu mà 80 thì có tăng hơn một chút xíu, và sự khác biệt này là không có ý thống kê. Đối với cognitive thì sao? Chúng ta nhận thấy rằng trong nghiên cứu khi mà cho statin xuống còn 30mg trên decilit, khi mà ta cho thêm anti BCSK9 vô statin, thì người ta nhận thấy rằng có một nghiên cứu về Ebbinghaus là coi cho bệnh nhân khi mà thay đổi cái thành phần của lipid của não thì như vậy có ảnh hưởng lên cái nhận thức hay không. Thì nghiên cứu Ebbinghaus nhận thấy rằng không có, trên bác sĩ và đánh giá và cho câu hỏi thì hầu như không có.
Đối với lại cancer thì sao ạ? Cancer thì trong nghiên cứu thống kê sổ bộ trên 21 người ta lọc trên rất là nhiều nghiên cứu, quý đồng nghiệp thấy là 676 nghiên cứu và lọc lấy 21 nghiên cứu lớn về statin có ảnh hưởng lên cancer, thì người ta nhận thấy rằng tất cả statin đều không làm tăng lên tỷ lệ bệnh nhân có bị ung thư trong tất cả các nghiên cứu. Và tất cả các loại ung thư chúng ta thấy là ung thư về niệu dục, ung thư về tiêu hóa vân vân, tất cả các loại ung thư thì đều không tăng, đều không có ảnh hưởng lên. Và đối với thận thì sao? Chúng ta nhận thấy rằng đối với thận thì người ta nhận thấy rằng đối với placebo và atorvastatin thì hầu như là sự khác biệt này không có thống kê, nghĩa là không ảnh hưởng đến thận. Đối với Simvast Atoc thì Simvast thì sự khác biệt này cũng không có thống kê đối Atoc với lại và chúng ta thấy là như vậy thì nó không ảnh hưởng đến thận. Thì cái khuyến cáo thì sao ạ? Khuyến cáo đối với bệnh thận giai đoạn từ 4 đến 5 thì chúng ta vẫn có thể sử dụng liều 80 được. Tuy nhiên nếu bệnh nhân mà có ghép thận thì chúng ta nên sử dụng liều 10 và 20. Chúng ta nhớ chỉ đây chỉ có một lưu ý trong này, chúng ta ráng nhớ là nếu bệnh nhân có ghép thận thì chúng ta đừng dùng statin liều cao. Atoc liều cao chúng ta người ta khuyến cáo là dùng 10 đến 20. Còn ngay cả bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, nghĩa là giai đoạn 5, chúng ta vẫn có thể dùng liều 80 được. Nghiên cứu Planet 1 và Planet 2, Planet 1 là trên những bệnh nhân mà có đái tháo đường, Planet 2 là không có đái tháo đường. So sánh 3 liều Rosu 40, Rosu Vastatin 10 và Atoc 80 thì người ta nhận thấy rằng cái tỷ lệ mà đạp niệu thì đối với lại giảm đạp niệu thì Atoc 80 giảm được nhiều hơn so với Rosu 40 và Rosu 10 thì nhiều khi còn tăng đạp niệu nữa đó. Đối với lại cái Planet 2 thì cái đổi thì chúng ta nhận thấy rằng cái đạp niệu và Atoc 80 1 và 2 thì giảm nhiều hơn, chúng ta nhận thấy là nó giảm nhiều hơn so với Rosu và Atoc 10. Như vậy thì cái Atoc Vastatin có tác dụng nhiều khi là giảm cái tỷ lệ mà đạp niệu ở trong máu. Và người ta nhận thấy rằng so sánh Atoc và Rosu Planet 1 Planet 2 thì có lợi hơn 15.6 đến 18.2% khi mà chúng ta sử dụng Atoc Vastatin so với Rosu Vastatin. Đối với Nam Function thì có nhiều nghiên cứu. Trong này có lẽ quý đồng nghiệp sẽ lấy cái bản in sau, nghĩa là so sánh giữa Rosu với lại Control, với lại control Atoc Vastatin control và so sánh đối đầu giữa Rosu với Atoc. Thì như vậy thì chúng ta nhận thấy rằng trong cái so sánh chúng ta sử dụng statin thì có lợi cho thận. Tuy nhiên so sánh giữa Atoc và Rosu thì người ta nhận thấy rằng những nghiên cứu như Atoros Patron Planet 1 Planet 2 Uranus thì nhận thấy rằng đối với lại Atoc Vastatin thì nó vẫn tốt hơn là Rosu Vastatin khi chúng ta sử dụng statin trên những bệnh nhân mà muốn bệnh lý thận. Và những bệnh nhân lớn tuổi thì sao? Chúng ta nhận thấy là những lớn tuổi chúng ta chỉ sợ ngoại cơ, hoặc là bệnh nhân mà không nhận thức được, bệnh nhân đi té ngã, không phải như vậy. Chúng ta nhận thấy rằng đối với placebo và liều Atoc ngay cả 80mg thì nó đều tương đương nhau trên tất cả những cái adverse event, nghĩa là chúng ta có phản ứng phụ. Và chúng ta thấy guideline của 2018 ACC và chúng ta nhận thấy là tất cả những cái biến chứng mà chúng tôi vừa nêu lên hầu như rất hiếm và không có xảy ra. Một cái thống kê ở trên châu Á thì chúng tôi xin lướt qua là đối với các chủng tộc khác thì người ta nhận thấy rằng cái biến cố mà event đối với lại statin hầu như là tương đương nhau đối với các chủng tộc khác. Chúng ta nhận thấy rằng cái biến cố myalgia, myopathy, tăng men gan vân vân thì đều như nhau. Tôi để kết luận bài này thì thứ nhất là sơ vữa động mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong các bệnh lý tim mạch. Chúng ta thấy là theo các khuyến cáo thì NN hạ càng thấp, tử vong biến cố tim mạch càng giảm. Statin liều cao nhất mà bệnh nhân trong tất cả khuyến cáo đều khuyến cáo là phải sử dụng statin liều cao nhất bệnh nhân có thể chấp nhận được. Nghĩa là có bệnh nhân nếu trường hợp mà không hạ được chúng ta tăng lên 40, Atoc và statin không được thì chúng ta tăng lên 80, chứ đừng có con số 10 yêu thích của chúng ta. Và chúng ta thấy là có bệnh nhân thì chỉ chấp nhận được con số 10 thôi, nghĩa là 10mg thì bắt đầu có thể khó chịu. Nhưng mà có bệnh nhân mà chấp nhận được liều cao, chúng ta nên sử dụng liều cao. Như vậy thì có lợi cho bệnh nhân. Khi dùng statin liều cao thì người ta nhận thấy rằng có tỷ lệ nhỏ về mỏi cơ. Nếu trường hợp mà mỏi cơ chúng ta có thể giảm liều đi và cộng thêm ezetimibe. Và có thể tỷ lệ nhỏ tăng đường huyết. Tuy nhiên cái tỷ lệ nhỏ đó rối loạn đường huyết thì không so với lại những lợi ích mà mang lại là giảm nhồi máu cơ tim, giảm biến cố tim mạch thì lợi ích to hơn nhiều, lớn hơn nhiều. Cho nên tất cả khuyến cáo đều khuyến cáo là sử dụng statin, đừng vì rối loạn đường huyết mà chúng ta ngưng.
Statin thì không ảnh hưởng đến ung thư và chức năng nhận thức, và chủng tộc châu Á không có tăng nguy cơ so với các chủng tộc khác khi dùng statin liều cao để đạt được mục tiêu hạ LDL cholesterol. Như vậy thì quý đồng nghiệp chúng ta nhớ là khuyến cáo năm 2020 bây giờ đã khuyến cáo là chúng con số 40 rồi đó. Nếu mà bệnh nhân nhồi máu cơ tim lần thứ 2 trong vòng 2 năm thì phải sử dụng statin với mục tiêu là nhỏ hơn 40, và con số đó là con số mà nếu chúng ta không sử dụng đúng liều statin mà sử dụng con số yêu thích của chúng ta là 10-20 không bao giờ chúng ta đạt được. Chúng ta phải sử dụng statin liều cao cộng với một thuốc khác thì hy vọng chúng ta giúp ích được cho nhiều hơn cho bệnh nhân. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý chủ tọa và quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn phần trình bày của Phó Giáo sư Đỗ Quang Huân. Rất nhiều cái thông tin chi tiết bổ ích liên quan đến cái hiệu quả và cái tính an toàn của cái statin trong cái phòng ngừa cái biến cố tim mạch, đặc biệt là vai trò của cái statin liều cao. Thì tiếp theo thì xin mời Phó Giáo sư Huân cũng như là các thầy cô khác có cái trao đổi thảo luận liên quan một số câu hỏi của các đồng nghiệp. Xin mời Phó Giáo sư Huân trả lời một số những câu hỏi trên màn hình. Câu hỏi đầu tiên thì xin hỏi dùng statin liều cao trên bệnh nhân viêm gan siêu vi B C có cần chú ý gì không? Xin mời Phó Giáo sư Huân. Thì chúng ta nhận thấy rằng cái trên hình lâm sàng thì chúng ta vẫn thấy những bệnh nhân mà viêm gan siêu vi B C thì chúng ta chú ý là nếu trường hợp mà bệnh cái cơ chế của statin tác dụng lên gan nó không phải là toxicity, nghĩa là không tác dụng độc tính, mà nó làm cái thay đổi cấu trúc ban đầu của cái màng lipid kép. Khi mà thay đổi màng lipid kép như vậy thì cái ANT, nhất là ANT nó sẽ leak ra ngoài. Một số bệnh nhân có tăng gamma GT. Khi mà bệnh nhân viêm gan siêu vi B C, chúng tôi thử men gan, nếu trường hợp mà không cao, đang điều trị không cao thì chúng tôi thường là sử dụng statin như người bình thường. Tuy nhiên nếu bệnh nhân mà có men gan cao gấp hơn 3 lần so với chỉ số bình thường, chúng tôi thí dụ như là ANT AST thì thường là 35-40, mà nếu men gan bệnh nhân trong thời điểm đó chúng ta đo được là 150, ANT AST là 150-160, thì như vậy chúng ta sử dụng như thế nào? Thì thường là chúng tôi nếu trường hợp mà bệnh nhân không phải là cấp thì chúng tôi sử dụng statin liều rất thấp. Thí dụ như atorvastatin chúng tôi sẽ sử dụng liều là 5 và cách ngày, nghĩa là 10 ml, một viên 10, nửa viên 10 chúng ta dùng cách ngày, có thể là một tuần uống 3 ngày hoặc 2 ngày sau đó cộng thêm ezetimibe. Nhiều nghiên cứu người ta nhận thấy rằng nếu chúng ta sử dụng liều thấp của statin cách thời gian và cộng thêm một thứ thuốc khác thì vẫn có lợi cho bệnh nhân trên những bệnh nhân mà có men gan cao. Như vậy thì chúng ta thấy là trên những bệnh nhân viêm gan siêu vi đang điều trị viêm gan, đang điều trị viêm gan siêu vi, nếu trường hợp men gan trở về bình thường, chúng ta không có chuyện gì mà chúng ta không sử dụng statin, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dò liều từ dần. Và những người đang điều trị, còn bệnh nhân mà có tiền sử viêm gan siêu vi và bây giờ gan bình thường rồi, thôi có việc gì mà chúng ta phải dò liều nữa, chúng ta vẫn có thể cho statin và 3 tuần sau chúng ta thử lại men gan. Như vậy thì câu hỏi thứ hai là statin kéo dài có lợi hay có hại? LDL thấp đến 25mg trên decilit vẫn an toàn và đạt lợi ích cao, vậy nên điều trị kéo LDL-C xuống 25mg luôn hay chỉ điều trị đến mức năm nhỏ hơn 55 như khuyến cáo rồi ngưng? Như vậy thì chúng ta nhận thấy rằng đối với lại như chúng tôi có nói thì đối với một bệnh nhân ví dụ như là bệnh nhân có một cái màng xơ vữa, bây giờ thì khi mà đề cập đến khuyến cáo năm 2019 của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu, chúng ta thấy rất rõ bệnh nhân mà có đặt stent, có phẫu thuật bắt cầu mạch vành, có nhồi máu cơ tim, có bị tai biến mạch máu não vân vân, nó là nguy cơ rất cao. Bệnh nhân khi mà chụp mạch máu ra, bệnh nhân đau ngực mà chúng ta thấy chụp mạch máu ra mà chỉ có hẹp 50% thôi, không cần phải đặt stent, không cần phải phẫu thuật bắt cầu, hẹp hai nhánh trở lên mà 50 thì chúng ta vẫn gọi là rất cao. Chúng ta kéo xuống 55mg. Kéo xuống 55 thì sao ạ? Kéo xuống 55 thì được cái gì? Kéo xuống 55 thì thứ nhất là những mảng xơ vữa khác. Tại vì khi mà chúng ta can thiệp một nhánh, chắc chắn là bệnh nhân sẽ không bị một chỗ, mà bệnh nhân xơ vữa mạch máu là bệnh nhân bị hệ thống. Mà khi mà chúng ta điều trị chỉ có một cái tổn thương đó thôi, nghĩa là quý đồng nghiệp chúng ta giảm xuống 55mg trên decilit, thì những tổn thương khác thì chúng ta làm cho cái lõi lipid nó nhỏ lại. Cái lõi lipid nhỏ lại và cái mảng xơ nó dày lên thì bệnh nhân sẽ không bị tai biến, không bị nhồi máu cơ tim ở những chỗ khác.
Và trong nhiều nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng cái bệnh nhân nhồi máu cơ tim lần thứ hai không phải là do bệnh nhân bị lại trong stent hoặc là chỗ mà nhánh chúng ta đã bắt cầu, mà bệnh nhân bị lại ở những tổn thương khác. 50% bệnh nhân bị lại những tổn thương khác. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta quan niệm rằng bệnh nhân đã đặt stent rồi, đã mắc cầu rồi là an toàn, không cần phải điều trị đặt mức ngứa. Như vậy thì bệnh nhân sẽ bị mức vỡ màng sơ vữa ở những chỗ cái màng sơ vữa hẹp 30% mà ngay cả chúng ta không chú ý, đúng không ạ? Không đặt stent, không mắc cầu ở những cái nhánh đó thì bệnh nhân vẫn có thể bị tai biến được như thường. Như vậy thì chúng ta thấy là statin nên kéo dài có lợi cho bệnh nhân. Và kéo dài như vậy thì sao ạ? Trên cái chúng tôi trình bày thì kéo dài như vậy, khi chúng ta sử dụng statin kéo dài thì bệnh nhân có thể có tỷ lệ mỏi cơ tăng lên, khi đó chúng ta có thể giảm statin. Người ta có một cái hướng dẫn rõ ràng, xin lỗi chúng tôi mới đi có một phần ba bài mà đã hết giờ, thành ra là chúng tôi không thể nói hết được cái chuyện mà statin nếu trường hợp mà statin chúng ta thấy là statin có mỏi cơ và đối với lại cái creatine kinase mà có lớn hơn 5 lần thì ở nguyên tắc chúng ta sẽ ngưng từ 2 đến 4 tuần và sau đó chúng ta sẽ cho lại cái liều thấp hơn và chúng ta cộng thêm một thứ thuốc khác, ví dụ như ezetimibe. Hiện tại Việt Nam chúng ta chưa có anti-BCSK9, hy vọng tương lai thì Praluen của Praluen sẽ được về. Nghĩa là Praluen hiện tại thì theo thông tin chúng tôi thấy là 2021 thì có thể có về. Như vậy thì chúng ta kết hợp với lại một thứ thuốc khác. Bây giờ xuống 25 thì sao? 25 chúng ta nhận thấy là những nghiên cứu như là nghiên cứu Evolocumab vân vân, người ta nhận thấy là cộng thêm BCSK9 thì 25 vẫn có lợi. Tuy nhiên nghiên cứu đối với lại nghiên cứu Osler của Evolocumab thì 40 là có lợi, 25 thì người ta thấy có lợi nhưng mà vẫn chưa có sự khác biệt về ý nghĩa thống kê về tử vong. Cho nên thì hiện tại vẫn có một số lượng rất nhỏ bệnh nhân đạt được 25, chưa có thể có sự thống kê, cho nên chúng ta vẫn theo khuyến cáo là 40. Và chúng ta nhớ là đối với lại cái statin thì ngoài cái NNKSO nó còn cái viêm nữa, cho nên là chắc có lẽ một bữa khác thì chúng ta sẽ nói sâu hơn về viêm. Ngoài NNKSO nó còn viêm nữa thì có lẽ xin hẹn lại quý đồng nghiệp là viêm thôi. Vậy thì để kết luận là chúng ta giữ mức 55 và nếu bệnh nhân nhồi máu cơ tim lần thứ hai trong vòng 2 năm thì chúng ta kéo xuống dưới 40, 25 thì hiện tại chúng ta chưa khuyến cáo. Cảm ơn cái phần thảo luận của Phó Giáo sư Đỗ Quang Vân. Vì cũng hết giờ cho nên là nếu quý đồng nghiệp mà cần thiết có những câu hỏi nữa thì ban tổ chức sẽ có thể gửi trực tiếp cho báo cáo viên để trả lời thêm sau. Thì tiếp theo chương trình xin mời Thạc sĩ bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân trình bày cái chuyên đề rối loạn cương trên nam giới lớn tuổi ở bệnh nhân có bệnh tim mạch. Xin mời bác sĩ Dũng. Đầu tiên xin cảm ơn lời mời của ban tổ chức. Xin chào chủ tọa đoàn và quý đồng nghiệp. Thì hôm nay thì thay mặt một cái chuyên đề cũng khá là nóng. Thứ nhất là quản lý điều trị rối loạn cương trên bệnh lý tim mạch. Thì từ trước tới giờ thì chúng ta thấy rằng là quản lý điều trị ở rối loạn cương hay nói ở trên nam giới, thì hiện tại bây giờ thì có một cái vấn đề nữa là bệnh nhân nam giới lớn tuổi có bệnh nhân rối loạn cương thì chúng ta sẽ quản lý và điều trị như thế nào. Về nội dung trình bày thì xin phép được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất định nghĩa về rối loạn cương, cái thứ hai là rối loạn cương và bệnh lý tim mạch, và cái thứ ba là vấn đề đánh giá bệnh nhân rối loạn cương và những cái phác đồ điều trị hiện tại bây giờ. Thì hiện tại bây giờ rối loạn cương thì trong nghiên cứu đồng thuận trong vấn đề của Hội Y học Giới tính trong tờ 2015 thì một trong những cái ba lý nguyên nhân gây ra cái vấn đề cái rối loạn tình dục ở nam giới thường gặp đó là cái vấn đề thiếu ham muốn tình dục, rối loạn cương và xuất tinh sớm. Thì đối với vấn đề rối loạn cương thì tần suất của bệnh nhân tăng dần theo tuổi và bắt đầu từ tăng dần tới khoảng 18%, 20% ở những cái lứa tuổi liên quan tới vấn đề bệnh nhân lớn tuổi. Và đây là một nguyên nhân bệnh nhân than phiền nhiều nhất tại phòng khám của khoa Nam học của Bệnh viện Bình Dân chúng tôi nhận thấy. Về rối loạn cương là gì? Đó là tình trạng không có khả năng thực hiện dương vật cương cứng để thực hiện và duy trì hoạt động về tình dục và thường gặp ở nam giới trên 40 tuổi. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá thì khoảng 15% dân số trên 65 tuổi sẽ bị rối loạn cương vào 2025 và ước tính có khoảng 3 trên 300 triệu nam giới lớn tuổi sẽ bị tác động bởi bệnh lý rối loạn cương. Và tác động của rối loạn cương gây nhiều cái tác động tiêu cực cho người bệnh nhân. Và nhận thức hiện tại bây giờ về xã hội, về hoạt động tình dục ở người lớn tuổi, đặc biệt là vấn đề tim mạch, vẫn còn nhiều hạn chế. Về một số bệnh nhân về tim mạch họ vẫn lo ngại
cái vấn đề khi điều trị rối loạn cương có làm những cái biến cố tim mạch nó tăng lên hay không, hay là khi điều trị rối loạn cương ở bệnh nhân tim mạch có làm cho cái người bệnh nhân có những cái gọi là đột tử hay không. Thì nhận thấy đây là một trong những cái vấn đề chúng ta cần quan tâm và thay đổi cái nhận thức trong vấn đề cộng đồng bệnh nhân tim mạch. Về mức độ rối loạn cương, theo nghiên cứu tần suất rối loạn cương của nam giới thì bắt đầu từ năm 40 tuổi thì tần suất rối loạn cương trung bình khoảng 30%, tuy nhiên đến khi 60 tuổi thì tần suất rối loạn cương khoảng 50%, và khi bệnh nhân tới 70 tuổi tần suất rối loạn cương khoảng 62-65%. Và đây là một trong những cái bệnh lý mà tác động tiêu cực về chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Thì 65% những bệnh nhân liên quan tới rối loạn cương, họ liên quan tới vấn đề lo lắng, buồn phiền, thiếu cái sự tự tin và có những cái tác động gọi là buồn liên quan tới vấn đề cái rối loạn cương của mình, và họ cảm giác bị trầm cảm và không có cái tính, không còn những cái hoạt động năng động và cái thiếu cái sự tự tin trong cuộc sống. Về cơ chế sinh lý của rối loạn cương của cương dương vật của nam giới, dương vật của nam giới gồm có 3 trụ, gồm có 2 thể hang và 1 thể xốp. Thì tất cả cái dương vật cương cứng được là do cơ chế đổ đầy của mạch máu vô những cái tế bào của xoang hang. Thì những cái trường hợp khi dương vật cương cứng thì cái lượng máu đổ đầy vô những cái cấu trúc của xoang hang, đồng thời làm gây ra tình trạng tăng cái áp lực chèn ép thủy tĩnh vô những cái hồi lưu tĩnh mạch của trong cái tế bào trong cái vấn đề thể hang của dương vật, làm cho dương vật cương cứng và duy trì cái hoạt động tình dục. Ngoài ra một cái vấn đề trong tế bào, tới hiện tại bây giờ trong cập nhật tới 2020, một trong những cái vấn đề cơ chế sinh bệnh học chính của rối loạn cương đó là vai trò của nitric oxide, vai trò với tác động của những cái ham muốn tình dục tạo thành những cái tín hiệu dẫn truyền thần kinh, tác động trên cái vấn đề tận cùng thần kinh phóng thích ra cái nitric oxide, tác động lên chu trình chuyển hóa của GTP thành 5 GMP vòng, với tác động của các cầu tự ức chế trên thụ thể BDFI, ức chế gây ra tình trạng giãn cái tế bào xoang hang, gây tăng lưu lượng máu và giữ cái lượng máu làm cho dương vật cương cứng. Ngoài ra cái vấn đề chính là một trong những cái vấn đề nữa liên quan tới vấn đề cái rối loạn cương và cái vấn đề thực hiện quan hệ tình dục của nam giới, gồm có vai trò vấn đề tác động của yếu tố tâm lý, yếu tố thần kinh, một yếu tố cũng khá quan trọng nữa là yếu tố kích thích của nội tiết, đó là testosterone. Do đó hoạt động cương của nam giới cần sự phối hợp của 3 yếu tố. Thứ nhất, yếu tố mạch máu, yếu tố tiên quyết, yếu tố về nội tiết testosterone, yếu tố thần kinh và tâm lý. Về trong cái vấn đề hiện tại bây giờ trong cái cuốn sách giáo khoa của bộ môn tiết niệu mà một phần rất quan trọng của Tụi Dũng hay gọi là tham khảo và học trong đây, đó là cuốn Campbell với nửa ấn bản 2020 cách đây một vài tháng, thì hiện tại bây giờ đưa ra vấn đề là tần suất của rối loạn cương ước tính khoảng 20% trên toàn thế giới, và những yếu tố nguy cơ của rối loạn cương bao gồm tuổi và những cái bệnh lý nền đi kèm của bệnh nhân như tiểu đường, béo phì, bệnh tim mạch, trầm cảm, bệnh lý liên quan tới tiền liệt tuyến và những cái liên quan tới đánh giá ra phía ngoài của bệnh nhân, gồm có cái những cái chất lượng sống của người bệnh nhân, và đặc biệt là đây là một trong những cái 10 bệnh lý mà gọi là tiêu tiền nhiều nhất của bên vấn đề khối niệu ở khoa tại Hoa Kỳ. Và hiện tại bây giờ thì vấn đề những cái yếu tố liên quan những yếu tố nguy cơ của rối loạn cương thì đối với bệnh lý tim mạch cao huyết áp khoảng 1,6, bệnh lý tim mạch khoảng 1,1, liên quan tới cái thuốc về chống trầm cảm của thầy Linh thì khoảng 9,1% và liên quan tới vấn đề những cái thuốc chống cao huyết áp và khoảng 4%. Do đó vấn đề rối loạn cương và bệnh lý tim mạch thực sự chúng ta thấy nó là hai cơ quan ở hai vị trí khác nhau, nhưng thực sự đây là có một cái mối liên quan rất chặt chẽ. Phần thứ hai Dũng xin phép được trình bày đó là rối loạn cương và bệnh lý tim mạch. Thì hiện tại bây giờ người ta nhận định đó là những người bệnh nhân bị rối loạn cương thì có khoảng là luôn luôn đi kèm với yếu tố tim mạch và hai lần, và đối những cái trường hợp bệnh nhân bị rối loạn cương thì luôn luôn nghĩ tới việc đánh giá những bệnh lý tim mạch của người bệnh nhân. Về rối loạn cương trong bệnh lý tim mạch thì liên quan tới bệnh lý về cao huyết áp thì chiếm khoảng 42%, liên quan tới tiểu đường khoảng 51% và bệnh lý tim mạch và bệnh lý tim mạch chung khoảng 59%. Về phân xuất chung với đối bệnh lý về cao huyết áp, đối với những bệnh nhân cao huyết áp và không huyết áp thì đối với bệnh nhân mà cao huyết áp thì tần suất rối loạn cương mà không bị rối loạn cương là chỉ có là 65%. Về liên quan tới những cái yếu tố cao huyết áp mức độ nhẹ, mức độ vừa, mức độ nặng thì nhóm mà rối loạn cương thì tần suất vừa là liên quan cao hơn so với nhóm mà không có liên quan tới vấn đề cao huyết áp. Về một cái nghiên cứu khá nổi tiếng của Green dựa trên về vấn đề huyết áp của người bệnh nhân, nếu mà huyết áp tâm trương của bệnh nhân dưới 130 đến 139, 140 đến 149 và phân và cao nhất là 160 thì nhận thấy đối với những người bệnh nhân mà cao huyết áp tâm trương
mà cao tâm thu của bệnh nhân thì cao hơn 160 thì tần suất của cao huyết áp của bệnh nhân là khoảng 20,9%. Và giải thích trên cơ chế này đó là vai trò của phản ứng của oxy hóa để làm gây tình trạng giảm mạch máu thể hang, hình thành các mô sợi và collagen. Và cao huyết áp tổn thương nội mô mạch máu, đồng thời các thuốc cao huyết áp cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới vấn đề rối loạn cương của bệnh nhân, như thuốc lợi tiểu, thuốc ức chế thực thể beta 1, ức chế kiêng canxi và giảm mạch nitrat là một trong những nguyên nhân cũng là gây tình trạng rối loạn cương gây cao huyết áp cho người bệnh nhân. Về rối loạn cương và bệnh lý về tim mạch và nhồi máu cơ tim thì tác giả đâu một cái nghiên cứu khá nổi tiếng của tác giả Ibrahim và đưa ra rối loạn cương đây là một cái bệnh lý rất thường gặp và đặc biệt ở nam giới trên 60 tuổi và đã gợi ý rằng là những cái rối loạn cương này và với bệnh lý tim mạch cùng là nguyên nhân do là tổn thương tế bào nội mô và những cái bệnh lý đi kèm. Và trong nghiên cứu đã đưa ra là tần suất mà rối loạn cương trên những bệnh nhân về bệnh lý tim mạch khoảng 42% đến 57% và thiếu máu cơ tim thể im lặng là chiếm 33,8%. Và liên quan tới vấn đề rối loạn cương và bệnh lý tim mạch thì người ta nói cho trong một cái nghiên cứu khác đưa ra là vấn đề rối loạn cương và bệnh lý tim mạch đó là bao gồm và đi kèm với nhau. Và rối loạn cương bao gồm cũng là một cái dấu hiệu tiên báo trước những cái bệnh lý tim mạch xảy ra sau 3 đến 5 năm và rối loạn cương và bệnh lý tim mạch và cùng những yếu tố nguyên nhân bệnh sinh và tổn thương nội mô. Và do đó người ta trong một nghiên cứu hiện tại bây giờ cũng đưa ra một cái kết luận là rối loạn cương đó có thể là một cái dấu hiệu chỉ điểm cho những cái bệnh lý tim mạch gọi là thể thầm lặng. Về liên quan những yếu tố nguy cơ chung đó là đối với bệnh lý tim mạch và rối loạn cương đó là liên quan tới vấn đề tổn thương nội mô, tổn thương về vấn đề liên quan tới vấn đề những yếu tố nguy cơ như tuổi, vấn đề hút thuốc lá, béo phì, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, cao huyết áp, trầm cảm. Và những cái sinh bệnh học liên quan rối loạn cương và bệnh lý tim mạch thì bao gồm liên quan yếu tố mạch máu do tổn thương sơ vữa mạch máu, do những tác động của những cái bệnh lý cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường gây ra tình trạng thiếu máu, không có sự co bất thường trong sự co thắt của mạch máu dẫn đến vấn đề giảm cái lượng máu tới cái thể hang của dương vật làm dương vật giảm cương và gây tình trạng rối loạn cương ở người bệnh nhân. Và một cái nghiên cứu, một cái vấn đề rất đồng thuận trong cái Princeton 3 liên quan tới vấn đề quản lý bệnh nhân về rối loạn cương trong bệnh lý tim mạch thì đã đưa ra vấn đề là xem những yếu tố nguy cơ bệnh chung của rối loạn cương và bệnh lý tim mạch nó cùng một yếu tố nguy cơ đó là tuổi, rối loạn mỡ máu, cao huyết áp, tiểu đường, vấn đề bệnh nhân cái lối sống, béo phì, trầm cảm. Và liên quan tới hiện tại bây giờ đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân rối loạn cương thì chúng ta cần phải coi là một cái dấu mắt ấn mạnh cho khi bệnh nhân mà liên quan tới vấn đề bệnh lý tim mạch cần phải được quan tâm và có một cái mối liên quan giữa rối loạn cương và bệnh lý tim mạch. Và một lần nữa thì trong Princeton 3 đã đồng thuận đã đưa ra vấn đề là cái cơ chế sinh bệnh học là rối loạn cương do tổn thương mạch máu và tổn thương của tế bào nội mô của bệnh nhân. Một lý thuyết nữa về tại sao có dấu hiệu là sao rối loạn cương có thể là một cái biểu hiện sớm cho bệnh lý tim mạch trong vòng từ 3 đến 5 năm. Về cái thuyết về kích thước động mạch thì động mạch dương vật là động mạch trong những động mạch nhỏ nhất, môn trung bình khoảng 1 đến 2 mm, liên quan tới vấn đề những cái mạch máu liên quan tới và động mạch vành từ 3 đến 4 mm, liên quan tới động mạch cảnh thì nó khoảng 3 5 đến 7 và động mạch đùi thì khoảng từ 6 đến 8. Do đó khi mà tổn thương 50% kích thước động mạch thì những cái triệu chứng của tim mạch được triển khai ra và bắt đầu có hiện tượng rối loạn cương nhưng chưa có những thể hiện cái triệu chứng của bệnh tim mạch. Tuy nhiên khi mà động mạch tổn thương trên 75% thì những cái triệu chứng của tim mạch bắt đầu thể hiện. Do đó khi tổn thương của những cái động mạch nhỏ là động mạch thể hang, động mạch dương vật có thể là tiền triệu của những cái dấu hiệu sớm của các bệnh lý tim mạch trong thời gian sắp tới. Về rối loạn cương và thay đổi mô học và mạch máu, sự thay đổi hiện tại bây giờ cái chữ rối loạn cương hiện tại bây giờ được dịch ra thêm một cái từ đồng nghĩa đó là sự tổn thương của vấn đề nội mô, sự thay đổi cấu trúc mạch máu và tổn thương nội mạc diễn tiến theo tuổi và những yếu tố như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng tổn thương nội mô, mạch máu và gây tắc mạch máu và gây tình trạng rối loạn cương của người bệnh nhân. Và một sự vấn đề nữa là suy giảm testosterone, sự thay đổi nội mạc của mạch máu cũng là một trong những yếu tố bắt đầu gây ra diễn tiến của bệnh rối loạn cương cũng giống như các bệnh lý tim mạch. Về một thực sự là một quá trình đáp ứng tình dục của người bệnh nhân nam thì đối với khi mà đáp ứng tình dục thì tạo ra những kích thích tác động lên cái vấn đề lên cuộc sống và tác động lên tế bào xoang hang gây tình trạng giãn cái tế bào xoang hang và tăng cái lưu lượng máu làm dương vật cương cứng
Thì đối với những cái trường hợp như vậy, thì khi bệnh nhân bắt đầu ở giai đoạn khởi động, thì huyết trung huyết áp và tâm trương của bệnh nhân thì khoảng là 110, nhưng mà khi đến đỉnh cao của cái vấn đề cực đỉnh của quan hệ tình dục thì huyết áp có thể tăng tới 107 và nhịp tim của bệnh nhân cũng bắt đầu thay đổi, bắt đầu từ thấp từ khoảng 60 và lên tới đỉnh cao khoảng 101, 102, và đây cũng là một trong những cái thách thức của khi điều trị cao huyết áp. Mục tiêu điều trị cao huyết áp của các thầy là làm sao chúng ta kiểm soát được huyết áp và nhịp tim. Đây là cũng một thách thức giữa bác sĩ lâm sàng về nam học với lá bác sĩ tim mạch, làm sao vẫn kiểm soát huyết áp cho người bệnh nhân. Và đánh giá bệnh nhân rối loạn cương và các hướng dẫn điều trị hiện tại bây giờ. Thì hiện tại bây giờ thì cái thang điểm điều trị rối loạn đánh giá cho bệnh nhân thì hiện tại chúng tôi đang sử dụng hai cái thang điểm. Thang điểm thứ nhất là thang điểm OHS, thang điểm thứ hai là thang điểm SIM. Thì hiện tại bây giờ thang điểm OHS, do ngày xưa chúng ta có 4 cái thang điểm là 1, 2, 3, 4. Bây giờ chúng ta có thang điểm OHS là OHS bằng 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 và AF liên quan tới là 16 câu hỏi. Về đánh giá bệnh nhân thì chúng ta ngoài vấn đề đánh giá vấn đề những cái vấn đề tình trạng hoạt động của bệnh nhân liên quan tới mảng dục của bệnh nhân, ham muốn tình dục, khả năng đặt cực khoái của bệnh nhân, đồng thời chúng ta cần phải chú ý liên quan tới những cái rối loạn cương đi kèm, những cái bất thường của cơ quan sinh dục, các yếu tố của đối tác, các yếu tố của tuổi và liên quan các mối quan hệ của người bệnh nhân với lại là liên quan tới hiện tại bây giờ. Thì hiện tại trong cái update mới 2020 trong vấn đề chẩn đoán và điều trị vấn đề rối loạn tình dục ở nam giới thì liên quan tới vấn đề là gì? Chúng ta phải đánh giá được cái nhu cầu của người bệnh nhân và liên quan tới bệnh sử của bệnh nhân. Và trong hiện tại bây giờ trong tất cả các ba cuốn sách giáo khoa mới nhất về nam học cũng như tiết niệu, đó là chúng ta phải đánh giá được cái tình trạng tim mạch của người bệnh nhân và chúng ta gọi là tập trung vô vấn đề điều trị và liên quan tới vấn đề hồi phục cho người bệnh nhân. Về mục tiêu quản lý điều trị rối loạn cương cho bệnh nhân hiện tại bây giờ là gì? Mục tiêu nên được cá thể hóa và vấn đề là tùy thuộc vào vấn đề cái mong muốn của người bệnh nhân trong vấn đề điều trị vốn giống đề cặp đôi để hoàn thiện và tư vấn dựa trên nhu cầu là một trong thành phần thiết yếu. Và cuối cùng nữa là trong vấn đề điều trị hiện tại bây giờ, rối loạn cương chúng ta không nên nhìn với một góc độ chỉ có sự mong muốn của người nam mà chúng ta cần phải coi vấn đề là kiểm soát rối loạn cương trên cái đáp ứng của người bạn tình. Trong cái phác đồ hiện tại bây giờ chúng ta đưa ra vấn đề là chúng ta đánh giá liên quan tới vấn đề những yếu tố của người bệnh nhân, cái mong muốn thay đổi lối sống. Và một trong vấn đề ngày xưa chúng ta có những cái bước, bước một là thay đổi lối sống, bước thứ hai là sử dụng thuốc uống, bước thứ ba bắt đầu mới dùng liên quan tới phẫu thuật hay là những cái dụng cụ khác. Thì hiện tại trong phác đồ mới 2020 thì ngoài khi chúng ta thay đổi lối sống của người bệnh nhân thì bốn cái phương pháp mà chúng ta điều trị rối loạn cương đã bắt đầu đưa vào tùy thuộc với vấn đề chúng ta thảo luận với người bệnh nhân và mong muốn của cặp bạn tình. Tuy nhiên trong cái phác đồ mới 2020 liên quan tới vấn đề bệnh lý tim mạch thì đưa ra vấn đề là giữa những bệnh nhân có ham muốn tình dục tổn thương về cái này thì cần phải liên quan đánh giá được ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố thấp, yếu tố trung bình và yếu tố cao. Và đặc biệt đối với những bệnh nhân yếu tố trung bình đã bắt đầu được đưa vô đánh giá những cái bệnh lý về tim mạch. Và hiện tại bây giờ chúng tôi thấy trong cái vấn đề FPC3 đã đưa ra rõ hơn trong cái vấn đề điều trị vấn đề quản lý tim mạch, đó là những cái bệnh nhân rối loạn cương mà bệnh lý tim mạch thì chúng ta phải đánh giá người bệnh nhân liền, là thứ nhất là cái hoạt động về thể lực của bệnh nhân là chúng ta có thể leo lên 2 tầng lầu trong 10 phút và sau đó chúng ta đưa ra vấn đề là đánh giá mức độ cao, mức độ thấp và mức độ trung bình. Nếu mức độ yếu tố nguy cơ thấp thì chúng ta có thể điều trị liền, còn những cái trường hợp mà yếu tố trung bình hoặc yếu tố cao thì chúng ta nên làm cái nghiệm phát stress test. Thì những cái trường hợp này và chúng tôi thông thường thì có những yếu tố nguy cơ thì thông thường chúng tôi hay gửi cho các thầy và các chuyên gia về tim mạch trước và sau đó chúng tôi sẽ xin ý kiến về phối hợp giữa điều trị các bác sĩ của chuyên ngành các thuốc ức chế thụ thể BDFI với là các thuốc tim mạch của bệnh nhân. Và khuyến cáo đầu tay trong vấn đề điều trị rối loạn cương vẫn là cái thuốc điều trị hiện tại bây giờ được dung tạp khá tốt. Thì hiện tại bây giờ những cái thuốc ức chế thụ thể BDFI, đặc biệt cái sildenafil đã có những yếu tố gọi là dung nạp tốt và đáp ứng trong vấn đề điều trị vấn đề bệnh nhân có yếu tố bệnh nền như đái tháo đường, trầm cảm, tăng huyết áp. Thì những cái trường hợp mà bệnh nhân điều trị thì quan trọng nhất chúng ta phải có tư vấn và giáo dục cho người bệnh nhân. Và hiện tại bây giờ chúng ta tới hiện tại bây giờ cũng mong đợi có một cái thế hệ thuốc nào tốt hơn sildenafil hay không. Thì tới hiện tại bây giờ thì cái nhóm thuốc mới ra đời là cái avenafil thì tác dụng phụ cũng tương tự như tất cả các nhóm thuốc khác, bao gồm có nhức đầu, rối loạn giọng nói mà nóng phừng ở mặt, đau lưng
và những cái vấn đề chóa ở mắt. Thì những cái thuốc Avanafil mới ra đời tác dụng phụ cũng tương tự của các nhóm khác, ngoài ra không có sự khác biệt, nó chỉ khác biệt là cái vấn đề khởi phát hơn. Và liên quan tới vấn đề là chống chỉ định đối với nhóm thuốc Itrat thì cả bốn nhóm thuốc Sildenafil, Vardenafil, Tadalafil đều có những cái tác động gọi là chống chỉ định khi chúng ta sử dụng chung với nhóm Itrat. Và hiện tại bây giờ thuốc điều trị rối loạn cương có gây ra tình trạng tử vong hay cho người bệnh nhân hay không? Đây là một cái bài nghiên cứu rất hay đánh giá những cái biến cố về tim mạch liên quan những cái nhóm thuốc Sildenafil, Vardenafil và Tadalafil liên quan tới vấn đề biến cố với tim mạch như nhồi máu cơ tim, tử vong. Cho hiện tại bây giờ thì trong tác giả nghiên cứu của tác giả Guido đã chia ra những vấn đề tử vong cho tim mạch, nhồi máu cơ tim cấp, đau thắt ngực và những bệnh lý mạch vành. Thì giữa các thuốc điều trị của Sildenafil với lại là placebo thì không có sự khác biệt. Và một nghiên cứu liên quan gọi là double mù đôi mà trong vấn đề điều trị giữa Sildenafil với lại là giả dược thì không có sự khác biệt vấn đề. Do đó vấn đề những cái trường hợp mà khi điều trị rối loạn cương không phải là nguyên nhân gây tử vong cho người bệnh nhân. Do đó điều trị rối loạn cương nếu chúng ta tầm soát tốt, đây không phải là một yếu tố làm cho tử vong cho người bệnh nhân. Và nguy hiểm liên quan tới các thuốc về thảo dược hiện tại thì thực sự là bệnh Nam Khoa thì cũng nhờ các thầy và phía bên trường trong thời gian qua tổ chức những hội nghị liên tục nên cái vấn đề Nam Khoa đã được đưa ra và gọi ánh sáng. Chúng ta không còn gọi là một cái vấn đề rỉ tai nhau. Tuy nhiên vấn đề thuốc về giả dược, thuốc gọi là thuốc mà liên quan thuốc giả cũng vẫn còn lưu hành khá nhiều. Và một biện pháp kế tiếp đó là điều trị dụng cụ kho hút chân không, là đối với những cái trường hợp mà chống chỉ định khi không sử dụng được bất cứ cái trường hợp nào những cái thuốc ức chế thụ thể Abilify thì chúng ta có thể dùng dụng cụ hút chân không. Ngoài ra một cái biện pháp nữa đã được công nhận đó là điều trị rối loạn cương với sóng xung kích ngắn. Về phẫu thuật thì đây là một cái phẫu thuật là bước cuối cùng trong điều trị rối loạn cương đối với những bệnh nhân không đáp ứng thuốc hay chống chỉ định với các bệnh lý tim mạch. Thì đối những cái trường hợp này thì chúng ta có thể đặt thẻ hang nhân tạo, thì biện pháp này cũng đã được triển khai tại bệnh viện bình dân. Hiện tại bây giờ cái hướng điều trị mới cho điều trị rối loạn cương như thế nào thì từ ngàn một trước 1970, 70, 80, 90 và hiện tại bây giờ vấn đề là đánh giá được vấn đề yếu tố về những cái yếu tố về mạch máu trong vấn đề điều trị của người bệnh nhân. Và hướng điều trị của trong tương lai đối với bệnh lý Nam Khoa đó là stem cell hoặc là tế bào huyết tương giàu tiểu cầu hay là shockwave để trong điều trị rối loạn cương. Đây là những cái bước kế tiếp trong vấn đề điều trị rối loạn cương ở nam giới trong những năm kế tiếp. Thì hiện tại bây giờ ở trong tay của bác sĩ của khoa Nam Học thì chúng tôi có đủ tất cả các phương tiện liên quan tới vấn đề điều trị rối loạn cương. Quan trọng nhất là vấn đề nhận thức của người bệnh nhân và cái sự nhận thức được cái vấn đề rối loạn cương và bệnh lý tim mạch, và chúng ta gọi là tránh những yếu tố tác động nguy cơ cho người bệnh nhân, thì điều trị rối loạn cương trên bệnh nhân yếu tố tim mạch đây là biện pháp an toàn. Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn quý thầy. Cảm ơn phần trình bày rất là thú vị và một cái chủ đề cũng rất là quan trọng và cũng rất là đáng được quan tâm là cái vấn đề rối loạn cương ở nam giới, nhất là có liên quan bệnh lý tim mạch. Thì giống như theo như cái phần trình bày của bác sĩ Dũng cho thấy là cái vấn đề rối loạn cương nói riêng cũng như là cái bệnh lý cái bất thường trong cái hoạt động tình dục nói chung ấy, thì nó cũng rất phổ biến, đặc biệt là nó có thể liên quan đến nhiều cái bệnh lý mãn tính khác và kể cả một số cái thuốc điều trị. Xong cái vấn đề này chắc bản thân người bệnh cũng như thầy thuốc có lẽ còn chưa chủ động cũng như là chưa cảm thấy thoải mái trong cái vấn đề mà tư vấn, tầm soát, tư vấn cũng như là cái lựa chọn thuốc. Thì đây cũng là cái chủ đề mà tôi nghĩ là chắc là các quý đồng nghiệp cũng quan tâm nhiều. Thì xin mời bác sĩ Dũng có thể trả lời thêm một số cái câu hỏi của quý đồng nghiệp tham dự hội thảo hôm nay. Xin mời. Dạ vâng, kính thưa quý thầy và ban tổ chức. Thì hiện tại bây giờ có một câu hỏi là bệnh nhân tự ý mua thuốc điều trị cho rối loạn cương của mình mà không đến bác sĩ để hỗ trợ, thì lời khuyên về bác sĩ tim mạch gặp bệnh nhân kèm rối loạn cương tầm soát như thế nào và dấu chỉ định bệnh nhân cho bệnh nhân. Thì hiện tại bây giờ tình trạng là bệnh nhân tự mua thuốc tràn lan trên mạng, hiện tại vấn đề rất phổ biến và bệnh nhân bị những cái tác dụng phụ không mong muốn rất nhiều. Thì hiện tại trong thời gian trước thì Dũng có gặp được một cái trường hợp là một bệnh nhân gọi là phó giáo sư Huân có chuyển qua cho Dũng đó một cái trường hợp đó là một bệnh nhân là anh ấy là tự mua thuốc và sau đó thấy tim đập nhanh quá
đến gặp bác sĩ Huân. Sau khi bác sĩ Huân khám lại thì không phải là yếu tố tim mạch, mà cái chính là cái người bệnh nhân đó là do cái vấn đề sử dụng thuốc, gọi là tác dụng phụ của thuốc điều trị rối loạn cương. Thì bác sĩ Huân có nói qua gặp bác sĩ Dũng điều trị. Dạ em cảm ơn Huân cái ca đó. Dạ. Yeah. Thì thật sự thì bản thân Dũng thì khi gặp những cái bệnh nhân về yếu tố nguy cơ tim mạch, thì thật sự thì yếu tố thuốc tim mạch thì có rất nhiều thuốc, đặc biệt trong vấn đề điều trị rối loạn cương là vấn đề tương tác thuốc và cái thuốc tim mạch là cái điều quan trọng nhất. Do đó khi gặp những cái trường hợp bệnh nhân có những cái biến cố yếu tố về tim mạch, thì Long thông thường thì Dũng hay ghi một cái tờ giấy rất đơn giản nhẹ nhàng mà có thể gọi áp dụng tất cả các trường hợp, đó là xin ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa tim mạch về vấn đề tình trạng tim mạch của bệnh nhân có ổn định hay không. Và cái thứ hai là bệnh nhân là đang mong muốn được điều trị phối hợp cùng với cái thuốc ức chế tụ thể Bifide trên các thuốc về tim mạch, xin ý kiến. Thì hầu như tất cả các trường hợp Dũng gửi đi cho các thầy cô và quý đồng nghiệp tim mạch đều được có cái sự phản hồi rất tích cực, đó là cái sự thay đổi toa thuốc của các bác sĩ tim mạch làm sao để cho có sự phối hợp điều trị tốt nhất. Do đó khi vấn đề là điều trị cái rối loạn cương, nếu chúng ta đánh giá cái mức độ yếu tố nguy cơ, nếu chúng ta biết phối hợp và xin ý kiến của các chuyên gia đồng phối hợp cho người bệnh nhân thì chắc chắn sẽ hiệu quả. Thì chúng ta có thấy là cái trong cái bài trình bày của bác sĩ Dũng thì có một cái vấn đề rất hay. Thạc sĩ bác sĩ Mai Trinh Dũng thì có rất vấn đề rất hay là chúng ta tầm soát cái bệnh lý tim mạch. Tuy nhiên cái chúng tôi cũng đặt có nhận được nhiều câu hỏi từ một số báo đài khi mà hỏi những độc giả mà quan tâm đến chuyện mà tim mạch có thể quan hệ tình dục như thế nào. Thì chúng ta thấy là trong một trong những cái phần mà thạc sĩ Mai Trinh Dũng có trình bày, chúng ta nhớ là bệnh nhân đi bộ khoảng một mile thì trong vòng 20 phút, nghĩa đi bộ nhanh nghĩa là khoảng 1,6 km trong vòng 20 phút, hoặc là cho bệnh nhân leo lên 2 tầng lầu trong vòng 10 giây. Thì như vậy thì người ta thấy là trong cái khuyến cáo của Hoa Kỳ và châu Âu thì cái quan hệ tình dục nó chiếm cái lượng sức bệnh nhân khoảng từ 3 đến 5 MET. MET thì như vậy là tương đương với lại khoảng leo lên tầng lầu khoảng 10 giây, như là đi nhanh 10 giây mà không có đau ngực thì như vậy thì có thể quan hệ tình dục được. Cái đó là một trong những cái mà lâm sàng chúng ta có thể khuyên bệnh nhân khi bệnh nhân tới khám mà chưa đến khám mà quý ông nghiệp thấy là tất cả các nghiệp chúng ta chưa có chụp ảnh vàng trên MSCT chúng ta có thể áp dụng được. Một trong những cái mà chúng tôi muốn hỏi thạc sĩ Mai Trinh Dũng là bây giờ bệnh nhân cách đi khoảng chục năm, hơn 10 năm khi mà trong cái hội nghị tim mạch ở Hoa Kỳ thì một bác sĩ trẻ được nhận được một cái phần thưởng do stent động mạch thẹn, nghĩa là điều trị rối loạn cương. Chúng ta thấy là cái mất mùa đối với lại bệnh lý mạch máu, chúng ta có một cái nghĩa là mất mùa late loss, nghĩa là như là trong cái bài trình bày của bác Dũng thì như vậy late loss nghĩa là sau một thời gian đó thì mạch máu thiệu mức là 0,5 mm. Thì đối với mạch máu mà động mạch cảnh nó 7-8 mm, 0,5, hai bên mỗi bên 0,5 là 1 mm, thì hầu như là tỷ lệ chỉ có khoảng 10-20% thôi, hẹp 20%. Nhưng mà động mạch thẹn thì 1 mm thì là rất là nhiều. Như vậy thì cái vấn đề đặt stent thì chúng ta thấy sao ạ? Việt Nam chúng ta có thể đặt được chưa? Dạ vâng ạ. Thì cái vấn đề đặt stent trong cái mạch máu thì chỗ bác sĩ Huân cũng có nói với Dũng trong một thời gian cách cũng khá lâu. Thì thật sự thì vấn đề là nghiên cứu là cái vấn đề là đặt stent trong cái động mạch thẹn có thể chữa rối loạn cương hay không. Thì lúc mà bản thân phía bên bệnh viện bệnh dân cũng đã gửi người qua bên viện tim học để chụp cái DSA hay là thuyên tắc mạch, thì tới vấn đề là hiện tại bây giờ là Celity gọi là đi bắt đầu bước qua giai đoạn nữa là Celity máu. Thì Celity mạch máu thì tới vấn đề là tụi Dũng đang bên phía bên bệnh viện bệnh dân thì đang áp dụng đối với điều trị đối với những trường hợp mà rối loạn cương do tổn thương của cái giò động tĩnh mạch trong xoang hang. Thì Celity còn vấn đề đặt trong cái động mạch thẹn thì hiện tại bây giờ với cái sự phát triển của cái dụng cụ đặt thể hang và cũng giống như cái thuốc chích cũng giống như là thuốc đặt trong nhựa đào thì cái động mạch thẹn thì vẫn chưa gọi là giải quyết được hết tất cả, vì cái động mạch của dương vật cũng có hai cái nhánh, hai cái động mạch thẹn ở hai bên.
thì nó đưa hai cái động mạch thể hang xuống phía dưới và phát hiện ra một cái vòng tuần hoàn ở cái vùng đầu của quy đầu. Nên đối nếu tổn thương một bên thì nếu chúng ta vẫn còn một đường cái bên còn lại. Dạ, xin mời. Dạ, dạ vâng, dạ. Thưa thầy, tôi có một cái câu hỏi cho bác sĩ Dũng, có như một số cái chuyên khoa tim mạch ở đây. Thực ra trong chuyên khoa cơ xương khớp của chúng tôi cũng sử dụng khá thường xuyên cái nhóm mà cái ức chế PDE5, chủ yếu là cái sildenafil cho những bệnh nhân mà có cái tình trạng renal cũng như là tăng áp động mạch phổi liên quan đến bệnh lý tự miễn. Thế thì không hiểu là khi mà mình dùng điều chỉnh đến một cái liều thích hợp rồi mà duy trì kéo dài cái sildenafil thì cái vấn đề nếu bệnh nhân sử dụng mà nó dùng kéo dài nó có giảm dần cái tác dụng đi không, hoặc là có cái hiện tượng những cái nguy cơ nào khi mà bệnh nhân đang dùng kéo dài mà ngưng lại đột ngột? Xin mời. Dạ vâng ạ. Cái câu hỏi của chỗ phó giáo sư Khoa thì liên quan tới vấn đề khi sử dụng PDE5 trong một thời gian dài có cái sự đề kháng thuốc hay không. Thì hiện tại bây giờ trong một cái bài Dũng vừa mới tình cờ nhận được trong một lần hội nghị, đó là cái sự đề kháng cái chủ thể của PDE5 có hay không, thì hiện tại là đang trên một cái hướng có, và một số người nói là sau khi điều trị một thời gian dài cái thụ thể nó không còn đáp ứng nữa, thì đó là một cái yếu tố. Còn cái thứ hai, khi điều trị lâu dài thì cái tác dụng phụ mà lớn nhất của thuốc PDE5 đối với cái sildenafil đó là cái tình trạng cái mắt của người bệnh nhân tỉnh hoàn hoặc cảm giác bị hơi bị choáng màu xanh, và cái thứ hai họ bị cái phần cái mặt, và cái dấu hiệu thứ ba là nghẹt mũi. Thì những cái tác dụng phụ đó khi chúng ta uống lại á, thì mặc dù cái half-time của cái sildenafil từ 6 đến 8 tiếng, thì sau khi chúng ta sử dụng mỗi ngày liên tục, thì nó có cái sự cộng dồn lại, thì cái hàm lượng nó vẫn kéo dài, vẫn có ảnh hưởng cái tác dụng phụ như vậy. Do đó nếu mà những cái trường hợp như vậy á, thì quan trọng nhất là cái tư vấn cho người bệnh nhân. Và cái thứ hai nữa, theo dõi những cái yếu tố tim mạch. Có một số trường hợp bệnh nhân uống vô họ cảm giác họ bị đau thắt ngực, thì những cái trường hợp đó vẫn mặc dù cái lý thuyết của cái vấn đề cái sildenafil đó là tác động trên giãn mạch, thì cũng có một số trường hợp bệnh nhân lại bình trạng bị đau ngực. Đối với bệnh nhân nữ thì không biết là thạc sĩ bác sĩ Mai Chi Dũng thấy sao ạ? Tại vì hiện tại thì những bệnh nhân mà chúng tôi đang điều trị, bệnh nhân mà có tăng áp động mạch phổi, bệnh nhân tăng áp động phổi nguyên phát, thì một trong những cái thuốc mà mình sử dụng là bosentan cộng thêm với lại cái phosphor diesterase 5. Thì vậy thì đối với lại phosphor diesterase 5 thì chúng ta thấy là nếu mà sử dụng hàng ngày thì tác dụng bệnh nhân nữ là sao? Đó là câu hỏi thứ nhất. Đến câu hỏi thứ hai là những bệnh nhân trẻ thì có ảnh hưởng lên tình dục hay không? Chúng ta nhận thấy rằng như vậy thì những bệnh nhân mà bắt đầu mà bệnh nhân mà có Ischemenger, những bệnh nhân mà bệnh lý có luồng thông ở trong tim và có Ischemenger, thì để cho giảm cái triệu chứng bệnh nhân thì chắc là chúng ta không có cách nào khác. Chúng ta phải sử dụng phosphor diesterase 5 và cộng thêm với lại bosentan. Không biết là như vậy thì bệnh nhân sử dụng hàng ngày thì có ảnh hưởng hay hay không ạ? Dạ, câu hỏi là thứ hai là em cảm ơn phó giáo sư Huân đưa ra câu hỏi. Thì thật sự ở trong cái ngành y học giới tính đó, có một cái ngành nữa là vấn đề tình dục học của nữ, thì phía bên tụi em cũng có triển khai điều trị, nhưng mà cuối cùng thì tới hiện tại về vấn ngày xưa thì cách đây khoảng chừng 10 năm thì nó có một cái viên Viagra màu hồng, nó kêu là Pink Viagra dành cho nữ với liều thấp khoảng 25 mg. Thì hiện tại cái Pink Viagra hiện tại bây giờ nó không có lưu hành rồi, đang sử dụng giống như off label. Thì vấn đề chúng ta coi là cái vấn đề liên quan tới vấn đề cái cấu trúc của cái clitoris của nữ. Thì clitoris của nữ thì trong những cái trường hợp phì đại thì đó là cái sự phát triển lên của cái tâm, một cái cấu trúc của cái thể hang, thì trong đó nó vẫn có của cái tế bào xoang hang, do đó cái clitoris nó vẫn bị ảnh hưởng nhỏ bởi vì cái vấn đề khi chúng ta sử dụng lâu dài, đây là một vấn đề chúng ta cũng có tác dụng trên đó nhưng nó không rõ ràng. Và cuối cùng cái vấn đề cái đáp ứng tình dục của người nữ nó còn yếu tố nội tiết, yếu tố đáp ứng của thần kinh, do đó cái clitoris của nữ nó không phải là yếu tố chính. Còn cái câu hai là của cho phó giáo sư Huân đưa ra những cái tác dụng phụ mà đi kèm, những tác dụng phụ đi kèm của khi vấn đề sử dụng cái sildenafil là có, nhưng mà bây giờ để gọi là giữa cân bình giữa cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân điều trị cái vấn đề tăng áp mạch phổi do cái tồn tại cái sân giống như của phó giáo sư Huân nói, và cái những tác dụng phụ thì khi chúng ta sử dụng liều thấp cũng là một biện pháp là giảm những tác dụng phụ của người bệnh nhân.
thì chúng ta thấy là trong tim mạch với lại trong tim mạch với lại trong đối với lại về tình dục học thì nó có một sự liên quan chặt chẽ. Và chúng tôi cảm ơn cái bài báo cáo rất là hay của thạc sĩ bác sĩ Mai Tiến Dũng đã cho chúng ta thấy một cái nhìn là những bệnh nhân tim mạch thì chắc chắn nó chia sẻ với lại những cái yếu tố nguy cơ, và chúng ta phải kiểm soát yếu tố nguy cơ của khi mà tim mạch thì chúng ta kiểm soát yếu tố nguy cơ của rối loạn cương dương. Một trong những cái thì hiện tại chúng ta nhận thấy rằng ngay cả không chỉ có tăng áp mạch phổi mà những bệnh nhân mà bị bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim phì đại thì hiện tại chúng ta vẫn cơ tim phì đại so với bệnh cơ tim bệnh suy tim với lại chức năng tâm thu thất trái bảo tồn thì cơ chế khác hẳn với suy tim chức năng tâm thu thất trái giảm. Và một trong những thuốc mà điều trị bệnh cơ tim chức năng tâm thu thất trái bảo tồn đó là ức chế phosphodiesterase 5. Và chúng tôi nhận thấy rằng khi đối với bài báo cáo của và những câu trả lời của thạc sĩ bác sĩ Mai Tiến Dũng thì rất là quý giá để cho bác sĩ tim mạch có thể có thêm kinh nghiệm khi mà điều trị những bệnh nhân mà thực sự là bệnh nhân này thì phải uống hàng ngày thôi. Uống hàng ngày như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ không tránh được những cái phản ứng phụ, nhất là trên nam và nữ. Vậy thì chúng ta nhận thấy là khi kiểm soát yếu tố then chốt. Chắc là cái chương trình chúng ta là cũng hơi kéo dài hơn dự kiến một chút, cho nên là cũng xin được phép kết thúc ở đây. Trước khi kết thúc, cái đáng lý này tôi cũng không phải là một chuyên gia về tim mạch.